chương 401, cô có bạn trai chưa? Mau dậy đi, tôi còn muốn anh đi theo tôi đi dạo phố một chút đấy. Tiếng của cố di lại từ trên lầu truyền tới. Trang hạo nhiên tiếng thở dốc nặng nề mệt mỏi truyền đến, cuối cùng vẫn truyền đến âm thanh rời giường cùng tiếng bước chân trầm trầm. Đường khả hình đứng ở dưới lầu, im lặng đem hộp giữ tươi đặt ở trên bàn trà, nắm túi sách, đặt ở bên ghế salon, mới đi vào trong phòng bếp, đầu tiên nhanh chóng vo gạo, nhanh chóng nấu cơm, sau đó muốn mở hộp giữ tươi ra, mới phát hiện hộp giữ tươi ở bên ngoài, liền nhanh chóng đi ra phòng khách, vừa muốn cầm hộp giữ tươi lên, cũng đã nghe được trên lầu truyền tới tiếng cười ngọt ngào của cố di, cô liền sâu kín ngẩng đầu lên. Trang hạo nhiên rửa mặt xong, vẫn mặc áo ngủ trắng, khuôn mặt tiều tụy, hết sức mệt mỏi, đôi tay cắm trong túi áo ngủ, thở dài một cái, vẫn rất mệt mỏi nhìn dưới lầu, lại thấy đường khả hình đứng ở bên ghế salon, đang nhìn mình, dừng bước lại, mặt không lộ vẻ gì nhìn về phía cô. Đường khả hình nhìn trong tròng mắt anh lộ ra lạnh nhạt, cô lại hết sức khó xử vừa định hỏi anh, lại nhìn thấy khóe miệng bên trái của anh sưng đỏ, thậm chí khóe môi còn rách ra, còn có một chút máu, cô thở hốc vì kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía anh, gọi tổng giám đốc. Mặt của anh, chấm ngoặc kép, cố gì dựa vào bên cạnh trang hạo nhiên, cũng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn khóe miệng trang hạo nhiên sưng đỏ, cười nói, ôi chao. Đừng ngạc nhiên, đàn ông đánh nhau rất hấp dẫn, chỉ cần không phải vết móng tay, cái gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Trang hạo nhiên im lặng quay mặt sang, nhìn cô. Audio điện tử võ tấn bền. Cô Di si đột nhiên mỉm cười, dắt người anh bất đắc dĩ, đi xuống lại nói, chỉ là, tối hôm qua ai can đảm dám đánh anh. Nhất định là anh để cho anh ta đánh. Tại sao, Trang hạo nhiên không có nhìn đường khả hình, mà từng bước từng bước đi xuống lầu bởi vì tôi biết anh có thể đánh. Chấm ngoặc kép, cố gì cười nói. Trang hạo nhiên không muốn quan tâm cô, mới mở miệng nói chuyện, lại xoẹt vết sẹo góc trái, anh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng, tay đè lên vết thương, có chút khó chịu thở dốc một hơi. Anh, làm sao sẽ biến thành như vậy? Đường khả hình lập tức quên mất cố gì tồn tại, thật lo lắng cho nhìn về phía anh hỏi. Không có việc gì, tới sớm như vậy, Trang hạo nhiên vẫn rất buồn ngủ, đi qua bên cạnh cô, ngồi ở trên ghế salon, đầu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. tối hôm qua ngủ rất khuya sao? Đường Khả Hinh im lặng quay đầu, nhìn bộ dáng anh mệt mỏi mệt mỏi, muốn hỏi câu này nhưng không dám mở miệng. Khả Hinh, tôi thật sự đói bụng thật. chấm ngoặc kép, cố di mỉm cười tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía cô, có chút áy náy nói. A, à, chị chờ một chút, lập tức xong ngay. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, lập tức xoay người đi vào phòng bếp trong lòng vẫn nghĩ tới vết thương nơi khóe miệng Trang Hạo Nhiên, là có từ lúc nào. Có muốn lấy cái gì xoa cho anh hay không? Cố Di ngọt ngào nhìn anh, hỏi. Không cần, chuyện nhỏ." Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ đầu kia truyền đến. "Vậy anh ngồi trước một lát, tôi đi thay quần áo." Cố Di nói xong, cũng mỉm cười đi lên lầu, chuẩn bị thay quần áo. Đường Khả Hinh im lặng lấy đĩa sứ màu trắng, đặt ở trước tủ bếp, mở hộp dứa tươi từ bên trong lấy ra từng miếng màu vàng lát cắt thật dài ướp gia vị, từng miếng từng miếng đặt ở trên dĩa, cầm nó mới xoay người, lại thấy Trang Hạo Nhiên đã ở trước mặt, mệt mỏi mở cửa tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra chai nước khoáng pháp. Đường Khả Hinh cầm cái đĩa, nhìn chăm chăm má trái anh sưng đỏ, theo bản năng nghĩ tới tưởng thiên lỗi nhận được cú điện thoại kia, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, trên mặt kéo ra nụ cười miễn cưỡng, gọi nhỏ tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên dùng tay vặn nắp chai nước khoáng, đem nắp bỏ vào trong thùng rác, uống hết sức khát, cơ ngực hấp dẫn xuất hiện ra, biết bình thường anh hết sức nhiệt tình yêu thích vận động, cũng hiểu trong thế giới của anh, từ trước đến giờ không có đối thủ. Anh. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đặt cái đĩa vào trong tủ lạnh, đóng cửa lại, mới hỏi, vết thương nơi khóe miệng anh không phải là là, Tưởng Thiên lỗi đánh chứ? Trang Hạo Nhiên uống chai nước khoáng một hơi, thở dốc một hơi, mới nhìn đường khả hình, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười, nói tại sao cô cảm thấy là anh ấy đánh tôi. Đường khả hình dương mắt nhìn anh, thật lòng nói, ngoại trừ anh ấy ra. Còn có ai dám đánh anh? Trang hạo nhiên nghe lời này, đột nhiên cúi đầu cười cười, nói, không phải, cô nghĩ quá nhiều. Anh nói xong, liền xoay người đi khỏi, một bàn tay nhỏ bé nắm ống tay áo của anh. Trang hạo nhiên dừng bước chân, quay đầu, nhìn về phía cô đường khả hình thật lo lắng nhìn anh, lại không thốt nên lời. Thật không có việc gì, chỉ một chút ngoài ý muốn, đừng lo lắng. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hiểu rõ hai mắt cô lộ ra lo lắng, liền cười khẽ vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cô, mới im lặng đi ra ngoài, nhưng không ngồi ở trên ghế salon, mà trực tiếp lên lầu thay quần áo. Đường khả hình xoay người, nhìn bóng lưng của anh, lập tức đè xuống suy nghĩ nặng nề. Trên lầu truyền tới tiếng cười rất ngọt ngào của cố Di. Đường khả hình không nói gì, im lặng xoay người, lấy đĩa thủy tinh ra, múc muỗng cơm tẻ, thả vào một bên, đầu tiên trải ra một chút, sau đó bỏ vào giấm sushi, đeo bao tay vệ sinh trong suốt, trộn cơm, sau khi trộn đều, mới từ trong tủ lạnh lấy con lươn làm xong, nhanh chóng ướp một chút gia vị, chờ chảo nóng, bỏ lươn vào chiên lên, lấy thêm sốt tương Nhật Bản, nhẹ nhàng vẫy trên thịt lươn rồi vẫy vừng lên, chờ nhẹ một chút, cảm thấy lươn đã bắt đầu có mùi thơm, mới có chút hài lòng đưa lên đĩa. Lúc này, cơm đã nguội, đường khả hình lại đeo bao tay trong suốt cái, nhẹ dính mấy hột cơm trên tay, ngửi một cái, phát hiện mùi vị của nó đã thích hợp, liền lấy dưa chuột ướp muối thay thế cho tảo tía, cuống cơm trộn trước sau đó dùng chuột lát cắt đã ướp muối cuốn lại, từng cái từng cái đặt vào trong đĩa dài khác, lại đem con lươn, cắt ra từng khối, thật khéo tay đặt ở phía trên từng khối cơm, sau đó giải lên từng viên trứng cá đỏ tươi. Nồi nước đã sôi rồi, Đường khả hình lập tức bỏ vào một phần cơm trắng còn dư lại, sau khi cho một chút dầu mè vào trong nước sôi, cầm cái muỗng lên nhanh chóng khuấy đều, trực tiếp khuấy cho nó thành sệt sệt mới đập trứng gà, vừa quấy vừa rót trứng gà vào trong nước, lại lấy hành lá cắt nhỏ, rau thơm, cần thái, chân giò hôn khói. Món cháo thập cẩm là bữa ăn sáng sở trường của cha, không lâu lắm, cháo thập cẩm đã nấu xong, bay ra một mùi thơm làm tinh thần người ta phấn chấn. Khả hình hài lòng mỉm cười, lúc này, mới tắt lửa, lập tức từ trong hộp giữ tươi lấy ra loại gừng đặc biệt của nhà Tiểu Nhu. Loại gừng này là gừng đặc trưng của thành phố này. So với gừng trong sách vỡ, nó giòn hơn, ngọt hơn, chỉ hơi cay. Kết hợp với cháo nóng, có lẽ là món ăn tỉnh thần cũng có thể. Khả Hinh đặt miếng gừng ở trên tấm thớt bằng phẳng rộng rãi, cầm dao nhỏ sắc bén, chỉ dùng ngón trỏ đè nhẹ miếng gừng, con dao lưu loát đông 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 thật nhanh thái sợi gừng xong, đem đĩa gừng thái sợi vẫy lên dầu mè và nước tương ngọt ở xung quanh đặt nhẹ hai đóa hoa nhỏ bằng cà chua, đặt ở cả hai đĩa, mới hài lòng bưng nó ra bàn cơm trước, lại bưng dưa chuột cuốn ra, mới mang bao tay dày, cẩn thận bưng nổi cháo nóng, nhẹ nhàng mở nắp. Lúc này, Trang Hạo Nhiên đã mặc tay trang màu đen, áo sơ mi màu đen, nhất phái hiên ngang quân tử đi xuống lầu, cố di mặc váy ngắn màu trắng hấp dẫn, bên ngoài khoác áo lông thú màu trắng, đội nón lông trồn, từ phía sau lao ra, vươn tay, quấn chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên, nhìn anh, nheo mắt nở nụ cười. Trang hạo nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ cười cười. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một cái, mới nhanh chóng xoay người, đi vào phòng bếp cầm chén sứ xanh và muống, đúa, đi ra phòng bếp, cũng đã thấy Trang hạo nhiên và cố di hai người đi vào phòng ăn, cô lập tức mỉm cười nói, dùng điểm tâm đi. Chấm ngoặc kép, liền nhìn lên Trang hạo nhiên. Wow, cố di đứng ở trước bàn ăn, nhìn sushi dưa chuột tinh xảo mê người và cháo làm cho người ta nước miếng, cô vui vẻ cười nói, vừa nhìn đã cảm thấy muốn ăn rồi. đường khả hình, cô thật lợi hại, còn mạnh hơn tiêu đồng. đường khả hình đứng ở một bên, mỉm cười không lên tiếng. đây là cái gì? cố gì tò mò tay chỉ đĩa gừng thái sợi, hỏi. đây là gừng ngọt, còn gọi là gừng đỏ, nhưng so với gừng thường, giòn hơn ngọt hơn, chỉ hơi cay, không xé miệng. nếu buổi tối ngủ không ngon giấc, dùng nó ăn thần, hiệu quả không tệ dưa chuột cuốn cũng là món ăn ngon miệng, có lợi cho dạ dày. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng nói. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, im lặng nhìn về phía cô. Điểm tâm tôi làm xong rồi, mọi người từ từ ăn, tôi không quấy dày. Đường khả hình không nói nữa, lập tức muốn xoay người đi khỏi. Đi đâu vậy, cố gì bắt được cô, cười nói ăn chung đi. Chấm than ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút lúng túng đứng tại chỗ, không lên tiếng cùng ăn đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ngồi ở bên cạnh cố di nhàn nhạt nói đường khả hinh nhìn anh một cái chỉ đành im lặng múc hai chén cháo cho bọn họ sau đó bưng tới một cái chén và đôi đũa cho mình lúc xoay người thấy cố di cầm muỗng lên múc một chút cháo uống ánh mắt lập tức sáng lên vui vẻ cười nói ồ rất ngon chấm ngoặc kép đường khả hinh cười khẽ cầm chén ngồi xuống trang hạo nhiên cũng cầm đũa gắp một khối dưa xanh cuốn bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ, mới nhẹ nhàng gật đầu. Đường Khả Hinh nhìn anh. Khả Hinh, cô biết làm cơm, bạn trai của cô nhất định rất ưa thích cô chứ. Cố gì cũng gắp dưa xanh cuốn ăn, thật sự ăn rất ngon. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn cô, đột nhiên không biết nên nói gì. Trang hạo nhiên cầm đũa lên, gắp một chút gừng sợi ăn. Cô, có bạn trai chưa? Cố gì vừa nhai dưa chuột cuốn, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía cô cười hỏi tôi chấm ngoặc kép đường khả hình không tự chủ ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên cúi đầu ăn cháo cô chỉ đành cúi đầu nhưng vẫn có chút dịu dàng nói có chấm ngoặc kép tôi biết ngay anh ấy nhất định rất thích cô chứ cô rất dịu dàng đáng yêu xinh đẹp chấm ngoặc kép cố gì cười nói đường khả hình lại ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên một cái biết anh bởi vì quan tâm chuyện tình yêu của mình mà bị thương mà hết sức thương yêu mình, cô khẽ cắn môi dưới, biết có chút chuyện không thể gạt được, ngay lập tức thở khẽ một hơi, nói, đúng. Đúng vậy, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên lập tức buông chén xuống, cầm muỗng lớn trong nồi, muốn múc cháo. Để tôi, đường khả hình lập tức muốn nhận lấy cái muỗng trong tay anh. Không cần, Trang hạo nhiên dứt khoát trả lời, tự mình múc một chén cháo thật lớn, lại im lặng ăn. Đường khả hình sâu kín nhìn anh, không biết nói gì. Lúc này, Cố Di mới phát hiện không khí không đúng, liền nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh một cái, ngạc nhiên cười nói, giữa các người. Có chuyện gì không? Không có, Đường Khả Hinh lập tức giải thích. Ăn nhanh đi, còn nói một chút muốn đi dạo phố. Trang Hạo Nhiên nhìn Cố Di, bất đắc dĩ nói. Anh theo tôi. Ánh mắt của Cố Di sáng lên. Tôi thật sự không có thời gian. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười nói. Ghét, bởi vì Cố Di thật sự có chuyện nhanh chóng ăn xong chén cháo, ăn đem vài khối dưa chuột cuốn, và vì không có thời gian nên tạm biệt hai người, trước khi đi, hôn mạnh trên mặt Trang Hạo Nhiên. Ai, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Cố Di cảm thấy hả hê, nở nụ cười, nhanh chóng cầm túi sách đi khỏi, đóng nhẹ cửa lại. Không gian lập tức yên tĩnh lại. Chương 402, cãi nhau. Trang Hạo Nhiên cầm đũa lên, lại gắp một khối dưa chuột cuốn, bỏ vào trong miệng, nhai nhẹ quả nhiên ăn rất ngon. Đường khả hình cầm muống, vừa múc một chút cháo ăn, vừa ngẩng đầu lên, nhìn anh nhai sushi dưa chuột, nét mặt lãnh đạm, vết máu ở khóe miệng bên bờ môi mỏng của anh hết sức đẹp mắt, cảm giác hết sức biệt khuất, cô cúi xuống, múc cháo ăn, lại không nhịn được cười. Trang hạo nhiên cảm thấy nụ cười của cô, nhắc mí mắt nhìn cô một cái, liền cầm đôi đúa, gắp một chút gừng sợi ăn, nói, gừng ngọt này mua ở đâu? Của nhà tiểu nhu, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, lại gấp một chút bỏ vào trong miệng, nhai khẽ, thật sự thích ăn. Nếu anh thích ăn, tôi hỏi Tiểu Nhu xin một ít hạt giống, trồng ở ban công nhà tôi, sau đó hỏi Tiểu Nhu xin thêm một ít, ướp muối xong đặt ở trong tủ lạnh của anh, chờ anh đi anh quốc về, mỗi ngày có thể ăn, được không? Cô thật dịu dàng nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cầm muỗng, múc cháo uống một hớp, mới nói, không cần ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình im lặng nhìn anh. Bữa ăn sáng hôm nay, chính xác rất ngon. Trang hạo nhiên gần như ăn hết sạch điểm tâm mà đường khả hình cố ý làm nhiều, sau đó cầm đũa lên, lại gắp một chút gừng cuối cùng trong đĩa, bỏ vào trong miệng nhai khẽ, nói tôi ăn no rồi, cảm ơn cô làm điểm tâm. Anh nói xong, người đã đứng lên đi ra phòng khách, cầm cà vạt màu bạc mới vừa ném ở trên ghế salon, đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn mây trắng và biển rộng vô tận xanh thẳm phía ngoài cửa sổ, lật cổ áo đen, mang caravat trên cổ, bẻ cổ áo lại, im lặng thắt cà vạt. Đường khả hình yên lặng ngồi tại chỗ, nhìn mình chỉ ăn hai chén cháo, nắm muống, suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đi ra, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn đứng đó thắt cà vạt, nhưng thắt thế nào cũng không được, thậm chí anh có chút tức giận nắm kéo mạnh, càng kéo càng tức. Cô dịu dàng đi tới trước mặt của anh, nhẹ nhàng nói tôi làm cho. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô nói cô biết thắt cà vạt Đường khả hinh gật đầu một cái từ lúc nhỏ cô đã ba tách khỏi cha thắt cho ai trang hạo nhiên trực tiếp hỏi cô Đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn anh cười khẽ nói cho anh trai chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nghe lời này liền cau mày hỏi không phải cô đã nói không ở chung với anh trai sao thỉnh thoảng tôi cũng đi thăm anh ấy anh ấy mở nhà hàng trung quốc tương đối bận rộn có đôi khi cũng sẽ gọi tôi đến giúp vào dịp tết còn phải đi thu dọn đồ đạc và phụ trách phát tiền lương cho nhân viên phục vụ anh trai tôi thắt cà vạt không được chị dâu càng không có kiên nhẫn tôi thường thấy anh ấy nới lỏng cà vạt lại buộc bị lỏng nên đặc biệt đi học có đôi lúc vì phải chào hỏi một số vị khách đẳng cấp anh ấy vừa bưng rượu vừa kéo cà vạt chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh dịu dàng nói Trang hạo nhiên nhìn cô không lên tiếng Đường Khả Hinh cảm thấy anh nghiệp thỏa liền tiến lên một bước, đi tới trước mặt của anh, nhẹ vươn tay, thắt cà vạt, so sánh dài ngắn hai bên, tay trái chấp cà vạt bên này, tay phải luồng nhẹ phía bên trái cà vạt, quấn từ giữa đi xuống, lại rẽ sang bên phải. Trang hạo nhiên cúi đầu, nhìn ngón tay ngọc thon dài trắng tinh của cô dịu dàng thắt cà vạt, kiểu thắt mới mẻ độc đáo, liền ngạc nhiên hỏi đây là kiểu cà vạt gì. Đường khả hình cúi đầu, cười khẽ nói, Windsor not. Trang hạo nhiên nghe vậy, hơi nheo mí mắt, hai mắt sốt cuộc hiện lên một chút dịu dàng nhìn cô. Đường khả Hinh biết anh đang nhìn mình, im lặng không lên tiếng, yên lặng đánh thắt cà vạt màu bạc bước cuối cùng, tay cầm phía trên cà vạt, nhẹ nhàng kéo, kéo đến hết, một Windsor Knot hoàn mỹ đã hoàn thành. Trang hạo nhiên đưa tay vuốt nhẹ Windsor Knot tao nhã, nhìn cô, cười nhạt nói cảm ơn. Đường khả Hinh nghe nói rất khách sáo, lại ngẩng đầu, có chút căng thẳng nhìn anh. Trang hạo nhiên im lặng xoay người, đi lên trước, nâng nhung hộp lên, lấy kim cài bạch kim, cẩn thận đeo lên cổ áo, mới nhắc cổ tay, nhìn thời gian, đã gần 8 giờ 20 rồi, liền nói thời gian không còn sớm, 10 giờ tôi còn có một cuộc họp, đi xuống đi. Anh nói xong, liền im lặng đi ra ngoài. Nếu như tôi làm việc gì sai, anh mắng tôi là được. Không nên lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi sẽ khó chịu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía bóng lưng anh thản nhiên lạnh lùng, nói nhỏ. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, không lên tiếng. Tối hôm qua tôi gọi điện thoại, anh không có nhận, tôi thật lo lắng cho anh, sáng sớm hôm nay liền làm dưa chuột muối. Sợ anh lên máy bay, khẩu vị không tốt, cố ý muối rất nhiều, trong hộp giữ tươi còn có dưa chuột và gừng tươi, nếu như ở trên máy bay, khẩu vị không tốt, có thể ăn một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy có thật nhiều lời muốn nói với anh. Trang Hạo Nhiên vẫn không muốn nói chuyện. Hôm nay thứ sáu, thứ hai anh trở về, thật sao? Đường Khả Hinh lại đến gần một chút, nhìn bóng lưng của anh, thật cẩn thận hỏi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chớp lóe, vẫn im lặng. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, nước mắt lăn ra, lại vội vàng lau đi, lỗ mũi đỏ bừng, nghẹn ngào nói, tôi biết rõ, tôi không nên quá quan tâm anh, quấy rầy anh, thói quen thường ngày tạo thành chuyện như vậy, tôi rất xin lỗi, tôi cũng cảm thấy đoạn thời gian này, giống như tôi quá lệ thuộc vào anh, điều này thật không tốt, giống như hôm nay, cố di tiểu thư ở chung với anh, tôi không nghĩ tới, cũng không gọi điện thoại đã tới rồi. Bởi vì tôi muốn thu dọn hành lý hành lý cho anh trước, không đoán được có cảnh tượng này, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên đột nhiên xoay người, cao mày nhìn đường khả hinh, hỏi cố di ở chỗ này, cô tới đây có gì không ổn. Mặt của đường khả hinh đỏ lên, lau nước mắt nói, bởi vì... Đây là không gian riêng của anh và chị ấy, tôi không nên đi vào quấy giày, đoán chừng tối hôm qua anh không nhận điện thoại, cũng chỉ trong phút chốc nào thôi. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô, nở nụ cười nói, phút chốc nào thôi. Cùng ai, cố gì? Đường khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Sắc mặt trang hạo nhiên rét lạnh, nói tôi không có phong lưu và tùy tiện giống như cô tưởng tượng. Trước kia, dai dai là tình yêu thật sự, cởi xe đạp, quẹo cua liền gặp phải cô ấy, cũng không phải ai cũng có thể lúc quẹo cua đụng phải người yêu. Tinh xuyên cũng vậy, mặc dù tôi theo đuổi cô ấy, nhưng cũng bởi vì trên người cô ấy có một loại vẻ đẹp tôi nhìn không thấy, hấp dẫn tôi, tôi sẽ không dễ dàng cùng phụ nữ lên giường. Đường khả hình cúi đầu, không lên tiếng. Tối hôm qua cô ấy mở party, uống rượu say rồi muốn chen chung phòng với tôi, tôi để cho cô ấy đi vào, mặc dù cô ấy muốn lên giường của tôi. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói với cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cô? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hỏi. Đường Khả Hinh giật mình, bị thương ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ gọi nhỏ tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, nhìn cô nói, tình yêu của cô, cô còn không có trông nom tốt, không nên đi trông nom tình yêu người ta. Cũng đừng trông nom hành lý của tôi có bao nhiêu, chuyện của tôi liên quan gì đến cô. Nếu cô đủ hiểu biết thì dám sát chặt tưởng thiên lỗi. Dùng vẻ đẹp của cô, sức hấp dẫn của cô, dịu dàng của cô dám sát chặt chẽ anh ấy. Như vậy là đủ rồi, cô còn không dám sát chặt, tốn nhiều thời gian ở trên người của tôi làm gì? Nước mắt lăn xuống, Đường Khả hình ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại cắn răng nhìn cô nói, tối hôm qua tôi không muốn nhận điện thoại của cô. Nếu cô ở cùng với anh ấy, tại sao còn phải gọi điện thoại cho tôi? chẳng lẽ cô không thể quan tâm một chút cảm nhận của anh ấy sao? Không thể quan tâm một chút cảm nhận của tôi sao? Người kia, đối với cô không tệ, nhưng luôn không tha cho tôi, tôi không muốn dây dưa giữa các người. Tôi đã từng thề, tuyệt không đụng tới bất kỳ người phụ nữ nào xung quanh tưởng thiên lỗi. Bởi vì trong mắt anh ấy, cái gì tôi cũng muốn cướp đoạt. Trong đầu đường khả hình đột nhiên choáng váng, nước mắt từng viên lăn xuống. Trang hạo nhiên hơi cười nhạt, nói, nhưng... Nếu như tôi thật muốn tranh giành, chưa chắc anh ấy có thể hơn được tôi, nhưng cô là hang hóa sao? Cô không phải, như vậy mời cô suy nghĩ bản thân mình một chút, ví dụ như, không cần tối hôm qua mới cùng ở chung một chỗ với người đàn ông kia, sáng sớm hôm nay tới tìm tôi, như vậy sẽ dễ dàng gây hiểu lầm. Anh ấy hiểu lầm, tôi cũng sẽ hiểu lầm. Đường khả hình ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Trang hạo nhiên cắn chặt răng, lồng ngực kích động phập phồng, nắm chặt quả đấm, ngẩng mặt nói, sau này, không có việc gì dành thêm chút thời gian cho người yêu của cô đừng lãng phí thời gian vì tôi cũng đừng lãng phí thời gian với bất kỳ ai tôi đối tốt với cô chỉ vì cô là một chuyên gia hầu rượu xuất sắc mặc dù có tình bạn bè nhưng chỉ là chỉ là bạn bè sơ giao đường khả hình đột nhiên nở nụ cười nước mắt lăn xuống đi tới trước mặt của anh sắc mặt cứng rắn nói anh nói nhiều như vậy tôi hiểu ý của anh là chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không lên tiếng bởi vì bây giờ tôi và tưởng thiên lỗi ở chung một chỗ hoàn toàn đối lập với anh cho nên tình bạn và tâm ý trước kia đều không có là như thế phải không đường khả hình cũng tức giận nhìn anh tùy cô nói thế nào cũng được trang hạo nhiên lạnh lùng nói khốn kiếp nói chuyện như vậy làm tổn thương lòng tôi đường khả hình đột nhiên cảm thấy tức giận chợt đi vào phòng bếp từ trong tủ lạnh ôm ra hộp giữ tươi của mình mím môi rơi lệ đi ra hất lên Nhìn về phía anh nghẹn ngào nói cái này không cho anh ăn. Một câu nói thật đơn giản. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chợt lóe. Sau này không làm cho anh ăn, cho anh chết đói, tên đáng chết, không phải là không chịu nhận anh trai sao? Nói chuyện ác như vậy, nếu tôi thật gọi anh là anh trai, không phải anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi nhiều hơn à? Cho nên tôi nhất định không nhận. Hôm nay anh nói lời này chứng tỏ ở trong mắt của tôi, so với người thân của tôi, anh còn thân hơn hôm nay nếu như tôi xoay người, lừa gạt anh một câu, tôi không phải là người. So với cách nói của tưởng thiên lỗi, anh làm tổn thương lòng tôi hơn, anh biết không? Bởi vì anh vẫn đối tốt với tôi, tôi hỏi anh, trong lòng của anh, tôi là cái gì? Đường khả hình đột nhiên kích động rơi lệ hỏi. Trang hạo nhiên nghe thấy cô thật đau lòng, đột nhiên không nói gì. Đường khả hình đau lòng kêu to, anh biết ở trong lòng của tôi, anh là cái gì không? Trang hạo nhiên nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Là phong tín tử, nước mắt đường khả hình lăn xuống, đau lòng nhìn về phía anh, bi thương kêu to, là phong tín tử có thể làm cho tôi sống lại. Tình yêu của tôi, cũng là bởi vì cho anh mà sống lại. Anh biết ở trong lòng của tôi, anh quan trọng bao nhiêu sao. Anh nói lời tàn nhẫn này, giống như dao nhọn, tắm ở trong lòng của tôi. Anh rất thoải mái phải không? Sớm biết hôm nay anh có thể làm tổn thương tôi như vậy, lúc ấy anh tốt với tôi tôi sẽ không dễ dàng mở lòng đặt anh vào một góc chưa đầy của cha tôi tối nay anh đi nhanh một chút cho tôi lập tức đi tôi không lo lắng cho tên đáng chết này nữa rốt cuộc bị người nào đánh tôi cũng không lo lắng có phải anh bởi vì tôi mà bị đòn hay không chấm than ngoặc kép cô nói xong đột nhiên nắm túi sách chạy như bay lên lầu trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô chạy lên lầu sau đó thở hổn hển ôm bình phong cửu long của mình khóa ở trong tủ quần áo vừa lau nước mắt vừa chạy xuống anh lập tức đi lên trước nắm chặt cánh tay của cô hỏi cô làm cái gì vật này là của tôi đấy tôi muốn thu hồi lại có bản lãnh anh sa thải tôi đi đường khả hình tức giận đến phát run nước mắt giống như hạt trâu từng viên lăn xuống trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt cô lập tức nắm chặt cánh tay của cô nói cô đưa cho tôi chính là của tôi tại sao cô có thể lấy lại đường khả hình cười lạnh một tiếng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, thật sao? Tấm lòng tôi cũng đưa cho anh, tại sao anh không cất giữ? Trang hạo nhiên nhìn cô. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt rơi lệ sụp đổ kêu to, không nên đem tôi đặt ở giữa hai người đàn ông các người, tôi không phải là thị trưởng phu nhân cao quý kia. Cô nói xong, người đã bước nhanh đi khỏi, ầm một tiếng đóng cửa lại, nước mắt tràn ngập cả phòng tổng thống. Trường 403, ra hay không? đã 9 giờ. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng đi trên con đường nhỏ phía sau vườn hoa đi tới tòa nhà Hoàn Á. Đám người lâm sở nhai, Tô Lạc Hoành đang cười nói đi tới phía này, thấy Trang Hạo Nhiên, liền kêu to, lão đại. Trang Hạo Nhiên giống như có chút tâm sự, một tay cắm túi quần, một mình đi vào đại sảnh, bên cạnh các nhân viên dối rít cung kính lễ phép khom lưng chào anh, gọi nhỏ tổng giám đốc. Thế nhưng anh lại hứng hờ đi vào bên trong thang máy anh ấy làm sao vậy? Tô Lạc Hoành ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không giống lúc trước, hỏi. Lâm Sở Nhai cũng cười nhìn người này, im lặng đi vào thang máy, nhấn bảng điều khiển, vẫn mặt không chút thay đổi, nói, không phải là. Theo đuổi tinh xuyên đuổi không kịp, nên choáng váng. Đi, Tào Anh Kiệt cười nói, mặc dù đối với phụ nữ, anh ấy rất tình cảm, nhưng rất ít như vậy. Lúc bị dai dai bỏ rơi, cũng không thấy anh ấy như vậy. Lãnh mặc Hàn đứng ở một bên, suy nghĩ một chút, nói có phải liên quan đến tiểu đường không? Ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía anh. Không thể nào, hai người bọn họ, giống như kẹo mạch nha, không biết dính đến cỡ nào, làm sao có thể có chuyện. Lâm sở nhai cười nói. Lãnh mặc hàn không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng lẽ cãi nhau, tô lạc hoành cao mày nói. Anh tin một người ngày ngày tiếp xúc với con rán. Lâm sở nhai khi dễ anh. Con mẹ nó, anh nói con dán không mạnh sao tô lạc hoành tức giận nói con dán không có sức rung động lâm sở nhai cười nói mấy người lại vừa nói vừa cười đi về phía trước thang máy tầng lầu tổng giám đốc mở ra trang hạo nhiên một mình đi ra thấy nhân viên hành tránh đang cúi đầu yên lặng bận rộn anh cũng im lặng phải đi trở về phòng làm việc đi tới trước cửa liếc mắt nhìn cửa phòng thư ký mở ra còn truyền đến vài tiếng cười nhỏ anh nghĩ nghĩ liền hơi xoay người đi về phía trước đi tới cạnh cửa Nhìn vị trí của đường khả hình gần bên cửa sổ, trống rỗng. Anh sững sờ, lập tức đi vào, hỏi: "Đường khả hình đâu?" Tiêu Đồng lập tức đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, báo cáo nói: "Cô ấy đến chỗ họp cùng Lauren tiên sinh đi hầu rượu." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, gật đầu một cái, liền im lặng xoay người đi khỏi. Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Trang Hạo Nhiên giống như không quá bình thường, liền nghi ngờ suy nghĩ có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên một mình đẩy cửa phòng làm việc đi vào, hơi phiền não cởi tay trang xuống, ném trên ghế salon một bên, mới nghĩ thói quen lỏng lẹt cà vạt kết, ngón tay mới vừa chạm được này nơ, dừng lại một lát, buông tay ra, trực tiếp đi về phía ghế ra ngồi xuống, mở tài liệu trước mặt ra, nhìn số liệu dày đặc, trầm ngâm một lát, nhớ tới bộ dáng đường khả hình mới vừa xông lên cầu thang tức giận đến phát run, nước mắt từng viên lan xuống. Tiếng thở dốc nặng nề, từ phòng làm việc truyền đến bây giờ trang hạo nhiên không có biện pháp lấy điện thoại di động ra mở màn hình ngón cái nhẹ nhàng trượt số điện thoại trên màn hình mỏng thấy được cái đầu nhỏ đường khả hình xuất hiện trước màn hình anh do dự một lát ngón cái nhẹ nhàng nhấn dãy số phía trên một cái đường khả hình mặc đồng phục để tóc ngắn ngang vai đáng yêu chống cây dù trong suốt nhưng mặt nhìn về phía cây phong đỏ rực trước mặt đưa mắt nhìn phía trước đó là sau khi cô suốt cao che dù đứng ở dưới cây phong vẻ mặt u buồn lại dịu dàng hiền lành anh biết ở trong lòng của tôi anh quan trọng bao nhiêu sao anh nói lời tàn nhẫn này giống như dao nhọn tắm ở trong lòng của tôi anh rất thoải mái phải không sớm biết hôm nay anh có thể làm tổn thương tôi như vậy lúc ấy anh tốt với tôi tôi sẽ không dễ dàng mở lòng đặt anh vào một góc chưa đầy của cha tôi chấm than ngoặc kép một câu nói giống như một hình ảnh trong lời kịch nhẹ nhàng nhảy ra trang hạo nhiên nhìn nửa khuôn mặt cô trong màn hình điện thoại di động đưa mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu đột nhiên rất không hiểu nói tôi cất bình phong ở trong ngăn tủ khóa lại làm sao cô biết cô còn biết tôi cất chìa khóa ở bầy này có phải cô nghĩ tới có một ngày sẽ thu hồi lại phải không bốp một tiếng điện thoại hỏng ở trước bàn làm việc trang hạo nhiên lập tức mở một phần tài liệu khác tức giận xem tài liệu thời gian từng giờ theo tiếng chuông đồng hồ trước bàn làm việc trôi qua tổng cộng trang hạo nhiên đứng lên pha cà phê ba lượt mỗi lần đi qua phòng thư ký, đều nghĩa vào trong một cái, người nọ vẫn chưa trở về, anh lại bước nhanh đi khỏi, lại đi pha cà phê, làm cho cả tầng lầu không hiểu nổi, cũng không dám đi vào uống cà phê. Lúc pha ly cà phê thứ tư về tới, Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế ra, nhìn đồng hồ để bàn, đã 10 giờ 45 liền có chút thiếu kiên nhẫn lầu bầu nói, rốt cuộc đi hầu rượu gì lại lâu như vậy. Anh bưng cà phê lên, hạ xuống hai ba lần uống sạch trơn dạ dày bắt đầu có chút không thoải mái chuyện là đường khả hình cho rằng trang hạo nhiên bận rộn hơn trước sợ anh lệ thuộc vào cà phê liền dùng trà sữa thay thế cà phê hoặc thiết quan âm thơm hương hoa nhài hương vị đặc biệt nặng nhưng anh thích uống nhất vẫn là trà sữa bởi vì cô pha trà sữa luôn mềm mại trong chát chát mang theo mùi vị rất lưu luyến anh hỏi khả hình tại sao trà sữa này không giống mua ở bên ngoài cô nheo mắt cười nói hi hi anh không biết sao đem vỏ trứng gà mới Mài thành bột, trộn vào, không ngừng khuấy, để cho sữa trên đầu lưỡi dừng lại thời gian lâu một chút, vị rất tốt, có một loại cảm giác muốn yêu đương hay không? Trang Hạo Nhiên lại cảm giác dạ dày có một chút không thoải mái, nhanh chóng đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, muốn đi rót ly nước nóng uống, đi qua phòng thư ký, theo thói quen đi đến nhìn vào trong, mới vừa muốn bước nhanh qua, nhưng chợt dừng lại, đứng ở bên cửa, nhìn thấy Đường Khả Hinh đã trở lại, mặc đồng phục màu đen bó sát người, mái tóc ngắn đeo bảng tên màu vàng, đang cầm bút máy, cúi đầu, chăm chú ghi chép tài liệu. Cây bút máy này chỉ cho một mình cô, có lần nhìn thấy cô hay có tật lung tung, ném loạn đồ khắp nơi, không tìm được bút thì bộ dáng nóng nảy, liền đưa cho cô, thuận tiện nói cho cô biết, giá tiền cây bút máy này 100.000 đồng, bắt đầu từ khi đó, cô không còn ném bút. Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, yên lặng đi vào, đi tới trước bàn của cô, ngón tay gõ nhẹ, nói tôi có việc tìm cô, đi theo tôi. Đường Khả Hinh bộc một tiếng, khép mạnh văn kiện lại, lạnh lùng nói, tôi không có thời gian. Cả phòng thư ký đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên có chút căng thẳng nhìn về phía hai người bọn họ. Tiêu Đồng càng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, suy nghĩ chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn bộ dáng quật cường của cô, không cho chút mặt mũi, nhưng vẫn dễ chịu nói, có chuyện gì, để nói sau. Năm giờ tôi phải khởi hành, có chuyện muốn giao cho cô. Không phải tôi đã nói không có thời gian sao? anh có chuyện gì, lúc ngồi trên máy bay ghi âm lại, tôi có thời gian sẽ nghe. Đường khả hình chụp một phần tài liệu muốn ghi chép, mở ra, lại cao giọng nói một lần nữa. Có một vài thư ký không khỏi chừng lớn con ngươi, nhìn về phía cô. Tiêu đồng cũng có chút căng thẳng. Cô có ra hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, trang hạo nhiên không có cách nào, nhìn cô, hơi cất cao giọng hỏi. Không ra, nếu anh không hài lòng thì đuổi việc tôi đi. Đường khả hình lạnh lùng, mở laptop ra, cha tìm tài liệu, bộ dáng rất bận rộn. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng, nhìn cô. Không khí này càng lúc càng căng thẳng. Tất cả thư ký cũng không dám lên tiếng, cúi đầu. Tiêu Đồng lập tức nụ ở nụ cười đứng lên, đi về phía Trang Hạo Nhiên, thật cẩn thận nói, "Tổng giám đốc, anh có chuyện muốn căn dặn sao?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ cúi đầu, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn cứng rắn cũng không cho một chút mặt mũi. Không có việc gì, Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người, hơi giận dữ bước thẳng ra ngoài, không đến bao lâu, cửa chính văn phòng tổng giám đốc ầm một tiếng chấn động. Tất cả mọi người đều hoảng sợ giật mình một cái. Này, Tiêu Đồng căng thẳng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô cô điên hả. Đang ở công ty, cô cho rằng là nhà anh ấy hả? Anh ấy có nhà nào? Anh ấy không có nhà. Đó là phòng tổng thống của khách sạn Á Châu, không phải của anh ấy chấm than ngoặc kép, đường khả hình bắt trước anh phân chuyện, chia rất rõ ràng tỉ mỉ. Tiêu đồng cùng tất cả thư ký không thể tin nổi nhìn về phía cô. Nước mắt đường khả hình nhanh chóng lăn ra, rồi lại lau khô, tiếp tục làm việc. Trang hạo nhiên ngồi trở lại trước bàn làm việc, tức giận khẽ chống chán nói, con bé chết tiệt kia, thật sự là làm hư cô. Thời gian qua đi, 12 giờ trưa, lần đầu tiên Trang hạo nhiên xem văn kiện, thấy rối loạn, trong đầu đều là hình ảnh đường khả hình ôm bình phong cửu long, khóc đau lòng, còn có cô đi vào phòng bếp, ôm lấy hộp dữ tươi, rơi lệ đi tới trước mặt của mình, nói cái này không cho anh ăn. Nện bút máy xuống, Trang hạo nhiên không hề có chủ ý tựa vào trước ghế ra, nghĩ tới cô lúc đi khỏi thật tức giật, rất tức giật, anh thở dài một cái, nghe phía bên ngoài có người nói muốn đi ăn cơm trưa do dự một lát, liền nhanh chóng đứng lên, nắm tay Trang mặc vào, vừa cái cúc áo, vừa đi ra ngoài, lại thấy bọn Tiêu Đồng đang nói cười đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đi ăn nhà hàng Nhật, anh lập tức hỏi, "Đường Khả Hinh đâu?" Tiêu Đồng nhìn thật sâu bộ dáng căng thẳng của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, "Đi rồi." "Đi đâu?" chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức bày lên cấp trên mặt, nói, "Cô ấy đi đâu?" "Lại bỏ bê công việc à?" Tiêu Đồng bật cười nhìn về phía anh, nói, "Nói gì thế? 12 giờ cô ấy mới đi khỏi. Đi đâu rồi hả?" Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp. Ăn cơm chưa rồi? chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng cười nói. Đi đâu ăn? Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, hiểu ý cười nói, cô ấy cũng không chịu ăn ở bên ngoài, lúc này, khẳng định ở phòng ăn nhân viên khách sạn. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người đi ra ngoài. Tổng giám đốc, đây là chấm ngoặc kép, thư ký ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh nhanh chóng đi khỏi, nói có phải anh ấy. Và Khả Hinh đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Đồng đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ thở dài. Chương 404, ngồi xuống. Thang máy nhanh chóng hạ xuống, cho tới lầu 1. Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra thang máy, vừa vặn nhìn thấy bốn cầm thú Tô Lạc Hoành đang thương lượng chuẩn bị muốn đi ăn cơm trưa, Lâm Sở Nhai lại đề nghị muốn đi phòng ăn biển. Khoảng thời gian này, tại sao anh thường đi phòng ăn biển ăn cơm? Tô Lạc Hoành tức giận nhìn Lâm Sở Nhai, hỏi anh có bệnh à? Anh mới có bệnh Tôi thích ăn, không được a à hát, Lâm Sở Nhai cũng tức giận nói, "Chúng ta đã ăn cua Nhật Bản chân dài ở phòng ăn biển 10 ngày rồi. Ăn nữa, tôi có thể xuống biển sinh trứng." Tô Lạc Hoành không chịu nổi, "Anh không muốn ăn phòng ăn biển nữa." Lãnh Mặc Hàn cũng nói lên dị nghị nói, "Đúng vậy. Mỗi ngày cho tôi ăn kem, còn chê tôi không đủ lạnh sao?" Tào Anh Kiệt lập tức nói, "Đúng vậy, đến phòng ăn của bà xã tôi ăn đi. Tôi không muốn." Tô Lạc Hoành lại không chịu nổi nói, tôi thấy hai người các người thân mật, tôi cũng no rồi. Chấm than ngoặc kép, vậy anh có thể, chọn, chọn tôm hùm, Lâm Sở Nhai tức giận nói. Tôi chọn tôm hùm cái rắm tại sao tôi chọn tôm hùm, tôi là một sinh vật trên đất liền ở địa cầu, đừng mang sinh vật trong nước ra chống đỡ. Trong khoảng thời gian này, bụng của lão tử không phải tôm hùm chính là cua chân dài. Dạ dày thật sự không chịu nổi hôm nay cho dù chết lão tử cũng không ăn muốn ăn mọi người đi ăn đi tô lạc hoành phát giận anh rất tức giận rất tức giận vậy muốn như thế nào lâm sở nhai nói thật sự không còn cách nào với anh lão tử muốn ăn món ăn thái ăn bằng tay ba người đàn ông đồng thời kêu lên nếu như các người không thích có thể ăn bằng chân tô lạc hoành sải bước đi về phía trước ba người lâm sở nhai nhìn anh vẻ mặt bất đắc dĩ Muốn anh em hay là muốn cua chân dài Nhật Bản, chính các người chọn." Tô Lạc Hoành lại uy hiếp nói. "Muốn anh em làm cái gì? Có thể ăn cơm sao?" Có người sau lưng lạnh lùng nói. "Mẹ nó, người nào lắm mồm." Tô Lạc Hoành lập tức xoay người, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đi tới, anh lập tức sững sờ, gọi nhỏ, "Lão đại." Chấm ngoặc kép. Đám người Lâm Sở Nhai cũng xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cũng sững sờ, cười gọi, "Lão đại." đang nói chuyện gì trang hạo nhiên lạnh lùng hỏi đang nói ăn cơm chưa ở nơi nào chấm ngoặc kép lâm sở nhai nhìn vẻ mặt anh ngơ ngác nói ừm tốt trang hạo nhiên đột nhiên xoay người nói vậy thì đi thôi đi đâu tô lạc hoành ngạc nhiên hỏi ăn cơm chưa chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói bên kia không có phòng ăn chấm ngoặc kép lâm sở nhai đáng yêu nói tại sao không có phòng ăn nhân viên trang hạo nhiên đã đi tới đầu kia à phòng ăn nhân viên bọn lâm sở nhai quen ăn mát uống cay mất hồn nhìn về phía anh muốn công việc hay là muốn món thái chính các người chọn tiếng của trang hạo nhiên ở xa xa truyền đến phòng ăn nhân viên náo nhiệt nhã tuệ và mạn hồng còn có đa ám người từ trạch minh đã nhận thức ăn ngồi chung một chỗ vừa nói vừa cười đường khả hinh và tiểu nhu cũng ngồi ở trong đó nhưng tinh thần có chút không tốt cầm đôi đúa sới cơm lùa từng chút vào trong miệng. Trần Mạn Hồng nói chuyện với Từ Trạch Minh về chiếc nhẫn kim cương 8 ca thì nở nụ cười đắc ý làm cho nhã tuệ cũng hạnh phúc thay cho bản thân. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng đột nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, gọi nhỏ. À, đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, miễn cưỡng nở nụ cười đáp, có chuyện gì sao? Muốn nhờ cô một chuyện, Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô cười nói. Chị nói đi, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh cung kính nói: "Hôm nay cô phải cùng Lauren tiên sinh đi nhà hàng Pháp chúng ta hầu rượu có đúng không?" Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi: "Phải." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh gật đầu. Đến lúc đó cô đi qua tiệm châu báu, Phạm Khắc: "Anh Kiệt đặt cho tôi một đôi vòng tai kim cương, ba giờ lấy, đến lúc đó cô có thể giúp tôi đi lấy về hay không? Tối hôm nay tôi có thể phải bận đến 12 giờ." chấm ngoặc kép Trần Mạn Hồng có chút áy náy nhìn về phía cô, cười nói: "À, tốt, Đường Khả Hinh cười gật đầu. Cảm ơn nhé." Trần Mạn Hồng cười nói. "Không cần khách sáo." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười nhẹ cúi đầu. "Lúc cầm cẩn thận một chút, đừng để mất." Nhã tuệ nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói: "Ừm." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhàn nhạt đáp lời, cầm đũa lên, lại nhẹ nhàng lùa một chút cơm ăn. Lúc này bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tới phòng ăn ăn cơm. Có người từ bên ngoài chạy vào nói. À, bọn Trần Mạn Hồng ngồi dựa vào cạnh cửa, có chút kinh ngạc nói, lại tới. Lần trước không phải anh ấy đã tới sao, lần này tới nữa. Quản lý bộ phận cây cảnh lập tức bưng khay đồ ăn, có chút căng thẳng nói, không phải tổng giám đốc tưởng. Là tổng giám đốc trang, còn có bốn phó tổng đều tới cả phòng ăn đều cho nổ tung tất cả nhân viên dối rít loạn xà kêu lên tào ngọc tinh ngồi ở đầu đó Cao mày nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì phòng ăn nhân viên được hoan nghênh như vậy từ lúc nào tôi cảm thấy lão đầu bếp làm món ăn không hề có chút tiến bộ ăn không ngon chút nào từ trạch minh cũng có chút căng thẳng nói trời ạ à! phòng ăn nhân viên do bộ phận nào quản lý mọi người cùng nhau im lặng nhìn về phía anh Trần Mạn Hồng hết buồn cười nhìn về phía anh, nói anh đó. Quản lý quầy tiếp tân. Dầm dầm rầm từ trạch minh giật mình, liền vội vàng đứng lên, thật nhanh đi về phía phòng bếp, nói thật, tưởng thiên lỗi người là cẩn thận, cũng không bắt bẻ, đối đãi nhân viên, thật ra rất tha thứ, nhưng ánh mắt trang hạo nhiên rất sắc bén, trong lúc anh lơ đáng, quét mắt nhìn chi tiết rất nhỏ tiết, mặc dù không truy cứu, nhưng tính nguyên tắc rất nặng, chỉ sợ anh ấy mất hứng một cái, của trách thì phiền toái hơn nữa anh ấy cũng không phải là cấp trên trực tiếp nếu bị bắt được càng nguy hiểm hơn từ trạch minh nhào vào phòng bếp thật nhanh yêu cầu tất cả đầu bếp đều mặc chỉnh tề thậm chí sửa sang lại sợi tóc bạc trên trán lão đầu bếp đường khả hinh nhìn thấy phòng ăn mới vừa còn náo nhiệt lập tức yên lặng lại cũng không nhịn được ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về phía lối vào chỉ chốc lát quả nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân không đến bao lâu trang hạo nhiên một mình đi trước mặc tây trang màu đen, áo sơ mi đen, đeo cà vạt màu bạc, nụ cười nhiệt tình thường ngày trở nên nghiêm túc, tác phong nghiêm nghị, khí thế đi vào, đi theo phía sau là mấy người lâm sở nhai, khí thế mạnh mẽ. Đồng nhất, làm từ trạch minh hoảng sợ đứng ở bên cửa, vội vàng cúi đầu gọi nhỏ tổng giám đốc. Ừ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lạnh nhạt lên tiếng trả lời. Nhân viên cả phòng ăn, soạt một cái đứng lên lần nữa, nhìn về phía trang hạo nhiên cung kính gọi tổng giám đốc ngồi đi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lộ ra nụ cười, nhìn về phía toàn thể nhân viên, hơi giơ tay nói, nghe nói lão đầu bếp phòng ăn chúng ta làm thức ăn không tệ, tới đây nếm thử một chút. Đừng căng thẳng, tiếp tục ăn đi. Vâng, chấm ngoặc kép, toàn thể nhân viên đồng thời ngồi xuống, mọi người lại cầm đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn, ăn không biết ngon ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía trang hạo nhiên. Sắc mặt của đường khả hình tối sầm lại, tiếp tục ăn cơm của mình. Lúc này Nhã Tuệ cũng không nhịn được nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi dịu lại, đi về phía cửa sổ phòng ăn truyền món ăn, mỉm cười ngẩng đầu lên, vừa nhìn thực đơn trên cửa sổ, ánh mắt vừa nhìn về phía lão đầu bếp bên trong cửa sổ. Lão đầu bếp lập tức có chút căng thẳng cúi thấp đầu. Lão đầu bếp, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía ông, có chút thoải mái cười nói, không nên vén tóc chỉnh tề như vậy, sẽ rất khó chịu lão đầu bếp lập tức lúng túng cúi đầu mỉm cười. Trang tổng này, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhìn về phía bóng lưng cao lớn của trang hạo nhiên, mỉm cười nói trái lại rất. Tỉ mỉ, đường khả hình lập tức đen mặt, cầm đũa lên ăn cơm. Tỉ mỉ, Trần Mạn Hồng đột nhiên nhìn về phía nhã tuệ, trêu chọc nói, không nên dùng loại từ ngữ kinh người này để hình dung anh ấy, mọi người chưa từng nghe nói truyền thuyết của anh ấy. Cái gì, nhã tuệ quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, biết cô làm ở khách sạn đã lâu, chứng kiến rất nhiều lãnh đạo nổi lên và cùng buồn bã xa sút biết chuyện cũng khá chính xác, liền mỉm cười hỏi. Đừng nhìn Tổng Giám Đốc Trang ở trong nước, giống như chuyện gì cũng không để ý, đó là bởi vì không phải địa phương anh ấy quản lý. Tôi có người bạn học đang làm quản lý tiếp tân ở Anh Quốc, mỗi tháng kiểm tra, còn có ghi chép hoạt động thực tế, dùng hết năng lực của cô ấy. Không cho phép nhân viên lười biếng, còn gọi là khảo hạch ma quỷ, mà tất cả khách sạn Hoàn Á ở châu Âu đều nổi tiếng là khu vô trần. Trần Mạn Hồng cười cúi đầu cầm đũa lên ăn một hạt đậu phộng. Khu vô trần, nhã tuệ tò mò nhìn về phía cô, hỏi. Chính là không nhiễm một hạt bụi. Trần Mạn Hồng lại nhìn về phía mọi người, cười nói, nhất là khách sạn Anh Quốc, nghe nói ngoài chiêu đãi thành viên hoàng thất, hoặc nguyên thủ các nước và khách quý, thậm chí mỗi nơi nghỉ lại đều không để cho cô thấy được một hạt bụi. Tàn thuốc lá không quá 30 giây, cũng sẽ không để cho mọi người thấy bất kỳ một nhân viên nào ở trạng thái không tốt. Cũng không có hoa hồng héo tàn, đến ga giường không hề có nếp nhăn, cho đến cái ly trong suốt sạch sẽ, quản lý rất chặt chẽ, cho dù trang tổng ở xa ngoài ngàn dặm, tiếng tăm vẫn có thể làm kinh sợ toàn bộ châu Âu. Nhất là nổi tiếng trong việc bảo vệ môi trường, mặc kệ nước uống hay thức ăn của khách, tất cả đều vô trùng, ở California bản thân anh ấy có 100 vườn trái cây, toàn bộ bên trong trồng ăn trái cây khách thích. Gần đây ở Australia triển khai chuỗi khách sạn mới, trồng thực vật dây leo, bò đầy cả ngoài tường khách sạn, lớn mật đưa ra ý tưởng kiến trúc điều hòa không khí. Kỳ Gia Minh cũng cười nói, tôi bội phục nhất là ánh mắt sắc bén và tốc độ nắm bắt tin tức thị trường của anh ấy. Ý kiến về bảo vệ môi trường thế giới vừa qua, mặc dù có chuyên gia nói thật ra carbon dioxide cũng không có nguy hại nặng nề như trong tưởng tượng của chúng ta, phủ định ý kiến nó là thủ phạm trực tiếp gây ra sự nóng lên của trái đất, nhưng mỗi lần luôn tung ra tin tức vô cùng chính xác, anh ấy tiến hành kế hoạch của mình. Ý của anh nói, chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút không thể tin nổi nói, khi anh ấy có kế hoạch, sẽ lợi dụng truyền thông làm ra tuyên truyền. Thậm chí, chấm ngoặc kép, kinh sợ sao, Trần Mạn Hồng đột nhiên cười nói cô cho rằng anh ấy chưa tới 30 tuổi có thể ngồi vào vị trí này, thật sự dựa vào cha. Người của hội đồng quản trị không phải là những kẻ ngốc. 100 Vườn Trái Cây chấm ngoặc kép đối với chuyện này tiểu nhu cảm thấy hứng thú cầm đũa lên mưa tưởng cười nói nếu như tôi ở bên cạnh vườn cây ăn quả trồng một số loại gừng đậu thật tốt gừng đậu hưởng thụ ánh mặt trời tốt đẹp california củ quả nhất định lớn hơn chấm ngoặc kép cô mơ mộng đem đầu óc của cô đi trồng xem hưởng thụ một chút ánh mặt trời california có thể lớn lên một chút cứu mạng cô được hay không trần mạn hồng không khách khí nhìn cô nói phúc mọi người cùng nhau cười nhưng, chấm ngoặc kép, kỳ gia minh vừa ăn cơm, vừa ngạc nhiên nói, người như vậy, vì sao muốn tới phòng ăn chúng ta ăn cơm? Tôi làm sao biết, dù sao không phải là bởi vì tôi, cũng sẽ không tới bản của chúng ta. Trần Mạn Hồng bật cười nói, nếu quả thật tới đây, tiểu nhu trợn mắt nhìn hướng cô nói, làm sao có thể, trừ khi anh kiệt của tôi nhớ tôi, Trần Mạn Hồng nói xong, nở nụ cười. Đường Khả Hinh nghe bọn họ nói vậy, liền không nhịn được ngẩng đầu lên, lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía người kia. Bánh gạo thịt bò, cá tây hồ sốt chua, thịt đông ba, thịt cừu rán, đậu hũ chiên, đậu hũ trộn salad, cá nấu cải chua, gạo ướp bạc hà, vịt nấu gừng, canh thịt bò. Cái gì cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Lão đầu bếp có chút căng thẳng nở nụ cười, xoa xoa mồ hôi trên trán. Lấy gà bạc hà, bánh gạo thịt bò, đậu hũ trộn salad, vịt nấu gừng, chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói vâng 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 lão đầu bếp lập tức đi chuẩn bị trang hạo nhiên xoay người nhìn về phía bọn tàu anh kiệt ngây ngô đứng ở một bên vẫn ngạc nhiên kỳ quái nhìn mình anh liền trực tiếp nói gọi thức ăn đi muốn cút ra khỏi hoàn cầu rồi đúng không lâm sở nhai lập tức tiến lên nói được 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 gọi thức ăn thật ra bốn người mặc dù cao giọng vẫn không quen bưng khai thức ăn ăn cơm dưới con mắt rất nhiều người và nhiều nhân viên, nếu để cho những minh tinh kia thấy được, rất mất mặt. Tiểu Nhu cắn đũa, nhìn nhân viên hai bên phòng ăn một chút, tất cả đều ngồi đầy, tò mò nói, không có chỗ ngồi trống rồi. Bọn họ ngồi nơi nào? Dù sao sẽ không tới chỗ của chúng ta, Kỳ Gia Minh chỉ muốn chăm chú ăn cơm. Trang Hạo Nhiên bưng khai thức ăn, dừng lại ở nơi đó, nhìn toàn trường một vòng. Tất cả nhân viên, hô to một tiếng, toàn thể đứng lên, nhường chỗ cho tổng giám đốc. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại giơ tay, để cho bọn họ ngồi xuống, đừng căng thẳng. Mọi người nhìn nhau, cũng không dám ngồi. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói. Lúc này mọi người mới yên lặng ngồi xuống, nói nhỏ, tổng giám đốc sẽ ngồi ở chỗ nào. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ xoay tròn, lưu ý mỗi bản ăn, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của đường khả hình cùng Trần Mạn Hồng ngồi một bàn, chen chúc ở giữa, đang cầm đũa sới cơm, ánh mắt anh dịu dàng chợt lẽ, không lên tiếng, cầm khay trực tiếp đi về phía bàn của bọn người Trần Mạn Hồng. Đám người ở bàn của Trần Mạn Hồng đang muốn yên lặng dùng cơm, sau đó trong lúc Kỳ Gia Minh đang cắn cả gì thịt bò, còn chưa nhai, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang cầm khay, đi về phía mình, hai mắt của anh trừng to, lập tức ném đôi đũa, bưng khay lên, chen vào bàn của ông chú bộ phận cây cảnh ở đối diện. Người cả bàn cũng hô to một tiếng, đều giống như gặp ma, bưng khay lên, lập tức tránh ra. Đường khả hình ngẩng đầu lên, trong chớp mắt không thể tin nổi trợn to hai mắt, đã thấy bàn ăn to lớn lập tức trống không, tất cả mọi người đều đi hết, chỉ để lại mình và nhã tuệ, sau đó nóng mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang cầm khay đi tới, ngồi ở đối diện với mình, cùng phía nhã tuệ. Nhã tuệ đáng thương, Nhã tuệ không nói nên nhìn về phía đường khả hình, nhìn ánh mắt cô căng thẳng, đột nhiên miễn cưỡng mỉm cười, nói tôi. Cảm thấy nơi này quá chật, tôi chuyển sang nơi khác. Cô không chịu nổi, bưng cái khao thiết chen chúc cùng mạn hồng ở phía xa. Này, đường khả hình lập tức nhìn về phía bản thân, mặt đỏ lên. Bốn người đàn ông lâm sở nhai, ai cũng biết trang hạo nhiên có tâm sự, không dám đi qua, lại cùng chen chúc với chị dâu mạn hồng, một bàn tám người, ngồi thành 16 người. Làm cho chú chăm sóc cây cảnh hoảng sợ cũng không dám ăn, đầu đầy mồ hôi. Cả phòng ăn, trăm hoa đua nở, chỉ trừ một bàn ở giữa trống trơn, chỉ ngồi hai người. Người cả phòng ăn đều rất tò mò nhìn hai người bọn họ. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh một cái, lại tức giận cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà ăn. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cũng im lặng cầm đũa lên, gắp một khối đậu hũ gạo ăn, nhai nhẹ, giống như rất hưởng thụ mùi vị của nó dừng lại một lát, rốt cuộc nói, còn sức sống à? Đường Khả Hinh không nói lời nào, Trang Hạo Nhiên lùa cơm vào trong miệng nhai, thấy đĩa gừng ngọt của Khả Hinh, đoán chừng là làm điểm tâm cho mình giữ lại, liền muốn đưa đũa gắp. Chát, Đường Khả Hinh dùng đôi đũa gạt đôi đũa của anh, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô, Đường Khả Hinh tiếp tục ăn từng ngụm từng ngụm, còn chưa có nuốt xuống, lại cầm muỗng, múc một muỗng cơm lớn hơn bỏ vào miệng, ăn mặt không lộ vẻ gì xem đối phương như trong suốt trang hạo nhiên cầm đôi đúa khẽ tựa vào trên bàn ăn nhìn cô trong miệng đường khả hình đã chất đầy thịt vịt lại gắp lên miếng thịt gà kho nhét vào miệng tuyệt không để cho mình có cơ hội nói chuyện trang hạo nhiên chậm rãi cầm chén canh nóng hổi của mình đưa tới trước mặt cô đường khả hình lập tức cầm nó phịch một tiếng nện trở về trước bàn của anh không cho chút mặt mũi người cả phòng ăn đều giật mình mọi người cũng cắn đôi đúa, nhìn về phía cô. Tức giận thành ra như vậy. Trang hạo nhiên nóng mắt nhìn cô, đè nén lửa giận. Không khí càng ngày càng căng thẳng, nhân viên cả phòng ăn nhìn bộ dáng ngang ngược của đường khả hinh, cũng trợn mắt hốc mồm. Này, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng dựa vào hướng tạo anh kiệt, khe khẽ nói, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Anh cũng không biết, sáng sớm hôm nay, lão đại ngủ dậy đã khác lạ. Chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nói, lắc đầu một cái. Bọn họ giống như ăn gừng. Trần Mạn Hồng khe khẽ nói xong, lại nhìn về phía Nhã Tuệ, vẻ mặt lo lắng, nói thân ái, con bé khả hình tức giận cũng không nhỏ đấy. Chấm ngoặc kép, ca tính cô ấy rất quật cường, con lừa cũng kéo không trở lại. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói. Mọi người cùng nhau lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Phần của cô đâu, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nói ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm muỗng, lại múc một muỗng cơm, nhét vào miệng, sau đó cầm đĩa ớt xanh nhỏ nhỏ nhét hết vào trong miệng, cũng không sợ cay, lại ăn từng miếng từng miếng gà hầm rượu, không cho mình có cơ hội nói chuyện. Một cơn tức giận dâng lên. Trang hạo nhiên vừa nhai đậu hũ gạo, vừa nhìn cô. Đường khả hình ăn sạch sẽ cơm và thức ăn trong khay rất nhanh, sau đó bưng chén canh, uống từng ngụm từng ngụm xong, bộc một tiếng, nện chén xuống, liền đứng lên, lạnh lùng đi ra ngoài. Trang hạo nhiên lập tức vươn tay, chặn ngang bàn, kéo cô ngồi xuống. Đường khả hình lập tức hất tay của anh ra, vẻ mặt cứng ngắc, nhất định đứng lên, đi ra ngoài. Ngồi xuống, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên đột nhiên tức giận nện đũa xuống bốp một tiếng vang dội cả phòng ăn, nhìn đường khả hình lạnh lùng giống lên. Người cả phòng ăn đều hoảng sợ. Đường khả hình cũng không khỏi chấn động, nước mắt lăn xuống, nhưng vẫn không chịu ngồi. Trang hạo nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn bộ dáng cô như khiêu khích, hai mắt hừng hực lửa, muốn cháy lên. Mấy người đàn ông lâm sở nhai nhìn Trang hạo nhiên tức giận như vậy, mắt của bọn họ trợn to cũng muốn rớt ra, hoảng sợ choáng váng. chương 405, anh sẽ thất bại. Mặc dù đường khả hình đứng lại, nhưng vẫn không chịu ngồi xuống, chỉ muốn bướng bỉnh với anh đến cùng. Mọi người nhìn rất căng thẳng, tất cả đều không dám lên tiếng. Không khí lập tức trở nên rất đáng sợ. Tôi bảo cô ngồi, cô có ngồi hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dạng đường khả hình quật cường và đau lòng, lại làm như không thấy, cắn răng lạnh lùng hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình cắn chặt môi dưới, cũng không nhúc nhích. Trái tim tất cả mọi người đều lạnh lẽo, có một số nhân viên mới vào khách sạn chưa bao lâu, cắn đúa, cũng hoảng sợ đến không thở nổi. Lúc này, Trần Mạn Hồng nghiêng mặt nhìn sang, cảm thấy không phải biện pháp, lại thúc cùi trỏ đẩy nhã tuệ một cái. Nhã tuệ nhất xứng sờ, quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Mạn Hồng gấp gáp dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Nhã tuệ lập tức gật đầu đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười đi tới, cả người hoảng sợ đến đầu ngón tay lạnh lẽo, đi tới bên cạnh đường khả hinh, đôi tay nắm chặt cánh tay của cô, run rẩy nói, khả hinh, tổng giám đốc bảo cô ngồi xuống thì ngồi xuống nhanh lên. Nghe lời đi, đừng quật cường như vậy. Cô nói xong, liền dùng sức đè đường khả hình ngồi xuống mới thở dài một hơi vội vàng trở lại vị trí của mình bất đắc dĩ thở dài hai mắt đường khả hình đỏ bừng ngồi xuống nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng không để ý tới anh trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn cô một cái mới cầm đũa lên gắp một khối bánh gạo thịt bò bỏ vào trong miệng nhai sắc mặt rất kém nhai xong nuốt xuống lại cầm chén ăn vài đũa cơm thật lớn lại bưng chén canh nóng nhanh chóng uống hết đặt mạnh chén xuống vang một tiếng, bộp, mới lạnh lùng ra lệnh, lấy canh. Chấm than ngoặc kép, mọi người cùng nhau yên lặng, lén xoay mặt nhìn về phía bọn họ. Đường khả hình quay mặt sang một bên. Tôi bảo cô lấy canh, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lạnh lùng nói, lại ngẩng đầu, nóng mắt nhìn cô. Đường khả hình lại giật mình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu tủy, phát hiện tinh thần và thể lực của mình dần dần cạn kiệt, trên chán toát mồ hôi lạnh, mặc dù không tình nguyện, cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn có chút mệt mỏi vươn tay cầm chén kim loại nhỏ nhỏ từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ thủy tinh phòng bếp tất cả nhân viên bắt đầu có chút đồng tình và căng thẳng nhìn về phía cô hai mắt đường khả hình dưng dưng cầm cái chén nho nhỏ đi tới trước mặt lão đầu bếp nghẹn ngào yếu ớt nói lão đầu bếp cho một chén canh nóng chấm ngoặc kép lão đầu bếp ở trong cửa sổ thủy tinh nhìn bộ dáng đường khả hình rất đáng thương uất ức cũng có chút đau lòng và đồng tình với cô nhận lấy cái chén, cầm muỗng lớn múc một chén canh, lại tự mình đưa đến trước mặt cô, nói khẽ cẩn thận nóng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đưa hai tay bưng chén canh nóng, dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người từng bước từng bước, cẩn thận bưng đến trước mặt trang hạo nhiên, không ngờ mặt chén quá trơn, sợ ý một chút canh tràn ra ngoài chảy tới ngón áp út, cô lập tức thu tay lại, rúi vào quần áo sau lưng. Trang hạo nhiên lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, mới bưng chén canh, uống một hớp, lại tiếp tục ăn cơm. Đường khả hình không nói gì, lặng yên ngồi xuống, cúi thấp đầu. Trang hạo nhiên một mình lặng yên ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thịt, thỉnh thoảng ăn cơm, thỉnh thoảng uống canh. Người cả phòng ăn đều không dám ăn, cũng lặng yên ngồi tại chỗ, không dám động đậy. Ông chú bộ phận cây cảnh bưng cái khay đã ăn sạch sẽ, cùng một đám phó tổng, một đám quản lý ngồi chung một chỗ, áp lực như núi, thỉnh thoảng lau mồ hôi, sắc mặt thỉnh thoảng thay đổi. Tối hôm qua ông trực ca đêm, muốn về nhà ngủ sớm nhưng bây giờ trong phòng ăn không có một người nào dám động ông cũng chỉ cúi đầu không dám lên tiếng sốt cuộc khẩu vị của Trang Hạo Nhiên giống như hết sức tốt ăn cơm xong sau đó một mình đứng lên lạnh lùng nói đi theo tôi Đường Khả Hinh lại ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô khẽ thở dài một hơi Trần Mạn Hồng cũng lắc đầu một cái nhìn về phía cô trang hạo nhiên nhíu chặt mày không nói hai lời nắm cổ tay cô kéo cả người cô lên đi ra ngoài đường khả hình lập tức cố sức xoay cổ tay nhỏ của mình chính là không muốn đi với anh trang hạo nhiên khẽ cắn răng lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô kéo cả người cô đi ra ngoài đường khả hình nhất thời cảm thấy đau lòng uất ức cắn răng bất đắc dĩ vẫn không muốn đi hai mắt trang hạo nhiên nóng lên tay nắm chặt a à, chấm ngoặc kép đường khả hình đau đến hét lên một tiếng, cả người nhất thời co lại. Trang hạo nhiên lại không chút lưu tình dắt cô đi ra ngoài, kéo xuống tòa nhà nhân viên, đi qua rừng phong thật dài, ở giữa lá phong đỏ thẫm mờ ảo, bước nhanh đi về phía trước, cho đến khi trở lại đại sảnh hoàn á, trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên, anh ném cả người cô vào trong thang máy, đường khả hình muốn đi ra, anh lại đẩy cô, một bước đi vào, phịch một tiếng, nhấn nút đóng cửa thang máy. Đường khả hình ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên cởi bỏ cúc áo, nóng mắt nhìn cô. Thang máy nhanh chóng vọt lên trên. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép. Cửa thang máy mở ra trong chớp mắt, truyền đến một trận âm thanh này. Có một số đồng nghiệp bộ phận hành chính đã trở về, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Trang hạo nhiên kéo đường khả hình đi ra thang máy, lảo đảo, lại ném cô vào văn phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng, đóng cửa lại, khóa lại. Xảy ra chuyện gì? trưởng phòng hành chính nhìn về phía đồng nghiệp hỏi khẽ cả ngày hôm nay tổng giám đốc đều kỳ quái đấy có người cũng nói khẽ chuyện lần trước vẫn chưa hết đường khả hình lại vờ ngớ ngẩn nữa sao tất cả đồng nghiệp đều rối rít bàn tán sau đó nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh đường khả hình vẫn dưng dưng đứng ở bên ghế salon lên không lên tiếng trang hạo nhiên nóng mắt nhìn cô cởi bỏ tay trang ném sang một bên, mới lạnh lùng nói, mặc kệ bình thường trong lòng tôi cưng chiều cô thế nào, ở bên ngoài, cô cũng không thể không nể mặt tôi, dù nói thế nào, tôi cũng là cấp trên của cô. Đường khả hình đột nhiên cười khổ nói, thật xin lỗi, tôi để cho anh mất mặt. Thật mất mặt chính là cô, không phải tôi, là cô, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên đột nhiên tức giận nói. Đường khả hình không lên tiếng, quay mặt đi, cố nén lệ. Trang hạo nhiên xài bước đi tới trước mặt cô, nhìn bộ dáng cô uất ức đau lòng, hai mắt mãnh liệt chấp lóe, muốn nói gì đó, lại không nói ra, chỉ hỏi, bình phong của tôi đâu. Hai mắt đường khả hình đỏ lên, nhịn đau lòng, nghẹn ngào nói, ném rồi. Trang hạo nhiên nhíu chặt mày, tiến lên một bước, nhìn cô, lạnh lùng hỏi, bình phong của tôi đâu. Chấm than ngoặc kép, ném rồi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, cũng hét lớn hai mắt trang hạo nhiên nóng lên, mãnh liệt ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, nhìn cô, tức giận gọi, nói lại lần nữa. Ném rồi, ném rồi, ném rồi. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh kêu to, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Lồng ngực trang hạo nhiên phập phồng lên xuống, cúi xuống nhìn cô, kêu to tại sao cô ném bình phong của tôi. Chấm than ngoặc kép, bình phong này không phải của anh, nó là của tôi đấy, là đồ cưới của cha tôi cho tôi. Lúc ấy là tôi bị mù mắt đâm thủng 10 đầu ngón tay, tặng nó cho anh." Đường Khả Hinh nói tới chỗ này, trong lòng chợt đau nhói, nghẹn ngào nói, sớm biết quen biết hời hợt với anh, tôi sẽ không đưa cho anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau đau, nhìn cô, nhưng vẫn cứng rắn nói, "Là cô bị mù mắt, tin lầm tôi." Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nóng mắt nhìn anh. "Tôi cũng bị mù mắt, lúc ấy nhìn thấy một cô gái khổ sở không chỗ nương tựa, bởi vì bị hai người đàn ông vứt bỏ, đau lòng khổ sở đi tìm mẹ, tôi nên đi ngay lập tức, không đến nỗi nhìn thấy cô ngay cả ăn một chén mì cũng không có dũng khí. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận nói. Hai mắt đường khả hình lập tức tràn lệ. Khi đó, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái 1m59 cao thêm 2cm, hai mắt lại xẹt qua một chút đau lòng, nói, khi đó, tôi suy nghĩ, cô có ngã xuống hay không? Nhưng cô không có cho nên tôi tin lầm cô ở trong thế giới của tôi bất cứ người nào cũng không thể kiếm cớ vì bản thân mình yếu ớt cô hết lần này đến lần khác bởi vì một chuyện một chút tình cảm tổn thương tới mình tôi hận cô vô dụng rõ ràng trong lòng có mơ ước tốt đẹp lại trơ mắt nhìn cô bởi vì tình cảm mà té ngã ở trong mưa khóc giống phát sốt sau đó hồ đồ nó với tôi muốn đi trước cha đường khả hình nước thang lên thiên đường cô cho rằng rất rõ ràng sao đó là dồn vào chỗ chết sau đó có cơ hội sống. Không phải mỗi người đều có cơ hội sống lại. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lăn xuống. Cô muốn chọn một con đường của mình, ngay cả tôi muốn giúp cô cũng không được. Cô bảo tôi làm sao với cô đây? Trang Hạo Nhiên nhìn cô giống giận, "Đường Khả Hinh, cô mới vừa cao 2 cm, lúc nào có thể cao thêm hả?" Anh luôn nói với tôi như vậy. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra khóc kêu to, nói tôi chưa trưởng thành. Nói vóc người tôi không cao, nói tôi không hiểu chuyện, tôi lựa chọn tình yêu của mình có lỗi sao. Loại người như anh không biết yêu, anh không có tư cách nói tôi. Trái tim Trang Hạo Nhiên đột nhiên hở ra, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khóc nói, anh cho rằng tôi không muốn rời khỏi anh ấy sao. Nhưng đã thật yêu thì làm thế nào, tôi cũng hận mình, nhưng tôi yêu, chính là yêu, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô loại người như anh đối với tình yêu thản nhiên như vậy là bởi vì anh hoàn toàn không có yêu anh có thử qua nóng ruột nóng gan sao anh có thử qua chân thật trả giá sao chính là loại biết rõ mình không đủ sức nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu mặc dù sẽ tổn thương mình sẽ không quay lại được nhưng vẫn muốn nếm thử tình yêu cái loại cảm giác băm vằm thành trăm mảnh đau đớn thế nào anh biết không tại sao anh không thể thông cảm cho tôi tại sao đau như vậy vẫn muốn yêu đó là vì tình yêu thật sự, căn bản không có lựa chọn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nói xong, đôi tay che mặt, thất thanh khổ sở khóc giống, nếu như có kiếp sau, tôi tuyệt đối không muốn gặp anh ấy, không phải anh ấy khổ sở thì là tôi khổ sở. Như vậy nếu như kiếp sau không gặp lại, thì gom hết tình yêu và đau khổ trong kiếp này xài hết đi. Tôi có chết cũng muốn yêu. Trang hạo nhiên đột nhiên không nói nên lời. Đường khả hình khổ sở không còn hơi sức ngồi xổm trên mặt đất, lại đau lòng khổ sở khóc. Cô đi ra ngoài đi." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đột nhiên nói. Đường Khả Hinh vừa khóc, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh. "Đi ra ngoài đi." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại lạnh nhạt nói, "Tôi mệt rồi, không muốn nói thêm nữa. Cô rất dũng cảm, rất can đảm, tôi phục cô, đi ra ngoài đi." Đường Khả Hinh đột nhiên tức giận đứng lên, nhìn anh nói, "Anh đừng châm chọc tôi. Tôi hiểu rõ." Trong thế giới của anh mặc dù đối với tôi như thế nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của anh. Tôi và Tưởng Thiên lỗi ở chung một chỗ, làm cho anh thất vọng, anh sợ tôi sống thiên lệch. Anh sợ đấu với anh ấy, anh sẽ thất bại. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, hai mắt xẹt qua một chút đau đau. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 406, người xa lạ. Tùy cô nói thế nào, đi ra ngoài đi. Trang Hạo Nhiên thật sự có chút mệt mỏi. Đường Khả Hình cắn răng rơi lệ nhìn anh, đi ra ngoài. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cô. Bình Phong Cửu Long muốn đập thì cứ đập. Chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên một chút rời rạc, không còn hơi sức nói nhỏ. Đường Khả Hình cũng tức giận, liền không muốn nói thêm, xài bước đi ra ngoài, ẩm một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên cảm thấy chán nản, không muốn nói gì, chậm rãi mà đi đến bên ghế salon, không còn hơi sức ngồi xuống nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ hai mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trang hạo nhiên chỉ nhìn trời xanh mây trắng không có đáp lời tiêu đồng im lặng đẩy cửa đi vào có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon bóng lưng có chút cô đơn liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh nhìn anh chưa từng có cảm giác mệt mỏi nghi ngờ hỏi lão đại anh và khả hinh có chuyện gì Mới vừa rồi cô ấy chạy về phòng làm việc, ngồi tại chỗ khóc lớn, thật đau lòng. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe cũng chỉ là nghe, không lên tiếng. Có chuyện gì, mọi người thử cùng nhau nói rõ, không phải hai người vẫn rất hòa hài sao? Tiêu Đồng đau lòng cho Khả Hinh, lại đau lòng cho Trang Hạo Nhiên, nói. Tiêu Đồng, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên đột nhiên gọi nhỏ. Vâng, chấm ngoặc kép. Tiêu Đồng đáp nhỏ. Tại sao cô phải theo tôi lâu vậy? trang hạo nhiên sâu kín hỏi tiêu đồng nghe lời này có chút ngây ngô đột nhiên mỉm cười nói bởi vì anh rất tốt chấm ngoặc kép không có nguyên nhân khác sao trang hạo nhiên lại nhàn nhạt hỏi không có chấm ngoặc kép tiêu đồng mỉm cười lắc đầu một cái cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ tôi hoặc không tin tưởng tôi sao trang hạo nhiên lại nhẹ nhàng hỏi không có chấm ngoặc kép tiêu đồng cười nói anh là cấp trên tốt nhất tôi gặp được đoán chừng đời này tôi cũng không gặp được cấp trên tốt hơn anh trang hạo nhiên cười khổ một tiếng có phải khả hinh nói cái gì làm cho anh khó chịu hay không tiêu đồng có chút hiểu ý nhìn anh hỏi hai mắt trang hạo nhiên lóe lên lắc đầu một cái cô ấy còn nhỏ nói chuyện có thể không xuôi tai anh đừng để ở trong lòng anh đối tốt với cô ấy mọi người đều thấy được giống như tâm can bảo bối chấm ngoặc kép tiêu đồng lại nhẹ nhàng an ủi nói trang hạo nhiên không lên tiếng rất yên lặng nhìn về phía trước đột nhiên vươn tay nắm nhẹ tay tiêu đồng tiêu đồng nghi ngờ nhìn anh trang hạo nhiên vẫn không lên tiếng cũng chỉ lẳng lặng nắm tay của cô tiêu đồng cũng không lên tiếng nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon mặc cho anh nắm tay của mình ngẩng đầu lên yên lặng nhìn anh một cơn gió nhẹ bay vào giống như muốn an ủi người kia mang vào một chút hạt mưa trời mưa sao đúng vậy Bên ngoài trời mưa, hôm nay bầu trời tối tăm, Anh Quốc, một đất nước ẩm ướt không ngờ cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng có ai biết, đất nước ẩm ướt đó không chỉ có nước mưa mà còn có trái tim dịu dàng và cảm xúc tinh tế. Tóm lại, trời đã mưa. Tiếng mưa rơi róc rách, vang lên cả thành phố. Đường khả hình ngơ ngác ngồi tại chỗ, không ngừng nghe được, Tổng Giám Đốc phải về Anh Quốc mấy ngày. Tất cả mọi người đều đem công việc của mình phân tích báo cáo đầy đủ, đem tài liệu muốn ký, rối rít đi vào để cho anh ký, còn có tiêu đồng cũng bận rộn và xác nhận, đường hàng không cho máy bay tư nhân có chính xác hay không, còn có chuyện hội nghị trên máy bay tư nhân phi, lại chuẩn bị cặp công văn, đem tài liệu anh muốn xem ở trên máy bay cũng đều làm xong, lại căn dặn đồng nghiệp, truyền chỉ thị của phòng tổng giám đốc đến trong tay tất cả phó tổng. Lãnh đạo cấp cao Anh Quốc và thư ký nghe nói Trang Hạo Nhiên muốn trở về, đều hết sức kích động, dối rít gọi điện thoại về, xác nhận thời gian anh trở về nước, thư ký càng thêm hưng phấn đến muốn mở party ninh đón anh, bởi vì quá nhớ anh. Tất cả tất cả mọi thứ giống như không liên quan đến mình. Đường khả hình ngồi tại chỗ, giống như người ngoài, nhìn người xung quanh, mọi người đều bận rộn vì trang hạo nhiên, lãnh đạo cấp cao Anh quốc cũng bận rộn vì anh, thế giới của anh chính là như vậy, thiên tri kiêu tử, đứa con cưng của trời chính là như vậy, mà mình cũng chỉ đưa cho anh một buổi điểm tâm, không hơn. Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hai mắt tan rã, nhìn người đi tới đi lui rốt cuộc xác định trang hạo nhiên muốn đi khỏi tại sao mình nhẹ nhàng như thế điện thoại di động vang lên cũng không có nghe được khả hinh bên cạnh đồng nghiệp nhắc nhở cô điện thoại di động vang lên hai mắt đường khả hinh hơi chuyển mắt nhẹ nhàng nắm điện thoại di động thấy điện thoại của tổng công ty hoàn cầu liền nghe thư ký thông báo hôm nay cô phải cùng lauren tiên sinh hầu rượu tại sao còn chưa từng xuất hiện lúc này cô mới có chút giật mình vội vàng xin lỗi cúp điện thoại, đứng lên nhìn về phía tiêu đồng đang bận rộn, nhẹ nhàng nói tôi đi. Hầu rượu, chấm ngoặc kép, tiêu đồng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mỉm cười, nói tốt. Cẩn thận một chút, trời mưa, mang theo dù. Đường khả hình nhẹ nhàng gật đầu một cái, không còn hơi sức thu dọn xong đồ trên bàn, liền nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài, dọc theo hành lang thật dài, đi về phía trước, đi qua phòng tổng giám đốc, cô khẽ dừng bước, Quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, cửa mở ra, cô sững sờ, nhìn vào bên trong, thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, hết sức bận rộn phê duyệt tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Cô yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên phê duyệt xong một phần tài liệu, đóng lại, lấy thêm một phần khác, tiếp tục phê duyệt, cũng không ngẩng đầu lên. Cô biết anh biết mình tới, bởi vì anh có thể ngửi được mùi vị của mình, nhưng không có ngẩng đầu hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút tức giận, cũng không nói gì, tiếp tục xảy bước đi về phía trước, đi khỏi tầng lầu tổng giám đốc. 3 giờ 30 chiều, cả thành phố vẫn ướt dóc rách. Hôm nay đường khả hình hầu rượu thuận lợi, nên thay đồng phục nhà hàng Pháp thật sớm, vẫn mặc màu váy len ngắn màu đen, chống cây dù trong suốt, dọc theo con đường hoa hồ điệp thật dài, đi về phía trước, nghe tiếng mưa rơi sóc rách, đạp cánh hoa màu hồng ướt át trên đất, từng bước từng bước đi về phía trước. Chợt có đôi tình lữ đi qua, cùng nhau che dù, tay trong tay đi về phía trước, rất ngọt ngào. Đường Khả Hinh không nhịn được nhớ tới đã từng một ngày nào đó, mình vô cùng khổ sở, có người chống cây dù trong suốt, cùng mình bước đi, thỉnh thoảng lo lắng cho mình bị lạnh, vươn tay, khẽ vuốt bả vai, dịu dàng hỏi, lạnh không? Hai mắt lập tức ướt át. Đường Khả Hinh nhanh chóng hít hít đỏ bừng lỗ mũi, che dù đi về phía trước, tiệm châu báu, phám khắc, theo phương hướng mạn hồng chỉ dẫn. Đầu tiên đi qua con phố bán nhiều loại hoa nhất của trung tâm thành phố, đi qua thế giới phụ nữ, còn có biển quảng cáo khổng lồ, rốt cuộc đi tới một tòa ba tầng tiệm châu báu, phạm khắc trang trí xa hoa, đi vào bên trong, tất cả nhân viên mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, lập tức khom lưng với mình, cung kính chào hỏi nói nhỏ, hoan nghênh ghé thăm. Chấm ngoặc kép, tôi tới nhận thay nhẫn kim cương cho Trần Mạn Hồng Tiểu Thư. Chấm ngoặc kép, đường khả hình từ trong túi lấy ra một biên lai. Like đưa về phía nhân viên. Nhân viên nhận lấy, mở giấy tính tiền kiểm tra, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ và cung kính, nói, thì ra là nhẫn kim cương của tàu phó tổng và quản lý Trần, mời theo tôi đến phòng VIP ngồi tạm một lát, chúng ta lập tức bảo nhân viên mở dương an toàn. Đường khả hình gật đầu một cái, thu xếp cây dù xong, thả vào một bên, mới xoay người đi theo nhân viên kia đi lên cầu thang xoắn ốc, đi qua đại sảnh xa hoa, thấy rất nhiều châu báu, ở trên kệ thủy tinh xa hoa xoay tròn, cô không có tâm trạng nhìn chúng, sau đó theo nhân viên đi vào một phòng VIP, đạp thảm màu xanh đen, mới vừa muốn đi lên ghế salon phía trước, lại nhìn thấy trang hạo nhiên tây trang chỉnh tề, ngồi ở trên ghế salon màu xanh dương đậm, nhẹ chống cằm, nhìn về phía phía trước, cô sửng sốt. Xem được không, cố gì mặc váy dài màu trắng cổ chữ V bó sát người, đeo dây chuyền kim cương mặt trăng màu xanh, mỉm cười từ phòng thay đồ đi ra, nhìn về phía trang hạo nhiên, cười rất ngọt, hỏi, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cười khẽ, nói, rất đẹp. Giá trị ba chục triệu. Chấm ngoặc kép, cố Di lập tức ngồi ở trên đùi Trang Hạo Nhiên, ôm cổ của anh, nheo mắt cười nói, trả cho tôi đi. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, mặt không thay đổi đáp được. Tiểu thư, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, nhân viên mỉm cười mời đường khả Hinh đi tới trước một ghế salon và bàn trà khác. Cố Di nghe được tiếng, xoay người, nhìn thấy đường khả Hinh vui vẻ mỉm cười, gọi, khả hinh. Sắc mặt trang hạo nhiên hơi thay đổi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô. Đường khả hinh miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu với bọn họ, đáp vâng. Chấm ngoặc kép, cô tới mua đồ trang sức, cố gì cười hỏi. Không phải, giúp quản lý lấy kim cương. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh đáp xong, cũng không có ngẩng đầu, đi về phía một ghế salon khác, nắm dây túi sách, ngồi xuống, nghe nhân viên mời mình chờ, bởi vì phải xin chữ ký của Tổng Giám Đốc mở dương an toàn, để cho nhân viên bảo hiểm thẩm tra đối chiếu, có thể cần một chút thời gian, Khả Hinh gật đầu một cái, nói một câu cực khổ. Trang hạo nhiên không lên tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi còn muốn chọn một chiếc nhẫn hồng bảo thạch thật to. Hôm nay khó được kéo anh đi ra ngoài, tính tiền cho tôi. Sau khi trở về Anh Quốc, bản tiểu thư muốn mở một party lớn, để cho anh uống say, dụ anh lên giường. Cố Di cười nói xong, lại cùng nhân viên đi vào một gian phòng VIP khác chuyên đồ trang sức quý giá, chọn đồ trang sức. Không gian lập tức yên tĩnh lại, đúng vậy, là yên tĩnh lại, nhưng âm thanh rít gào sụp đổ từ buổi trưa từng trận truyền đến, khắp cả yên tĩnh không gian. Đường khả hình thở phì phò, nắm chặt dây túi sách, không lên tiếng. Trang hạo nhiên giống như không nhìn thấy cô, trầm ngâm nhìn phía trước, vẻ lạnh lung giống như chưa từng biết nhau, chỉ là người xa lạ. chương 407, đau quá, thời gian trôi qua một chút. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng piano du dương, giá trang sức hoa lệ ở trong không gian yên tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai người vẫn không nói gì. Nhân viên thật cẩn thận cầm một chai lá pi năm 1980 đi tới trước mặt trang hạo nhiên, rót một chút rượu đỏ vào ly tulip cho anh, bên kia nhân viên làm việc, mỉm cười đi tới trước mặt của đường khả hinh, cung kính lễ phép nói tiểu thư, cô muốn uống gì? Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, mỉm cười lắc đầu, nói, không cần. Nhân viên làm việc yên lặng lui ra ngoài. Không gian này vẫn yên tĩnh. Trong không khí, nhấp nhô cảm giác sắp buồn chết người. Đường khả hình mới vừa muốn nắm túi sách tay, đi ra ngoài nhưng lúc đứng lên trong trước mắt, nhìn thấy trên kệ thủy tinh trước mặt, để một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự hoa phong tín tử, mà chỗ hấp dẫn người ta nhất, chính là chiếc nhẫn này không phải chiếc vòng trơn, mà vòng tròn hình xoắn, Giống như một sợi tơ liên tục, nhẹ quấn đóa hoa phong tín tử, cô nhất thời dừng bước lại, từng bước từng bước đi về phía chiếc nhẫn kia, đôi tay chống nhẹ trên mặt thủy tinh, càng nhìn càng mất hồn. Trang Hạo Nhiên nâng ly rượu đỏ, hấp một ngụm nhỏ, cũng không có nhìn cô. "Tiểu thư, nơi này có đồ trang sức cô thích." Có một nhân viên nhẹ nhàng bước tới trước mặt của Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhìn say mê chiếc nhẫn xoay tròn, nhất là ở giữa đóa hoa nhỏ, ở dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng hấp dẫn cô có chút không chắc chắn nhìn chiếc nhẫn kia nhẹ nhàng hỏi chiếc nhẫn này là hoa văn phong tín tử phải không nhân viên làm việc dùng nét mặt hết sức kinh ngạc nhìn đường khả hình nói trời ạ à, tiểu thư ánh mắt của cô thật sắc bén bởi vì viên kim cương này rất nhỏ tạo hình cánh hoa bạch kim phải rất tinh tế nhưng vẫn khó có thể nắm bắt người bình thường rất khó phân biệt cánh hoa phong tín tử đường khả hình khẽ mỉm cười cô muốn đeo một chút không Nhân viên làm việc nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, quay đầu nhìn nhân viên kia, thật sự có chút hứng thú cười hỏi tôi. Có thể, đeo thử một chút không? Dĩ nhiên có thể, nhân viên làm việc mỉm cười nói. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, thật hết sức hứng thú nhìn chiếc nhẫn kia, vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh, lấp lánh thật sự hấp dẫn, nhất là cái vòng tròn nhỏ rất đáng yêu, cảm xúc dâng tràn, cô vội vàng gật đầu nói tốt. Nhân viên lập tức bảo trợ lý đưa tới bao tay trắng cho cô mang vào, sau đó bưng khay vải nhung màu đen, lại cẩn thận đặt chiếc nhẫn ở trong khay, mời Đường Khả Hinh trở về trên ghế salon ngồi xuống, đeo vào. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, xoay người lại ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc thật cẩn thận hơi cúi người, nâng tay phải thon dài trắng nõn của Đường Khả Hinh, thật cẩn thận muốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Ngón giữa, chấm than ngoặc kép Đường Khả Hinh lập tức nhìn cô sốt sắng cười nói. Vâng, nhân viên làm việc liền mỉm cười giơ tay lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa, gặp phải khớp tay, gập đầu khớp xuống, lập tức đẩy vào. Đường Khả Hinh lập tức giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn về phía ánh đèn light blue, nhìn chiếc nhẫn phong tín tử chiếu lấp lánh, cô đột nhiên nhớ đến lúc buổi thơ, thế giới cỏ lavender nhẹ nhàng, có một người anh trai lớn cầm chậu phong tín tử đi tới trước mặt của mình, mỉm cười nói anh tặng chậu phong tín tử này cho em chấm ngoặc kép. Khi đó, gió nhẹ nhàng thổi. Cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng ở trong gió, ngẩng đầu lên nhìn anh trai lớn, khóe mắt vẫn còn lệ. Phong tín tử có truyền thuyết trọng sinh, sau này em bị thương nữa, nghĩ đến phong tín tử chết đi, còn có thể sống lại, em phải dũng cảm một chút. Câu nói kia vẫn nhẹ nhàng ở trên cỏ lavender, giống như trơn gió nhẹ nhàng dịu dàng say lòng người. Tiểu thư, một tiếng gọi nhẹ nhàng. Đường khả hình lập tức tỉnh thần, nhìn nhân viên làm việc, ngượng ngùng cười đáp à. Chấm ngoặc kép, nhìn chiếc nhẫn này, nhớ ra chuyện gì sao? Nhân viên làm việc mỉm cười hỏi. Đường khả hình không lên tiếng, nhẹ nhàng để bàn tay nhỏ bé trắng nõn xuống, xoay tròn đóa hoa nhỏ kim cương phía trên, mỉm cười nói tôi nhớ tới. Một người anh trai lớn lúc tôi còn nhỏ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đang cầm rượu đỏ, lúc này mới nâng nhẹ mí mắt nhìn đường khả hình một cái. Anh trai lớn. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa tay nhẹ nhàng vân về chiếc nhẫn trên ngón giữa, nhìn đóa hoa cũng sẽ mãi mãi không héo tàn, nhớ tới lần đầu tiên trộ phong tín tử héo tàn, cô không khỏi đau lòng và sợ hãi, nhớ đến anh trai lớn đã nói, nếu như em phát hiện có một ngày nó đã chết, không cần sợ, cầm kéo lên cắt bỏ đóa hoa chết đi, sang năm nó sẽ nở hoa, tin tưởng anh. Những lời này, làm cho mình trở nên thật dũng cảm, lúc cầm kéo luôn có cảm động khắc sâu trong lòng năm sau, khổ khổ chờ đợi, quả nhiên phong tín tử nở hoa. Chiếc nhẫn này thật đẹp, đóa hoa vĩnh viễn không héo tàn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên có chút đau lòng nói, trậu phong tín tử nhà tôi cũng không thể nở hoa hàng năm, có lúc cắt bỏ, năm sau cũng có không nở hoa, tôi rất sợ hãi, sợ nó chết đi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại ngẩng đầu nhìn cô. Vậy cô mua nó đi, nó thật sự rất thích hợp với cô, ngón tay cô thon dài trắng nõn, Mang chiếc nhẫn kim cương này, thật sự rất đẹp." Nhân viên làm việc lại mỉm cười nói. Đường Khả hình đột nhiên mỉm cười, nâng ngón tay nhìn chiếc nhẫn, cho tới bây giờ cũng không quá thích đồ trang sức, cảm thấy bọn chúng quá quý trọng, không thích hợp với mình, nhưng chiếc nhẫn này, mình thật sự rất thích, hơn nữa nhìn nó nho nhỏ cũng không đắt lắm, liền hỏi, "Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?" "350.000." chấm ngoặc kép. "À, Đường Khả hình giật mình nhìn nhân viên kia, kêu lên, "Bao nhiêu?" 350.000, nhân viên làm việc lại mỉm cười nói. Trời à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức tay nâng chiếc nhẫn trên tay, một viên kim cương nho nhỏ, phải mở to mắt mới nhìn thấy, tại sao phải mắc như vậy? Cô sợ hãi kêu, không phải đắt như vậy chứ. Tiểu thư, cô đeo viên kim cương này, là kim cương Tiffany tiêu chuẩn, tiêu chuẩn cánh hoa càng cao hơn, đồng thời chúng tôi áp dụng kỹ thuật cắt tốt nhất thế giới để cho chiếc nhẫn kim cương lấy ánh sáng và phản chiếu hoàn mỹ nhất. Hơn nữa chiếc nhẫn này, toàn thế giới chỉ có một chiếc, mặc dù giá tiền của nó hơi thấp, nhưng lại là một chiếc nhẫn hết sức quý giá, bảo đảm không mất giá, cho nên nó mới vào khu VIP của chúng tôi. Chấm ngoặc kép, nhân viên làm việc kiên nhẫn giải thích. Mức giá 350.000 còn hơi thấp, tôi cũng có thể mua một căn nhà rồi. Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi cười nói tôi, 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 không nghĩ tới nó đắt như vậy, tôi thật sự mua không nổi. Xin lỗi, tôi lập tức cởi ra cô nói xong liền cúi đầu dùng sức kéo chiếc nhẫn ra nhưng mới lỏng đến giữa khớp xương ngón tay gập xuống cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhân viên kia mỉm cười nói dường như khó cởi cô chờ một chút vâng nhân viên mỉm cười đáp đường khả hình lại cắn răng dùng sức kéo ra một cơn đau xé ruột gan đâm vào cô đổ mồ hôi hột cô a hát một tiếng nhân mặt kêu nhỏ thở ra một hơi lại dùng sức kéo ra ngón tay cũng bị làm cho vừa đỏ vừa sưng lại đau. Sao lại thế này, đường khả Hinh đau đến trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, nói nhỏ tại sao cởi không được. Nhân viên làm việc tránh đường khả Hinh làm hư chiếc nhẫn, lập tức bước lên phía trước, mỉm cười nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, nói cô chờ một chút. Đừng dùng sức mạnh, chúng tôi lập tức đi lấy thuốc bôi trơn tới đây. Chấm ngoặc kép. Được, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh đau đến thở hồn hển khuôn mặt nhăn lại, giơ tay phải lên nhìn ngón giữa vừa đỏ vừa sưng hơn nữa khớp xương cũng bởi vì dùng sức kéo tới quá mức chóc một chút ra cô kêu một tiếng ối trang hạo nhiên ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn cô đến rồi thuốc bôi chân tới là tinh dầu bôi tay chấm ngoặc kép nhân viên làm việc lập tức cầm một chai bôi tay đi tới thấm một chút trên ngón vô danh của khả Hinh, lại nhẹ nhàng xoay vòng liền nắm nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh của khả Hinh, từ từ xoay tròn chuyển tới giữa khớp ngón tay nhẹ nhàng kéo chặt đến không ra cô lập tức nắm nhẹ chiếc nhẫn kia nhắc nhở khả hinh nói cô chịu đau một chút tôi phải dùng thêm chút sức đường khả hinh gật đầu một cái nhưng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh vô cùng hoảng sợ chẳng may chiếc nhẫn kia không lấy ra được không phải mình phải mua nó nhân viên làm việc thở nhẹ một hơi tay cầm chiếc nhẫn hơi dùng sức kéo mạnh một cái a à, chấm than ngoặc kép đường khả hinh lập tức đau đến cả người ngồi xổm xuống kêu, đau quá. À, tôi, tôi không có dùng sức nhiều. Chấm ngoặc kép, nhân viên kia vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Quản lý đột nhiên có chút gấp gáp đi xuống, nhìn thấy hai người các cô đang dối rắm liền hỏi. Vị tiểu thư này đeo chiếc nhẫn lên, cởi không ra. Này nhân viên gấp gáp nói. Quản lý vừa nghe, liền nói cho tôi xem một chút, liền cầm bàn tay nhỏ bé của khả Hinh, thấy ngón tay vừa đỏ vừa sưng, cũng vội nói, có thể lúc này cô không có bôi thuốc làm trơn trước, dùng quá sức kéo chiếc nhẫn rồi, làm cho ngón tay bị lột ra, đương nhiên có thể đau, tôi thử một chút. Đường khả hình chỉ đành thở dài, gật đầu một cái. Quản lý chớp mắt, nắm chiếc nhẫn nho nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, lại kéo hơi mạnh. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại đau đớn kêu lên, năm ngón tay đã bắt đầu khẽ run, nước mắt chương 408, nhớ đến. Quản lý lập tức nóng nảy buông tay ra. Đường Khả Hinh ôm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn ngón giữa sưng đỏ, liền nhăn mặt nói, thật sự rất đau, không phải vì nó quá sưng cho nên kéo không được chứ? Có thể là vậy, chấm ngoặc kép, quản lý cũng không có chú ý cười nói, nếu không cô chờ một chút đi, để cho nó bớt sưng, chúng tôi thử cởi ra tiếp, bàn tay của cô cũng chóc ra rồi. Không được, tôi không có thời gian. Đường Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, lại muốn dùng sức kéo chiếc nhẫn, nhưng bởi vì quá đau cô lại a hát một tiếng, muốn khóc kêu lên. Cô đừng gấp gáp, cẩn thận bị thương tay. Chấm ngoặc kép, nhân viên kia có chút đau lòng nhìn Khả hình nói, nếu không, cô mua nó đi. Không, tôi làm sao có thể mua nó. Tôi chấp nhận chặt ngón tay, đường Khả Hinh đau đến chảy mồ hôi nói. Trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon vừa nghe vậy, khuôn mặt chợt cứng ngắc, đứng lên nhanh chóng móc ra ví tiền trong ngực, mở ra nói, bao nhiêu tiền, tôi trả cho. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên đã lấy ra Platinum cắt, đưa cho nhân viên làm việc, cô lập tức đứng lên, nhìn anh nói tại sao anh trả tiền giúp tôi. Tôi không muốn tiền của anh. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nhìn cô nói không cần số tiền kia. Chặt đứt ngón tay cô à, vậy cô trả 350 ngàn, cô có sao? Trong lời nói không có diễu cợt. Đường Khả Hinh lại cười lạnh nhìn anh nói, anh không cần châm chọc tôi, tôi không có. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười lạnh nói, cô thật sự càng lúc càng giống anh ấy. Có ý gì? Đường Khả Hinh hỏi nhanh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhìn cô nói, tôi nói cô càng lúc càng giống Tưởng Thiên Lỗi. Nói chuyện, giọng điệu, nghi ngờ người khác, trình độ hạng nhất. Hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên, nhìn anh, đau lòng cười nói, nhưng anh ấy nói với tôi, tôi càng lúc càng giống anh, suy nghĩ, nói chuyện, không biết xấu hổ, trình độ hạng nhất. Trang hạo nhiên không lên tiếng nhìn cô. Hai mắt đường khả hình dương dương hỏi anh, vậy rốt cuộc tôi giống ai đây? Trang hạo nhiên im lặng. Đường khả hình nhìn anh, lạnh lùng giơ tay lên, vẻ mặt run rẩy cố gắng kéo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa, mặc dù đau đớn sưng to, lại cắn răng muốn kéo. Trang hạo nhiên nhìn cô như vậy, lập tức nắm chặt cổ tay của cô, tiếng quát nói, đủ rồi. 350 ngàn, tôi trả nổi. 30 triệu anh cũng trả nổi anh cũng không chấp mắt, nhưng 350 ngàn đối với tôi đòi hỏi rất nhiều. Đường khả Hinh đau lòng kêu to. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô, cao mày giọng tức tối nói, đừng so sánh với người khác. Tôi không dám, đường khả Hinh nói xong, lại muốn hất tay của anh ra. Trang hạo nhiên lại nắm chặt cổ tay của cô, nhìn vẻ mặt cô đau lòng khổ sở, rốt cuộc chậm rãi nói, hiện tại đeo vào, rút ra, cũng đã khổ sở như vậy rồi, tương lai thật muốn gãy tay, gãy chân, mất mạng cô mới cam lòng sao tại sao cô mốc như vậy chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh trang hạo nhiên nhìn cô hai mắt xẹt qua một chút đau lòng nói cô nhóc của tôi cô không thể hiểu tôi sao nếu như có một ngày cô phát hiện cô nhốt chặt tình cảm khó có thể thoát ra thì cô có chết hay không nước mắt lăn xuống đường khả hình đau lòng ngẩng đầu lên nhìn anh phong tín tử biết trọng sinh nhưng nó còn có cô cắt bỏ cho nó chẳng may có ngày cô xảy ra chuyện thì sao trang hạo nhiên cắn răng nhìn cô đột nhiên có chút đau lòng hỏi tôi muốn cắt bỏ cho cô nhưng làm thế nào cắt bỏ trang hạo nhiên không muốn nói nữa chỉ chậm rãi buông tay ra nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bóp chiếc nhẫn nho nhỏ im lặng trong chốc lát hai mắt lại hiện lên một chút bất đắc dĩ và lo lắng nhưng vẫn một mình đi khỏi trước khi đi để lại một câu chiếc nhẫn để cho cô ấy đeo đi cô ấy không cởi ra được rồi đường khả hình ngây ngô đứng tại chỗ rơi lệ nhớ tới trang hạo nhiên mới vừa nói cô nhóc của tôi cô không thể hiểu tôi sao lòng của cô chợt đau nhói đột nhiên xoay người chạy như bay đi ra ngoài kêu to trang hạo nhiên anh chờ tôi một chút đừng đi tôi có chuyện muốn nói chấm ngoặc kép phía trước có người đi quá nhanh đường khả hình khóc nhào xuống lầu nhưng bởi vì chân đạp vào khoảng không cả người ngã tại một góc thang lầu, cô cắn răng chịu đựng đau chân, liều trống, chạy xuống, khóc kêu to tổng giám đốc. Ngoặc kép, trước mặt, người kia đã ngồi vào trong xe Rolls Royce, nhanh chóng chạy đi. Đường khả hình đẩy cửa kính ra, chạy như bay ra ngoài, đứng ở trong mưa, mờ mịt nhìn xung quanh hai bên, người người lui tới cùng tiếng xe ồn ào, nước mắt của cô lại lăn ra, kêu to tổng giám đốc. Tôi sai rồi, tôi biết hôm nay nói chuyện làm anh tổn thương, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Chấm than ngoặc kép. Lại một lần nữa nói cô sai rồi, nói bao nhiêu lần cũng không quan trọng, chỉ cần người kia có đối với cô không thất vọng, bao nhiêu lần. Không cần gấp gáp. Bầu trời mưa phùn bay bay, mưa phùn ơi, mưa rơi xuống cũng cần thời gian, đúng vậy, thời gian đang theo mưa phùn bay bay trôi qua. Sắp 6 giờ tối. Mưa phùn vẫn thê lương, thậm chí rất lạnh. Một chiếc taxi sau khi đã trải qua thời gian kẹt xe thật dài, thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn, đường khả Hinh vừa khóc vừa căng thẳng lao ra xe, chạy như bay tới phía sau đại sảnh. Lúc này tưởng thiên lỗi mới vừa từ trong thang máy đi ra, đang muốn căn dặn Đông Anh, hôm nay tổ chức ba cuộc họp, có một nội dung trùng lắp, không cần so số liệu nữa, Đông Anh gật đầu, anh mới xoay người đi về phía trước, đang muốn đi câu lạc bộ, lại thấy đường khả Hinh vừa khóc vừa nhào tới phía trước, anh vừa định muốn kéo cô, nhưng nhìn cô thoáng qua bên cạnh mình, nước mắt bay trên không trung anh sững sờ ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô nóng này nghĩ có chuyện gì vậy đường khả hình vẫn khóc thất thanh nhào vào hoàn á vừa muốn vọt vào thang máy lại thấy tiêu đồng đang lo lắng đi ra thang máy cô lập tức nhào qua nắm chặt tay của tiêu đồng hỏi tiêu đồng tổng giám đốc đâu tiêu đồng nhìn vẻ mặt cô kích động như thế có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói tổng giám đốc đi rồi sắc mặt của đường khả hình lập tức tái nhợt thân thể mềm nhũn không còn hơi sức nhìn cô hỏi, đi lúc nào? Tiêu đồng nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói, đi khoảng nửa giờ rồi. Đường khả hình vừa nghe, trái tim nhảy lên, lập tức xoay người. Này, cô muốn đi đâu? Tiêu đồng nhìn cô, gấp gáp hỏi. Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi muốn đi tìm anh ấy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại rơi lệ, khóc nói. Tiêu đồng lập tức nắm chặt cánh tay của cô, nghi ngờ nói, bây giờ cô mới chịu đi tìm anh ấy. Nếu muốn cùng đi Anh quốc, tại sao lại không đi? Đường Khả Hinh nghe ra trong lời nói của Tiêu Đồng có ẩn ý gì, liền căng thẳng nhìn cô, nói: "Nghĩa là sao? Cái gì muốn cùng đi Anh quốc, rốt cuộc có ý gì?" Tiêu Đồng lại ngạc nhiên nói: "Ngày hôm qua tổng giám đốc còn căn dặn tôi, nói phải làm hộ chiếu cho cô nhanh một chút, bởi vì cô nhóc cô đối với chuyện gì cũng mới mẻ, thấy cô thật sự thích ra ngoài đi dạo, nên muốn dẫn cô ra nước ngoài một chút, hai cái dương này là chuẩn bị cho cô." Đường Khả Hinh giật mình nhìn cô, đáy lòng run lên, không thể tin nổi hỏi cái gì? Chuẩn bị cho tôi sao? Đúng vậy, chiều hôm qua còn nói chuẩn bị phòng ăn trên đỉnh núi cho cô, khó có được lá phong đỏ rực khắp núi, phải cùng cô đi ngắm cảnh. Giữa các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Đồng vội nói. Đường Khả Hinh lập tức đau lòng bật khóc, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói cô nhóc của tôi. Cô đột nhiên thật kích động, nắm chặt tay Tiêu Đồng, khóc nói: "Tiêu Đồng, tôi làm sai chuyện, làm thế nào? Tôi muốn đi tìm tổng giám đốc, tôi cầu xin chị, tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi cầu xin chị, tôi không chờ được 3 ngày rồi, tôi không chờ được nữa, tôi có lỗi với anh ấy, tôi thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, cô đừng vội, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên. Đường đến phi trường thật dài, quanh co khúc khuỷu, ở trong sương mù có vẻ mịt mờ hơn một chiếc ronroi màu đen chạy thẳng về phía trước trang hạo nhiên mặc tây trang màu đen ngồi ở sau xe cùi trỏ tựa vào trên cửa sổ xe đưa mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ hai mắt xẹt qua một chút nặng nề điện thoại di động vang lên cố di tựa vào bên cạnh trang hạo nhiên nhìn anh nhẹ nhàng hỏi không nhận điện thoại sao trang hạo nhiên không lên tiếng sắc mặt vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ điện thoại tiếp tục vang không có ai nghe Tiêu đồng bất đắc dĩ để điện thoại xuống, nhìn đường khả hình thuốc thiết nhỉ non, nói, vẫn không có người nào nhận, thôi đi, chờ anh ấy đến Anh Quốc, cô gọi điện thoại cho anh ấy vậy. Chấm ngoặc kép. Không, tôi không muốn chờ ba ngày, tôi muốn đi tìm anh ấy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình đau lòng muốn xoay người, khóc đi về phía trước. Tiêu đồng lại nắm tay đường khả hình, giật mình nói, ba ngày. Sắc mặt đường khả hình đột nhiên thay đổi, trầm ngâm nhìn cô, rơi lệ hỏi, không phải. Ba ngày sau, tiêu đồng sướng sờ, nhìn cô nói chắc, tổng giám đốc, không có trở lại nhanh như vậy, chấm ngoặc kép, trái tim ầm một tiếng nổ tung. Đường khả hình không thể tin nổi nhìn cô, hỏi chị nói cái gì. Trong lúc nhất thời tiêu đồng nhìn đường khả hình, nói chắc, tổng giám đốc, không có trở lại nhanh như vậy, bởi vì giai đoạn sơ kỳ của khách sạn dưới nước đã hoàn thành rồi. Chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình nhỏ giọt xuống, nhìn tiêu đồng, đau lòng cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên hoa một tiếng, kêu to anh ấy gạt tôi. Anh ấy gạt tôi, đã nói không có tách ra, anh ấy gạt tôi, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình lập tức xoay người nhào ra đại sảnh, chạy như bay ra bên ngoài. Khả hình, cô chờ một chút, tôi lái xe đưa cô đi, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng vội vã đi ra ngoài. Chiếc BMW màu đỏ trong hoàng hôn cô đơn, giống như tia chớp chạy thẳng về phía trước. Tiêu Đồng vừa nắm chặt tay lái, vừa nhìn Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thất thanh khóc lớn. Anh ấy gạt tôi. Anh ấy nói chỉ đi ba ngày. Anh ấy gạt tôi. Anh nói không trở lại. Tôi tuyệt đối sẽ không nói lời làm tổn thương lòng của anh, bởi vì nghe anh nói chỉ quen biết sơ sài với tôi, tôi thật sự đau lòng. Trang Hạo Nhiên, anh đừng đi. Anh đi rồi, tôi làm thế nào? Cô vừa khóc giống, vừa rơi lệ kêu to hai mắt tiêu đồng cũng đỏ bừng, nắm chặt tay lái, nghẹn ngào nói, con bé ngốc, đừng khóc, sau khi đến Anh Quốc, mọi người cũng sẽ liên lạc, huống chi, không phải không trở lại, chỉ là không xác định thời điểm. Chấm ngoặc kép, tôi không tin, tôi không tin, ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy anh ấy, cả đời tôi có thể cũng nhìn không thấy anh ấy nữa. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại sụp đổ khóc giống. Ôi chao, đây thật là, chấm ngoặc kép, tiêu đồng nghẹn ngào nói xong, không có cách nào, chỉ phải đạp hết chân ga, cho xe chạy thẳng về phía trước, lao nhanh về hướng phi trường. Thời gian 6 giờ 55 phút, chiếc BMW màu đỏ dừng ở trước đại sảnh phi trường tư nhân, đường khả hình lập tức chạy như bay ra ngoài, đầu óc sốc sách, thất thanh khóc giống, chạy về phía trước, kêu to tổng giám đốc. Anh ở đâu vậy? Chấm ngoặc kép. Cả đại sảnh, cũng không có mấy vị khách, chỉ thấy một số nhân viên phi trường, lập tức ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình. Khả Hinh, cô đừng gấp, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lập tức kéo chặt Khả Hinh, tự mình đi về phía quầy, lấy ra chứng minh và giấy tờ tương quan, nói với nhân viên phi trường muốn tra thời gian cất cánh máy bay tư nhân của Trang Hạo Nhiên. Nhân viên phi trường lập tức kiểm tra, nhìn một cái, mới ngẩng đầu lên, nhìn tiêu đồng bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, chuyến bay vừa cất cánh một phút trước đó. À, tiêu đồng kêu nhỏ, trái tim đường Khả Hinh nhất thời đau đớn, gào lên một tiếng, xoay người nhào ra đại sảnh, chạy đến trước một hàng rào chắn phi trường, nhìn chiếc máy bay xuyên vào không trung, cô sụp đổ tinh thần kêu to, trang hạo nhiên. Anh không thể đi như vậy, không thể, ngoặc kép. Tiêu đồng đau lòng đi ra đại sảnh, nhìn đường khả hinh ngã ngồi ở trong mưa, khổ sở khóc lớn, trong lòng của cô đau xót, liền đi qua, ngồi sổ người xuống, nhẹ nhàng gọi, khả hinh. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh ngẩng đầu khóc giống, thật xin lỗi, tôi làm cho anh đau lòng, thật xin lỗi, tôi nói chuyện không nên nói, tôi rất xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Thì ra chính thức xin lỗi là khổ sở như thế này, thật xin lỗi. Ngoặc kép, cô nắm chặt rào chắn, dung sức kéo mấy cái, lại rơi lệ thất thanh khóc giống. Sau khi tôi đi, không biết cô có nghĩ tới tôi hay không, tôi cũng sẽ không nhớ cô, nhưng tôi rất nhớ tới bình phong đó, bởi vì từng đường kim mũi chỉ ở bên trong đó, tôi nhìn thấy một cô gái chân thành, chân thành vì ước mơ. chương 409, chờ anh là được ngôi lầu nhỏ, truyền đến âm thanh lục tung. Khả Hinh, cô làm gì vậy? Lần đầu tiên tiêu đồng tới nhà Khả Hinh, còn chưa kịp đi thăm, cũng đã thấy đường Khả Hinh vẻ mặt kích động run rẩy, quỳ trên mặt đất, kéo ra dương hành lý cũ kỷ của mình, mở ra, đem từng bộ quần áo, thật khổ sở nhanh chóng ném vào, nước mắt từng viên rơi xuống, nói tôi muốn đi Anh Quốc tìm anh ấy. Không phải tôi có hộ chiếu sao? Sắp xếp máy bay cho tôi tối nay hoặc sáng sớm ngày mai đi tìm anh ấy chấm than ngoặc kép chấm Cô nói xong, lại nhét một cái áo khoác vào trong Dương. "Khả Hinh, lão đại sẽ trở lại." Tiêu Đồng kích động nắm chặt tay của cô, ngồi xổm xuống nói. "Anh ấy sẽ không trở về nữa." Đường Khả Hinh đột nhiên kích động nhìn Tiêu Đồng, bật khóc nói, "Chị cho rằng tôi không biết sao? Anh ấy đi như vậy là buông tha tôi rồi." Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô. "Anh ấy buông tha tôi rồi." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói đến đây đột nhiên bật khóc nói tôi chỉ nghĩ một người mang theo tôi chạy bộ lên núi bị tôi làm tổn thương bỏ đi tôi liền khổ sở muốn chết đau khổ đến sắp chết hôm nay tôi còn nghi ngờ anh ấy tôi còn nói chuyện tổn thương anh ấy chị biết anh ấy nói với tôi cái gì không khả hinh lập tức nắm chặt tay tiêu đồng giống như đang nắm một nọng cỏ cứu mạng tiêu đồng đau lòng im lặng nhìn cô khả hinh khóc nói anh ấy nói cô nhóc của tôi cô không thể hiểu tôi sao khóc mắt tiêu đồng đỏ lên không ai có thể hiểu được ý nghĩa của anh ấy ở trong sinh mệnh của tôi chấm ngoặc kép đường khả hình quỳ trên mặt đất lại co quắp khóc giống tôi làm sai chuyện anh ấy dạy tôi tôi bị tổn thương anh ấy ôm tôi tôi đau khổ anh ở bên tôi tôi khổ sở anh ấy cùng khổ sở với tôi trong tiệc sinh nhật của tô thủy kỳ tôi bị bỏ rơi đi tìm mẹ anh núp ở trong hẻm nhỏ với tôi ôm tôi giống như cha những chuyện nhỏ này đâm thủng từng lỗ nhỏ trong trái tim của tôi, rất nhiều rất nhiều ánh mặt trời chiếu vào trong tâm hồn tôi làm cho tôi từ một cô gái tự ti, sống lại một lần nữa. Một người như vậy, tôi làm tổn thương trái tim của anh ấy, để cho anh ấy bỏ đi. Nếu tôi không nói câu kia, tôi không biết anh ấy từng đau lòng buồn bã vì tôi. Bởi vì anh vẫn là một người như vậy, tôi đã quên mất, anh ấy cũng cần được an ủi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đường khả hình đau đến không thở nổi, nằm ở trên giường, rơi lệ nói, anh ấy sẽ không trở về nữa, anh ấy sẽ không trở về nữa. Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi nhất định muốn đi tìm anh ấy. Cô nói xong, lập tức kích động ôm quần áo trên giường, xốc xách căng thẳng nhanh chóng ném vào trong giường. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng đột nhiên nắm chặt tay của cô, chân thành nói, cô đừng như vậy. Cô như vậy, không phải hủy bỏ mình sao? Đường Khả Hinh lập tức ngừng tay, nhìn cô tiêu đồng nhìn khả hình thật lòng khổ sở nói cô suy nghĩ lại một chút tại sao tổng giám đốc thất vọng nước mắt lăn xuống khả hình suy nghĩ một chút không lên tiếng tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô nói cô cũng không nhớ rõ sao chỉ là cãi nhau các người nói lời không nên nói có đúng hay không đường khả hình lau nước mắt trên mặt nhưng mới lau đi lại lăn xuống tiêu đồng nhìn cô lại cười nói tổng giám đốc đã từng nói với tôi Nước mắt của cô giống như nước mắt của Như Mạt tiểu thư, giọt còn lớn hơn, cô có thể hiểu điều này có ý nghĩa gì sao? Khả Hinh ngây ngô, đỏ mắt nhìn cô. Tiêu Đồng mỉm cười nói, nếu như cô hiểu rõ vị trí của Như Mạt tiểu thư ở trong lòng lão đại như thế nào, tự nhiên sẽ hiểu. Như Mạt tiểu thư là cô gái từ nhỏ lớn lên với lão đại, vô cùng quan trọng, mặc kệ bản thân anh ấy ở chỗ nào, ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy áng mây. Thế nhưng chỉ có cô trong khoảng thời gian rất ngắn ở trong thế giới của anh ấy, anh có thể nói ra, đôi mắt của cô đẹp hơn so với cô ấy, giọt nước mắt lớn hơn giọt nước mắt của cô ấy, chứng minh ở trong lòng anh ấy, cô càng quan trọng hơn. Nghe đến đó, nước mắt khả hình lại lăn xuống. Nhưng, chấm ngoặc kép, tiêu đồng có chút áy náy nhìn khả hình, bất đắc dĩ cười nói, cô và như mặt tiểu thư không giống nhau, như mặt có rất nhiều thời gian quý giá với lão đại, vậy còn cô, Khả Hinh không hiểu nhìn cô. Không hiểu những lời này, Tiêu Đồng nhìn cô, giống như chị gái nhìn em gái. Khả Hinh lắc đầu một cái. Tiêu Đồng mỉm cười nói, nói cách khác, tình nghĩa giữa cô và lão đại là vượt qua thời gian, anh ấy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bỏ qua như mặt tiểu thư, thích cô, thương yêu cô, cưng chiều cô, nhất định là bởi vì bản thân cô, mà không phải vì những yếu tố thời gian và không gian vô nghĩa. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh chớp mắt, lại nhỏ xuống một giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu. Tiêu đồng lại không nhịn cười, nói, không thể không nói, ý thích của lão đại có chút cực đoan, ví dụ như anh ấy thích chạy nước rút một phút cuối cùng, nhưng mãi mãi không cho phép nhân viên chế, cũng thích khổ sở đến mức tận cùng, cũng sẽ không bị người đánh bại. Giống như cô, chấm ngoặc kép, đường khả hinh đau đớn đáng thương nhìn tiêu đồng. Tiêu đồng lại kiên nhẫn giải thích, chấm ngoặc kép, cho nên, nếu như cô thật lòng hy vọng lão đại chấp nhận cô một lần nữa, đừng quá chú trọng một chút phút giây gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà bắt đầu từ bây giờ, chính bản thân cô tự làm. Chấm ngoặc kép, chính tôi tự làm, đường khả hình khóc nói, làm như thế nào? Tiêu đồng bất đắc dĩ cười nói, lão đại thích cô như thế. Ví dụ như dụng tâm yêu và làm việc, cái này đủ rồi, bởi vì điểm này của cô thật sự rất hấp dẫn người. Chấm ngoặc kép, đường khả hình yên lặng suy nghĩ cô những lời này cho dù cô bay đi Anh Quốc, có thể cứu vãn cái gì chứ? Cãi nhau ẩm ý trước đó, có thể bù đắp mơ ước cô theo đuổi sao? Tôi chỉ muốn nói, đừng lãng phí thời gian nữa, lão đại hy vọng nhất, chính là cô có thể thật sự trưởng thành, thông qua học tập, chiến thắng cuộc tranh tài, nâng cao tương lai, sau đó nhận được công nhận và cho phép của cha mẹ. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười nói. Làm sao chị biết anh ấy đang nghĩ tới những chuyện này? Đường khả Hinh nhìn cô hỏi. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh, suy nghĩ một số chuyện. Đừng buồn tôi, cầu xin chị. Chấm ngoặc kép nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, nhìn cô hỏi. Tiêu Đồng nghe xong, sâu kín nhìn khuôn mặt cô hiền lành đáng thương, chỉ đành phải nói, thật ra cô không biết, lão đại vẫn luôn chăm sóc mẹ của cô. Chấm ngoặc kép à, Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên, luôn chăm sóc mẹ tôi. Tiêu Đồng gật đầu một cái, mỉm cười nói, phái người đi tìm hiểu hoàn cảnh mẹ của cô, chỉ sợ giúp quá mức cô sẽ từ chối, cho nên dùng quan hệ để cho gì có công việc khá hơn một chút, sau đó cố ý nâng cao tiền lương, còn phái người đi cảnh cáo người cha dượng của cô. Chuyện này vẫn do Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành đi làm. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống. Thậm chí anh ấy còn đến quán ăn của anh trai cô ăn cơm, nói muốn nhìn xem người anh trai có đứa em gái đáng yêu như thế nào. Vẫn đi cùng với tôi." Chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng cười nói. Trái tim lại đau. Đường khả hình che miệng, lặng lẽ rơi lệ. Chỉ có cha của cô, anh ấy không chạm đến. Vì nói đây là cuộc sống cuối và tôn nghiêm của cô. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng nhìn khả hình, ngạc nhiên nói cuối cùng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Lão đại và cha của cô chưa bao giờ gặp mặt, nhưng giống như quen biết thật lâu, biết mong đợi của cha cô, tất cả mọi chuyện. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhớ tới lời nói và chuyện Trang Hảo Nhiên thường làm. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiêu đồng nắm nhẹ bả vai nhỏ nhắn của khả hình, mỉm cười nói, tự mình làm đi, giống như ban đầu cô nỗ lực, dùng hành động của mình để chứng minh, cô đáng được thương yêu. Giữa các người, không phải bởi vì có chung mơ ước mới đi chung với nhau sao? Đường khả hình im lặng, hít hít đỏ bừng lỗ mũi. Tiêu đồng khẽ thở dài, nói cho nên, đừng kích động như thế, anh ấy trở về, thật sự vì công việc, rất bận rộn công việc. Chấm ngoặc kép anh ấy và cố di tiểu thư cùng nhau trở về. Đường khả hình lập tức nói. Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô gái ngốc này, cười nói, lão đại lớn lên ở phương Tây, không có tỉ mỉ như đàn ông phương Đông. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ở đất nước đó, gặp mặt, phải hung hăng ôm nhau, mặt dán mặt đấy. Cô lo lắng cái gì chứ? Tôi sợ anh ấy có người yêu, sẽ ở chỗ đó ăn sâu bám dễ nảy mầm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại khóc nói. Còn nảy mầm, còn nở hoa, tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô, cười nói, khó trách có lúc lão đại nóng này. Chấm ngoặc kép, cái gì, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi. Tiêu đồng nhìn cô bé khả hình thật sâu, thật lòng nói, cuối cùng có một ngày, cô sẽ cùng người yêu của cô đi lên thảm đỏ, đi về phía cuộc sống lý tưởng của mình, lão đại không thể ở bên cạnh cô cả đời. Cô lệ thuộc như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến tình yêu và tương lai của cô. Ví dụ như hôm nay cô ồn ào ầm ý, nếu cô đang yêu, chính là không để ý đến cảm thụ của đối phương. Đường khả hình sừng sốt. Tiêu đồng nhìn cô thật lòng nói, đôi khi phải chín chắn một chút, xử lý chuyện, hả? Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, không lên tiếng. Tiêu đồng lại thật lòng khuyên giải, tôi có thể hiểu tình cảm của cô đối với lão đại, bởi vì chúng tôi ở bên cạnh nhìn thấy cũng rất cảm động, nhưng nếu như đó không phải là tình yêu, vẫn nên kéo ra một khoảng cách đi, đối với nhau đều tốt, cô nói đúng không? Đường Khả Hinh im lặng. Tiêu Đồng cũng nhịn cười nhìn cô, nói chẳng lẽ cô yêu tổng giám đốc trang vĩ đại của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt khoa trương, vừa định giải thích. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng hiểu ánh mắt của cô, cười nói, làm ngay chuyện quan trọng nhất đi. Phải thật cố gắng, chờ anh ấy trở về, chứng minh cho anh ấy nhìn. Hơn nữa, thật ra tôi còn có một nghi vấn. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Đường khả hình yếu ớt hỏi cô. Tiêu đồng không nhịn được cười nói, tại sao? Cô cảm giác mắc nợ lão đại. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình trợn tròn mắt, nhìn cô nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu đồng hận con bé này không có tiền đồ, không biết suy nghĩ được mất, cười nói cô cũng chưa có bỏ ra cho anh ấy sao? Ví dụ như pha coffee cho anh ấy, làm món ngon cho anh ấy, bình thường cùng chơi đùa, cùng ẩm ý với anh ấy. Cô cảm thấy anh ấy rời khỏi cô, không nhớ nhung cô sao. Đường khả Hinh cúi đầu. Cho nên, chúng ta phải không chịu thua một chút, không gọi điện thoại cho anh ấy. Treo anh ấy, tiêu đồng cố ý cười nói. Đường khả Hinh lại trước mắt nhìn cô, nói không được. Tôi không chịu nổi, chấm ngoặc kép. Chính là phải làm như vậy, cho anh ấy biết. Khả hình chúng ta cũng là người vô cùng đáng được thương yêu, đừng vì một cây nói hung dữ như vậy, liền quên mất quá khứ, tôi cũng không tin, anh ấy không nhớ tới cô. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng cười nói. Chẳng may anh ấy thật không nhớ tới thì làm thế nào. Đường khả hình nóng nảy. Sẽ không, tin tưởng tôi, chúng ta không để ý tới anh ấy. Tiêu đồng lại cười nói. Đường khả hình vẫn còn đang do dự chuyện này. Tiêu đồng cũng đã đưa tay muốn kéo quần áo trong dương hành lý. Đường khả hình lại níu lấy quần áo một đầu khác, nhìn cô, vẫn suy nghĩ muốn muốn đi. Tiêu Đồng hơi híp trong mắt, từ từ kéo quần áo Khả Hinh nắm chặt. Tôi, tôi đi một chuyến, đạp chân lên đất nước đó, lập tức trở về. Đường Khả Hinh ôm cái dương, gấp gáp nói: Tương lai cô sẽ đi chỗ đó, chỗ đó trời thường mưa, không dễ chơi. Tiêu Đồng lại kéo cái dương của cô. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh lại trước mắt nhìn cô. Cô ngoan ngoãn làm việc cho giỏi, không để cho anh ấy thất vọng. Anh ấy sẽ trở về, tin tưởng tôi. Tiêu Đồng lại khẳng định cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, đưa mắt nhìn phía trước, nhớ tới Trang Hạo Nhiên tập trung tinh thần chăm chú xem tài liệu, trong đầu chậm rãi hình thành một chút ý tưởng. Văn phòng tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, trầm ngâm nhìn phía trước, nhớ tới bộ dáng Đường Khả Hinh đáng thương khóc giống vọt vào đại sảnh lúc này, mắt giống như không nhìn thấy ai, trong lòng không khỏi căng thẳng, nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên tưởng thiên lỗi hơi tỉnh hồn đáp vào đi đông anh khẽ đẩy cửa đi vào nhìn tưởng thiên lỗi gọi nhỏ tổng giám đốc chấm ngoặc kép ừ tưởng thiên lỗi lập tức xoay mặt nhìn cô đông anh đi tới trước mặt của anh có chút cười bất đắc dĩ dịu dàng nói tôi mới vừa đến hoàn á biết được một chút thì ra hôm nay là ngày tổng giám đốc trang trở về nước ánh mắt của tưởng thiên lỗi nhíu lại Đông Anh cũng nhớ tới bộ dáng khả hình khóc thầm hôm nay, nói, nghe nói, trước khi Tổng Giám Đốc Trang ra đi, cùng khả hình náo loạn không vui, dường như còn ở phòng làm việc dùm beng, không đến bao lâu, hai người còn tiếp tục tranh cãi ở phòng ăn nhân viên, nghe nói Tổng Giám Đốc Trang trách cứ khả hình mấy câu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không thể tin nổi nhìn cô, nói trách cứ, trước mặt tất cả nhân viên, đúng vậy, chấm ngoặc kép đông anh khẽ lên tiếng trả lời tưởng thiên lỗi chớp mắt nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua sắc mặt anh trầm xuống thở dài một hơi nói đi ra ngoài đi tôi biết rồi vâng đông anh gật đầu xoay người lui ra ngoài tưởng thiên lỗi dựa vào trên ghế ra lại nhớ tới khả hinh đi qua bên cạnh mình khóc đến sưng cả hai mắt chậm rãi cầm điện thoại di động lên ngón cái quen nhẹ nhàng trượt thấy mã số của khả hinh liền nhấn xuống mã số vừa đứng lên đi về phía bên cửa sổ sát đất nhìn mặt biển tối đen con sóng tuôn trào vừa nghe tiếng chuông dễ nghe điện thoại vang lên thật lâu thật lâu không có ai nghe tưởng thiên lỗi khẽ cao mày nhưng vẫn còn nghe được câu số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được chấm ngoặc kép anh thở dài một hơi tiếp tục nhấn dãy số nghe tiếng chuông truyền đến lần nữa vẫn không người nào nghe lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên Tưởng thiên lỗi để điện thoại xuống, ngón cái trượt nhẹ màn hình điện thoại di động, đáp vào đi. Đông Anh đẩy nhẹ cửa ra, đi tới, nhìn tưởng thiên lỗi, nói tổng giám đốc, bà chủ lưu có chuyện muốn nhờ anh, nói biết như mà tiểu thư ngã bệnh, muốn cùng anh đi thăm cô ấy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hiểu ý bà chủ lưu, do so dự một lát, mới nói, không rãnh. Đông Anh nhìn anh một cái, gật đầu một cái, lui ra ngoài. Tưởng thiên lỗi chờ Đông Anh hoàn toàn lui ra ngoài, mới nắm lên điện thoại di động, có chút căng thẳng nhấn số điện thoại của Khả Hinh, nhưng trong tay chấn động, nhìn điện thoại di động điện gọi tới, chính là Khả Hinh, anh lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi, Khả Hinh. Vâng, chấm ngoặc kép, giọng nói yếu ớt, mềm nhún, có chút nghẹt mũi, thật không dám tưởng tượng cô bé này, lúc gan lớn, người nào cũng dám xúc phạm, người nào cũng dám kêu gào. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ mỉm cười, có chút đau lòng nói, tại sao giọng nói thế này. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đối phương không nói gì tưởng thiên lối cầm điện thoại di động nhìn phía ngoài cửa sổ mặt biển cuộn trào cũng im lặng anh gọi điện thoại cho em là chấm ngoặc kép khả hình hỏi khẽ nhìn thấy khóc lóc rối rít chạy qua bên cạnh anh cũng không nhìn anh một cái đoán chừng là có chuyện hạo nhiên đi em đau lòng sao anh dịu dàng nhẹ nhàng hỏi khả hình cầm điện thoại di động hai mắt ảm đạm nói thật xin lỗi chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là, chấm ngoặc kép, ngày nào đó anh cũng đi như vậy, em có đau lòng như vậy hay không? Tưởng thiên lỗi đột nhiên cười hỏi. Đường khả hình sướng sờ, lập tức ngẩng đầu lên. Đừng căng thẳng, anh sẽ không đi khỏi em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt cười nói, phải biết, em yêu thích an, cần mạnh mẽ trong lòng, anh thích em, cũng cần mạnh mẽ trong lòng. Chấm ngoặc kép, câu nói có ẩn ý khác. Đường khả hình khẽ chớp mắt, nhất thời nói không ra lời. Ăn cơm chưa, tưởng thiên lỗi dịu dàng hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, khả hình nói nhỏ, bởi vì bi thương quá độ, hoàn toàn không có khẩu vị. Tưởng thiên lỗi dừng lại một lát, mới hỏi, bây giờ em ở chỗ nào? Ở nhà, chấm ngoặc kép, khả hình dịu dàng nói. Anh đi sang đón em, tưởng thiên lỗi quyết định nói. Đường khả hình cầm điện thoại di động, hơi ngẩng đầu lên, nói, không cần. Em biết rõ anh bận rộn, chấm ngoặc kép, bận rộn đi thăm bạn gái đau lòng khổ sở, tưởng thiên lỗi đột nhiên cười nói. Đường khả hình sững sờ, mặt ửng đỏ. Em biết không, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, anh có rất nhiều thân phận, ở trong thế giới của Như Mạt, anh đã từng là anh trai, ở trong thế giới của Tử Hiền, anh là chồng chưa cưới, ở trong thế giới của em, anh là bạn trai. Chấm ngoặc kép, đường khả hình yên lặng lắng nghe. Ba chữ này không có lệ thuộc, nhưng rất kỳ lạ, anh lại nhớ thân phận này rất rõ. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi chân thành mỉm cười nói, hai mắt Đường Khả Hinh ửng đỏ. Mỗi một tình cảm thay đổi và tách ra, đều hết sức mệt mỏi và dày vò, cho nên tâm trạng hiện tại của em, anh hiểu. Anh có thể hiểu, Tưởng Thiên Lỗi thông cảm nói. Đường Khả Hinh biết ơn cầm điện thoại di động, nghe lời này, nước mắt tràn ra. Nhưng có một điều anh không hiểu. Chấm ngoặc kép Tưởng thiên lỗi không nhịn được cười nói, khi em đau lòng khổ sở, lúc cần giúp đỡ, tại sao không tìm anh? Là em không quen, hay? Không thích? Em, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh sửng sốt. Anh sẽ không nghi ngờ một cô gái hướng về phía toàn thế giới nói yêu anh, anh không thiếu điểm tự tin này, nếu như sau này, nếu em đối mặt với khổ sở, hy vọng em có thể nhớ thân phận này, anh chấp nhận chia sẻ tất cả với em, cho em lồng ngực ấm áp nhất ánh mắt của tưởng thiên lỗi hiện lên một chút dịu dàng nói. Đường khả hình cúi xuống, lau nước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót. Hiện tại, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng ra lệnh cho cô gái ngốc, nói, nghe lời của anh, đi tắm nước nóng, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, chấm ANS tới đón em. Chấm ngoặc kép, đi đâu, đường khả hình nghẹn ngào hỏi. Trên mặt tưởng thiên lỗi lại hiện lên dịu dàng, mỉm cười nói, chờ anh là được. Chấm ngoặc kép chương 410, hứa với anh được không? Mưa phùn giả dích, bầu trời đêm gần tới trung thu, khắp nơi nhấp nháy ánh sáng đèn lồng đỏ. Hạt mưa róc rách rơi xuống, lại làm người ta có cảm giác dối rắm Đường khả hình mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo ghi lê màu đen, nắm túi sách, đứng ở dưới ngôi lầu nhỏ, nghe tiếng mưa rơi, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiêu tụy. Một chiếc xe Mercedes màu đen, rốt cuộc chậm rãi xuyên vào trong màn mưa lái tới cuối cùng dừng ở ngôi lầu nhỏ đường khả hình ngẩng đầu nhìn tới trước cửa xe chậm rãi mở ra tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng cổ áo mở ra vạt áo trước cài kim cài bạch kim khí thế hiên ngang chống cây dù màu xanh đen đi xuống xe đứng ở trong mưa nhìn đường khả hình đột nhiên mỉm cười đường khả hình dịu dàng nhìn anh cũng mệt mỏi mỉm cười tưởng thiên lỗi chống cây dù chậm rãi đi đến trước mặt cô, giơ cây dù trong tay, che trên đầu cho cô bầu trời, cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi không lên tiếng, chăm chú nhìn hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt lại tái nhợt, cánh môi giống như phấn cánh hoa anh đào, lạnh lẽo mềm mại, có lẽ có chút hiểu rõ cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Tưởng Thiên lỗi nhìn bộ dáng cô, liền ôm eo nhỏ nhắn, xoay người nói, đi thôi. đi đâu? Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đi về phía trước xe, hết sức thân sĩ mở cửa xe cho cô. Mặc dù đường khả hình nghi ngờ, nhưng bởi vì hôm nay quá mức mệt mỏi, ngay lập tức ngồi vào trong xe, tưởng thiên lỗi đóng cửa xe, mới xoay người vòng qua xe, đi tới ghế lái, thu cây dù, ngồi vào ghế lái, ném nó ra phía sau, mới nhanh chóng cải dây nịt an toàn xong, nổ máy, cầm tay lái, đạp chân ga đi khỏi. Đường Khả hình quay đầu, nhìn anh. Sắc mặt Tưởng Thiên Lối bình tĩnh cầm tay lái, cho xe lái ra con đường lớn Mộc Lan, gấp rút quẹo cua sang trái, lái thẳng về phía trước. Đêm mưa, làm cho người ta có cảm giác cô đơn. Nhưng ở trong thời tiết rét lạnh, có người làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc. Xe ở trong thành phố ướt át mông lung vọt đi, trải qua trung tâm mua sắm náo nhiệt nhất, sau đó chạy trên con đường nhỏ dọc theo bờ sông, chạy tới đỉnh núi, hai bên lá phong đỏ rực từng mảnh rơi xuống, trồng chất ở trên đất gớt đấm, xe hơi chạy qua, luôn có một chút âm thanh đau thương trầm muộn. đường khả hình nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa sổ, đèn đường đỏ rực hai bên con đường điểm một chút màu đỏ, ánh sáng lung linh ở trong màn đêm, nhưng từ từ cô nghe được phía trước có tiếng đàn dương cầm dễ nghe, tức thì quay đầu, quả nhiên thấy một nhà hàng tây xa hoa trên đỉnh núi, phía trên dùng ánh đèn light blue chiếu ba chữ ocean Sea, mà vị trí ngoài trời, toàn bộ dùng thủy tinh dựng lên khắp nơi rũ màn lụa màu trắng dịu dàng, hai bên chỗ ngồi xung quanh để hộp âm nhạc thủy tinh, quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng xoay tròn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình sửng sốt. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt mỉm cười, cầm tay lái, cho xe chạy nhanh tới bãi đậu xe nhà hàng Tây, mới nói, lúc mới vừa đến, cố ý suy nghĩ một chút, rốt cuộc dẫn em đi đâu ăn cơm. Đường khả hình quay đầu, nhìn anh, hai mắt thoáng qua một chút dịu dàng. Tưởng thiên lỗi dừng xe xong, tắt máy, mới quay đầu nhìn đường khả hình vẫn mệt mỏi, liền không lên tiếng, đẩy cửa xe ra, chống cây dù lên, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe, mỉm cười nói, xuống xe thôi. Đường khả hình từ trong xe nhìn anh một cái, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi kéo nhẹ hông của cô, đón mưa phùn đi về phía trước, nói anh đột nhiên phát hiện, anh chưa từng mở cửa xe cho phụ nữ. Đường khả hình ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy khuôn mặt kiên nghị tưởng thiên lỗi, hai mắt nhấp nháy, không biết nên nói gì. Hai người đồng thời im lặng đi vào nhà hàng Tây, thấy một nơi cô đơn như thế, thế nhưng cũng có số lượng khách không ít. Ở giữa, một cô gái mặc váy trắng, như người ngồi trước dương cầm, đưa ngón tay thon dài, khải nhẹ, trong mắt của anh chỉ có em. Tổng Giám Đốc Tưởng, chấm ngoặc kép, quản lý phòng ăn lập tức mỉm cười đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi và đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, đáp mời đi hướng bên này. Chấm ngoặc kép, quản lý như người, vươn tay mời tưởng thiên lỗi và khả hình đi lên cầu thang thủy tinh xoay tròn, cuối cùng lên tới một phòng trang nhã lầu 2, một gian phòng VIP, ánh đèn hơi mờ, ở giữa để ghế salon thấp màu đỏ thẫm làm người ta ấm áp và thoải mái, giá che nâng bàn thủy tinh, để đèn cây bảy màu, tinh dầu trong ly thủy tinh bay ra ngoài cửa sổ, phản chiếu mưa phùn giá rét, còn có bởi vì mùa thu lá phong đỏ đang dần dần rơi rụng. Mời ngồi nhân viên lập tức kéo ghế cho hai người bọn họ. Đường khả hình khẽ gật đầu, ngồi xuống trước, lại nhìn ngoài cửa sổ. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng ngồi ở trên ghế salon, chọn một loạt các loại món ăn và bíp steak hai người thích, nhân viên đáp lời, cầm thực đơn đi ra ngoài. Đường khả hình quay đầu lại nhìn tưởng thiên lỗi, nghi ngờ nói, em mới vừa nghe giọng điệu của quản lý, nơi này. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng mượn ánh nến nhiều màu sắc, mờ ảo nhìn đường khả hình, khẽ gật đầu, nói phải, đây là nhà hàng trực thuộc tập đoàn Á Châu chúng ta. Khó trách, bọn họ nói chuyện với chúng ta không giống phòng ăn khác. Chấm ngoặc kép, cô mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn anh, nói tại sao nghĩ, dẫn em tới nơi này ăn cơm. Tưởng thiên lỗi yên lặng nhìn đường khả hinh, sắc mặt vẫn tiều tụy, ánh mắt có chút rời rạc, đoán chừng khóc đến quá đau lòng, liền mỉm cười nói, mặc kệ người anh ở đâu, tâm trạng của anh không tốt, hay có chút bi thương, nhưng ở bên cạnh em cũng cảm giác hết sức nhẹ nhõm, giống như em hát bài hát đó vì anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình im lặng nhìn anh. Vậy, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn khả hình, thật lòng hỏi, ở bên anh, em cảm giác như thế nào? Đường khả hình hơi sướng sờ nhìn anh, đột nhiên cười nói, vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhõm không, vui vẻ không, có đôi khi cười rất thoải mái, không có một chút băn khoăn sao. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, hỏi đường khả hình không lên tiếng, bởi vì cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ qua vấn đề này. tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, lúc dịu dàng thật rất dịu dàng như nước, liền mỉm cười nói, nhưng anh nhìn thấy lúc em ở bên hạo nhiên, luôn cười vui vẻ, cảm giác không hề băn khoăn, nở nụ cười thật lòng, luôn ở trong đầu của anh, xua đi không được. đường khả hình khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. tưởng thiên lỗi nhìn chăm chú bộ dáng đường khả hình ẩn nhẫn im lặng, đột nhiên nói, đều là lỗi của anh. À, đường khả Hinh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn tưởng thiên lỗi. Hai mắt tưởng thiên lỗi xẹt qua một chút đau lòng, nhìn cô nói, nếu như anh quan tâm em nhiều hơn một chút, chăm sóc nhiều một chút, phát hiện được tình yêu sớm một chút, có lẽ hạo nhiên đi, em cũng sẽ không khổ sở như vậy. Em cho anh cảm giác, luôn nhìn về phía cửa nhà cậu ấy, đẩy ra một cánh cửa sổ, cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên là nhìn đến thế giới của cậu ấy. Chấm ngoặc kép, anh, chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên có chút căng thẳng nhìn anh, nói anh không tin tưởng em sao. Anh tin tưởng em cho nên anh mới đau lòng. Tưởng thiên lỗi dịu dàng mỉm cười nói, nếu không phải bởi vì anh, sẽ không khát vọng và lệ thuộc vào người khác quan tâm và quý trọng như vậy. Chuyện này không liên quan tới anh. Em, chấm ngoặc kép. Chuyện của anh, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cắt đứt lời cô nói, chúng ta yêu nhau, tất cả chuyện của em đều có liên quan đến anh, bao gồm bi thương và khổ sở. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng rực, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của đường khả hình, thậm chí nghĩ đến vết sẹo màu hồng che giấu trong mái tóc ngắn của cô, cảm xúc dâng tràn. Hai mắt anh mãnh liệt xoay chuyển, có chút ngượng ngùng cười nói, cho nên lúc này anh lái xe đi đón em đã suy nghĩ tới, làm thế nào dụ dỗ bạn gái của anh vui vẻ. Bởi vì cô ấy đau lòng, chấm ngoặc kép. Khả hình nhìn anh, vẫn nghi ngờ. Tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn cô, đột nhiên từ trong túi Tây Trang, lấy ra một nhung hộp màu xanh đen. Rốt cuộc đường khả hình có chút giật mình, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nắm cái hộp, nhìn vẻ mặt đường khả hình có chút kinh ngạc và căng thẳng, chậm rãi cười cười nói, anh hy vọng, ở trong cuộc sống sau này, mỗi ngày cho em một chút, để cho em cũng ở trong thế giới của anh, vui vẻ, chính thức vui vẻ. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình xẹt qua một chút ấm áp nhìn anh. Tưởng thiên lỗi do dự một lát, mới chậm rãi đứng lên, đạp phán gỗ nhẵn bóng, đi tới trước mặt của Khả Hinh, cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy của cô, lại đau lòng mỉm cười, cuối cùng ở trước mặt cô nửa ngồi xuống. Ai? Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh giật mình, đôi tay khẽ chống ghế, thân thể ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt cô khoa trương, bật cười, mới dịu dàng mở hộp nhung ra. Đường Khả Hinh nhìn vào bên trong lại là một chiếc vòng chân treo lủng lẳng đá sapphire, sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, nghe nói, tặng cho người yêu vòng chân, có nghĩa là kiếp sau gặp lại, anh muốn từ giờ trở đi, đưa cuộc sống của em lồng vào trong cuộc sống của anh, mặc kệ khổ sở hay vui vẻ, đều quấn lấy nhau. Giống như, số mạng để cho chúng ta yêu nhau, mặc kệ là số mệnh như thế nào, anh đều tiếp nhận nó. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, hai mắt đỏ thắm. Chấp nhận ở bên anh, mặc kệ khổ sở hay vui vẻ, cũng quấn lấy nhau sao. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, thắm thiết hỏi. Đường khả hình yêu, ở trong thân thể dâng lên kích động, cô dưng dưng nhìn anh, vốn định đồng ý, nhưng lại nhìn anh, dịu dàng nghẹn ngào cười nói, anh hư quá. Chấm ngoặc kép, hiểu ý của cô, cũng biết cô đã hiểu ý của mình. Tưởng thiên lỗi đột nhiên mỉm cười, lại nhìn cô dịu dàng nói, hứa với anh được không? Audio điện tử võ tấn bền chương 411, yêu bao nhiêu? Đường khả hình im lặng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng ngẩng đầu lên, dịu dàng im lặng nhìn cô. Cô đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói, vốn là như vậy, làm chuyện gì, không phải làm cho người ta đặc biệt đau lòng, thì đặc biệt cảm động. Chấm ngoặc kép, cho nên em mới yêu anh, không phải sao? Tưởng thiên lỗi mỉm cười, tràn đầy tình yêu nhìn cô. Đường khả hình thẳng thắn nhìn tưởng thiên lỗi, khẽ gật đầu, nghẹn ngào cười nói, đúng vậy, em yêu anh. Chấm ngoặc kép, anh thật sự, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi có chút ngọt ngào và nở nụ cười hạnh phúc nói, rất ưa thích, rất ưa thích em thẳng thắn, em thẳng thắn làm cho anh rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nhìn anh, hai mắt long lanh xẹt qua một chút thâm tình nồng đậm, yêu không hối hận nếu như em đồng ý anh sẽ đeo lên. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng hỏi, Đường Khả Hinh không lên tiếng, có chút xấu hổ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, đoán ý của cô, đột nhiên mỉm cười, từ trong hộp nhung màu xanh dương lấy ra vòng chân, nhẹ nhàng mở móc xích, hơi cúi đầu, đưa tay dịu dàng đeo vào chân trái trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng xoay tròn lục lạc màu xanh dương tới mặt bên, mới phát hiện chân của cô hết sức đẹp mắt. Đường khả hình cũng rất tò mò khẽ khom người xuống, nhắc bàn chân mang giày cao gót màu đen, nhìn chiếc vòng đá sapphire trên chân, bạch kim khảm kim cương, rũ xuống đá sapphire treo lủng lẳng, là hoa văn hoa mộc lan, cô vui vẻ nở nụ cười. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, dịu dàng cười nói có lúc tình yêu là một loại phản ứng hóa học rất không giải thích được, rõ ràng căn phòng nhỏ rất đơn sơ, còn có gốc cây mộc lan đơn giản, nhưng bởi vì có em, mỗi lần anh đi qua cây mộc lan, theo bản năng luôn ngửi mùi hương này, đi qua căn phòng nhỏ tương tự, luôn suy nghĩ, cái nhà này cũng đẹp như nhà khả hình của anh. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc hai mắt đường khả hình dưng dưng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn khả hình thật sâu, lại giải thích nói, em sinh tháng 3, đá sapphire là đá tháng 3, đại diện cho biển khơi trầm lắng, lòng can đảm và hạnh phúc. Mới phát hiện, lúc anh xây dựng khách sạn Á Châu bên bờ biển, không ngờ một chút màu sắc này có số mệnh duyên phận. Đường Khả Hinh nghe lời này, có chút vui vẻ nhìn anh, nói: "Hôm nay anh chấm ngoặc kép. Hôm nay anh nhìn thấy em khóc vì một người đàn ông khác, anh ghen." Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn thừa nhận. Đường Khả Hinh có chút áy náy nhìn anh. "Em rõ ràng là của anh, tại sao phải khóc vì một người đàn ông khác?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, có chút đau lòng cười nói: "Anh không muốn ánh mắt em nhìn chăm chú bất kỳ người đàn ông nào, cũng không muốn em khóc vì một người đàn ông khác." Anh hy vọng em là của anh. Anh hy vọng trong mắt của em chỉ có anh. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện của em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Bao gồm em thi bằng lái, mua xe, muốn đổi một căn nhà nhỏ, muốn đi con đường như thế nào, anh dắt tay của em, từng bước từng bước dạy em đi về phía trước. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn anh, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên kích động đứng dậy, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn chán của cô một chút nhẹ nhàng dịu dàng và mềm yếu, khiến khả Hinh say mê thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tưởng thiên lỗi còn muốn hôn môi của cô. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tưởng thiên lỗi hơi trầm ngâm một chút, có chút tiếc nuối nhìn đường khả Hinh, khẽ mỉm cười. Đường khả Hinh nhìn anh, cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhân viên phục vụ rất nhanh mang lên cho bọn họ beef steak, soup boss, tôm hùm rim, ốc hấp kiểu Pháp, còn có một chai rượu băng IY của Pháp nhìn một loạt món ăn tâm trạng khả hình hơi bình tĩnh rốt cuộc khôi phục một chút cảm giác muốn ăn nhìn thức ăn ngon trưng bày trước mặt đột nhiên thở dài một hơi nói em đói rồi chấm ngoặc kép nghe lời này tưởng thiên lỗi đột nhiên mỉm cười nhân viên phục vụ im lặng lui ra ngoài đường khả hình lập tức cầm đĩa lên mới vừa muốn ăn chờ một chút chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh ngạc nhiên hỏi chuyện gì tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô Buông cúp áo tây trang, cởi ra, đặt xuống một bên, mới dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ vị trí bên cạnh. Đường khả hình không hiểu nhìn anh. Tới ngồi bên này, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, dịu dàng cười nói. Đường khả hình đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn anh. Tới đây, chấm ngoặc kép, anh nhìn cô, cưng chiều ra lệnh. Đường khả hình nhìn ánh mắt thâm tình và thương yêu trong tròng mắt anh, đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới chỗ ngồi bên cạnh anh. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô ngồi ở trên ghế salon tròn bên cạnh mình, lại nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, chỉ sợ cô lạnh, xoa nhẹ bả vai, hỏi, lạnh không? Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh lắc đầu một cái. Tưởng thiên lỗi nâng nhẹ cằm của cô, lại cưng chiều nói, sau này, ăn cơm hay cùng nhau đi dạo phố, đều phải dựa vào anh, hả? Khả hình khéo léo gật đầu một cái. Tưởng thiên lỗi dịu dàng mỉm cười, tạm thời buông thân thể cô ra, cầm nĩa lên, cắt một phần nhỏ bíp steak mình thích ăn, nhẹ nhàng đưa tới khóe miệng Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa ăn miếng bíp steak, nhẹ nhàng nhai, nhất thời thịt bò tươi mềm, hương nồng thấm tận ruột gan, mùi vị hết sức dễ chịu, ánh mắt của cô sáng lên. Ăn ngon không? Tưởng thiên lỗi hiểu ý trong ánh mắt cô, liền cười hỏi. Ăn ngon, đường Khả Hinh vui vẻ nói. Vậy ăn nhiều một chút chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười nói xong, cắt một miếng thịt bò, đưa tới bên miệng của cô. Đường khả hình lại ăn một miếng nữa. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nóng rực, nhìn cô vui vẻ tinh nghịch ăn bíp steak, trong lòng xẹt qua ấm áp, dường như rất nhiều tình cảm dâng trào, nhưng quen che giấu, nhìn cô mỉm cười nói, có thể em không phát hiện, nông trường tập đoàn Á Châu của chúng ta ở gần nơi này. Chấm ngoặc kép, có thật không, khả hình kinh ngạc hỏi. Ừ, Tưởng thiên lỗi lại cắt một khối bíp steak, đưa tới bên miệng của cô, mới nói tiếp, tương lai, nếu như em thích, nông trường này và phòng ăn lớn nhỏ, anh sẽ để em đứng tên. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sướng sờ, hỏi tại sao? Không có lý do gì, cảm thấy em sẽ thích. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói xong, liền tự mình rót một ly rượu băng, dịu dàng đưa cho khả hình. Em không muốn, đường khả hình trực tiếp từ chối. Tưởng thiên lỗi cười nhìn cô nói, dù là anh đưa cho em, còn không phải của anh sao? Đường khả hình nghe lời này, ban đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ suy nghĩ hiểu rõ, mặt lập tức đỏ lên, nhìn anh. Anh chỉ cảm thấy, em có một trái tim dịu dàng tinh tế, phải có tất cả, sẽ làm bọn chúng trở nên tốt hơn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại giơ ly rượu trong tay đưa tới bờ môi cô. Đường khả hình im lặng vừa nhìn anh, vừa uống một ngụm nhỏ, Nhất thời trong lòng ngọt ngào, trong lòng chậm rãi dâng lên hạnh phúc. Cho nên đừng từ chối. Tưởng Thiên Lỗi lại cầm dao nhẹ nhàng cắt một miếng thịt tôm hùm đưa tới bên môi Khả Hinh. Em vẫn không muốn. Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh lý trí trả lời. Tưởng Thiên Lỗi cũng thở ơ cười nói, không sao, tương lai em gả cho anh. Tất cả của anh đều là của em. Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh ngây người, nghe lời này trong lòng lại dâng lên ngọt ngào nhưng vẫn cố ý đánh lên bờ vai của anh nói ai muốn gả cho anh chấm hỏi ngoặc kép anh vừa ngồi xuống làm cho em lo sợ như vậy đoán chừng muốn kết hôn phải mất một ít thời gian chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi thẳng thắn cười nói em chấm ngoặc kép đường khả hinh nghe được trong lời nói của anh có chút để ý liền giải thích thân phận của em như vậy má trái như vậy cha lại em chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này nên khiếp sợ chấm ngoặc kép Tưởng thiên lỗi bày tỏ hiểu ý gật đầu, nói, ừ. Đúng vậy, em như vậy, nhưng em dũng cảm yêu anh. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình không lên tiếng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn đường khả hình mỉm cười nói, nhưng em phải tin tưởng một chuyện, mà là một sự thật, chính là anh dũng cảm gấp trăm lần so với em. Đường khả hình không nhịn được cười nhìn anh, nói chuyện gì. Anh cưới em, ngay cả dũng khí kháng lại các áp lực bên ngoài cũng không cần. Bởi vì cho tới bây giờ, anh muốn cái gì, sẽ làm cái đó. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mạnh mẽ nói. Đường khả hình im lặng nhìn anh, hai mắt hiện lên một chút cảm động. Cho nên, giao tất cả cho anh, chuyện quan trọng em phải làm, chính là nghĩ biện pháp, làm thế nào yêu anh, làm thế nào quấn lấy anh từ tối đến sáng, chuyện khác, em đừng nghĩ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười nói. Anh thật sự rất hư, trong lòng đường khả hình hiện lên một chút rung động không hư em không yêu đấy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói đùa hiếm hoi. Ghét, không thèm nghe anh nói nữa. Đường khả hình xoay người, cố ý không để ý anh. Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn khả hình thật quay lưng với mình, không để ý tới người, mỉm cười, để ly rượu xuống, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, ở trên cổ của cô, nhẹ nhàng hôn, lại ngậm vành tai của cô, đôi tay dần dần buộc chặt, xoa ở hông của cô. Cả người khả hình lập tức nóng ran, có chút xấu hổ hỏi, anh đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ở phía sau, hôn nhẹ cổ của cô, hôn từng chút từng chút, rơi vào trên mặt và cổ của cô, tay không nhịn được xoa nhẹ bộ ngực sữa của cô, chậm rãi xoa nắn. Mặt của khả hình ửng đỏ, cuối cùng xoay người, nhìn anh nhỏ giọng từ chối, không nên như vậy. Người ta đang ăn cơm, chấm ngoặc kép, không phải em không để ý tới anh sao, tưởng thiên lỗi nói xong, đã muốn hôn cô. Được rồi, được rồi, không nên như vậy. Em để ý, em để ý, chấm ngoặc kép. Yêu anh không? Yêu, chấm ngoặc kép. Yêu bao nhiêu, chấm ngoặc kép. Rất yêu rất yêu, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi mãnh liệt đè cô ở trên ghế salon thấp, cúi đầu nhìn cô, thâm tình cười nói cho nên anh nói. Tại sao anh có thể không hôn em, không thương em? Khả hình nhìn anh, đỏ mặt, chương 412, nhớ anh. Mưa phùn bay bay, không dứt bên ngoài cửa sợi mưa chảy xuống rất mịt mờ bên trong cửa sổ thủy tinh có một bóng dáng nhẹ nhàng trồng lên nhau tưởng thiên lối ngậm nhẹ cánh môi khả hình vừa mút tay đã xoa bộ ngực sữa của cô cách lớp quần áo xoa nắn ư hát, chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình ửng đỏ cả người run rẩy có chút kịch liệt nhưng vẫn hé miệng tưởng thiên lối cũng xúc động mở cánh môi ngậm nhẹ đầu lưới của cô mút lấy dây dưa tay đã chậm rãi dọc theo bên eo rơi xuống, cho đến đùi đẹp thon dài, cởi nhẹ giày cao gót của cô xuống, cầm nhẹ bàn chân trắng nõn, thật dịu dàng vuốt ve. Loại ngọt ngào này, giống như chui vào tâm khảm. Đường khả hình không nhịn được co giúp hai chân, cười. Tưởng thiên lỗi cũng cười, cúi đầu khẽ hôn nói nhỏ, đứa ngốc. Chấm ngoặc kép, tràn ngập tình yêu và triền miên như vậy. Đường khả hình không nhịn được đưa hai tay ra, ôm cổ của anh, dịu dàng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt nóng bỏng ở trong ánh nến, giống như bốc cháy lên, hôn trên môi của cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, anh lại cúi xuống hôn trên môi của cô. Đường Khả Hinh có chút run rẩy nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi nữa cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trên trán, khuôn mặt và cằm có chút oán hận nói hôn một trăm lần cũng không đủ. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi lại muốn cúi đầu, nóng bỏng hôn cô tay muốn buông lỏng cúp áo áo ghi lê của cô. Em đói rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lầu bầu nói. Tưởng thiên lỗi cố ý cau mày nhìn cô. Em thật sự đói bụng, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, làm nũng nói. Tưởng thiên lỗi mỉm cười, liền thả cô ra nói, được rồi. Đường khả hình vui vẻ mỉm cười. Tưởng thiên lỗi cũng chậm rãi ngồi dậy, một lần nữa cắt bít steak cho cô, trong chớp mắt, khả hình lại nhào vào trong ngực của anh, ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng thiên lối cười khẽ, không cần nhìn cũng hiểu ý trong ánh mắt cô, liền cúi đầu hôn chán của cô, mới cầm bíp steak cắt gọn, đưa tới bên miệng của cô. Đường khả hình ăn bíp steak, nhìn hướng tưởng thiên lối, hỏi anh sẽ. Đút em ăn bíp steak mỗi ngày chứ? Được, tưởng thiên lối đồng ý với cô. Đường khả hình cố ý nhìn anh chầm chầm nói, em không tin. Điều này sao có thể? Đây là chuyện nhỏ, chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi hời hợt nói. Đây là chuyện nhỏ, đường khả hình nhìn anh, lại kinh ngạc hỏi. Tưởng thiên lỗi có chút ngạc nhiên nhìn cô, thẳng thắn nói, đút bíp steak cho em, cần nhiều hơi sức và phiền toái sao. Lời này, là thật tâm, anh có thể làm được, hơn nữa cảm thấy không có gì phải nghi ngờ. Đường khả Hinh nhìn anh thật sâu, đột nhiên bương mặt của anh, hôn trên môi anh, mới nói, bạn trai, em yêu anh chết mất. Tưởng thiên lỗi đột nhiên mỉm cười, lại cắt bíp steak nói, anh rất thích nghe những lời này. Trong lòng đường khả hình ấm áp, lại nằm ở trong ngực của anh, thật lòng nói cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không nhịn được cười. Đường khả hình cũng cười vui vẻ, nhìn anh, nhẹ nhàng gọi bạn trai. Chấm ngoặc kép, ơi, bạn trai, chấm ngoặc kép, ơi, chấm ngoặc kép, bạn trai, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đột nhiên dừng lại động tác trong tay, nhìn đường khả hình, hai mắt xẹt qua nụ cười, có chút thần bí nói, không bằng, thay đổi cách gọi đi. Đường khả hình mở mắt to sáng long lanh, nhìn anh chầm chầm hỏi cái gì. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng cắt một miếng thị bò bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, hết sức lịch sự nuốt xong, mới cười nói, vợ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sững sờ, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi mình cũng cảm thấy buồn nôn, không nhịn được cười. Phốc, đường khả hình cũng không nhịn được cười, lại cố ý trêu chọc anh nói, em thích nghe, gọi một lần nữa. Tưởng thiên lỗi không nói, hơi cúi đầu cười. Gọi đi, em muốn nghe, em muốn nghe. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đã cởi giày, quỳ gối trên ghế salon, đánh mạnh bờ vai của anh, cười nói. Tưởng thiên lỗi còn xấu hổ chưa từng có, thật sự rất ngượng ngùng, liền xoay người, ôm lấy eo của cô, cúi xuống muốn hôn cô nói, không bằng hôn đi. Chấm ngoặc kép, em không muốn đường khả hình lại làm núng. Nghe lời, hôn một chút, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, lại muốn mút môi của cô, khả hình quay mặt đi, lại cảm giác anh mãnh liệt dịu dàng xâm nhập mình một lần nữa, khó nhịn được lâu, ôm cổ anh, ôm anh. Ngọt ngào quấn lấy nhau, giống như cả đời cũng không đủ. Ngoài cửa sổ nước mưa róc rách rơi xuống. Thỉnh thoảng nghe trong phòng có người thét chói tai, Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi trêu chọc cho muốn chạy ra khỏi cửa, lại bị anh ôm chặt thân thể, đè ở trước cửa sổ sát đất trong suốt, hai tay nắm chặt mười ngón tay cô, cúi xuống, hôn cánh môi ngọt ngào của, cảm xúc bắt đầu dâng tràn, rất khát vọng. Khả Hinh dần dần buông lỏng, đón nhận nụ hôn của anh, hai mắt bắt đầu mê ly, nhìn chăm chú phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cúi người xuống, hôn cổ của cô, hít hít mùi thơm trong thân thể cô, mê người như thế, trong lòng có một loại tình cảm đang khắc vào tim của mình nơi xa truyền đến tiếng còi xe lửa đường khả hinh hơi tỉnh hồn nhìn tưởng thiên lỗi kinh ngạc hỏi chỗ này xung quanh đây có đường dây xe lửa ừm um, tưởng thiên lỗi dịu dàng vươn tay nhẹ nhàng véo cằm của cô lại hôn mũi cô nói đường khả hinh đột nhiên thật vui vẻ lập tức nắm tay của anh nói đi theo em đi đâu tưởng thiên lỗi ngạc nhiên nhìn cô hỏi mau Đường khả hình lập tức cầm tay trang ném cho tưởng thiên lỗi, liền lôi kéo anh đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi nghi ngờ không hiểu vừa nhìn cô, vừa đi ra ngoài. Đường núi vẫn ướt đấm, lá phong đỏ rực, giống như phải hoàn thành sứ mạng của nó, tỏa sáng sắc thu xinh đẹp nhất, hiện vẫn đang rơi rụng, vì để năm sau hồi sinh mà thay đổi, sau đó không lâu sẽ hóa thành bùn đất, cuộc sống chính là như vậy, liên nguyên vô tận. Bọn họ không có che dù. Đường khả hình vẫn kéo tưởng thiên lỗi, đạp lá phong ướt đẫm vòng qua đường núi đã xây dựng con đường cây ngô đồng chuyển vào rừng cây rậm rạp bí ẩn bước nhanh về phía tiếng còi xe lửa sốt cuộc em chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẫn rất không hiểu nhìn cô đi nhanh lên một chút đường khả hinh nói nhỏ sau đó kéo anh từng bước từng bước vòng qua dốc đứng đường núi gập ghềnh con đường bùn lầy xuyên qua rừng phong đỏ rực có thể nhìn thấy con đường hầm ở lưng chừng núi nhìn thấy đoàn xe lửa âm u kéo dài cô vui vẻ mỉm cười rất cảm động. Tưởng thiên lỗi đi tới bên cạnh cô, quay đầu, nhìn cô cười ngây ngô, liền hỏi, rốt cuộc thế nào? Đường khả hình nhìn con đường kia vẫn còn cách đường dày không xa, nói anh có nghe qua truyền thuyết về đường dày chưa? Cái gì? Tưởng thiên lỗi nghi ngờ nhìn cô. Hai mắt đường khả hình xẹt qua nụ cười cảm động nói, có người nói, cùng người yêu của mình, đi đường sắt một lần, là có thể ở chung một chỗ cả đời. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Đường khả hình lập tức trừng mắt anh, rất nghiêm túc nói, là thật. Chấm than ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình đột nhiên nheo mắt mỉm cười, kéo mạnh tưởng thiên lỗi, ở trong con đường tối, đi về phía đường dày ướt đẫm. Cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lo lắng đỡ cô. Đường khả hình được anh nâng đỡ, đi lên đường dày, tưởng thiên lỗi cũng đi lên, hai người đứng ở giữa đường dày nhìn đối phương. Anh muốn sống chung với em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lo lắng xe lửa lui tới, đột nhiên cười cười nói. Đường khả hình cũng vui vẻ mỉm cười, lại vươn tay nắm tay của anh, cùng nhau đi dọc theo đường dày, từng bước từng bước đi về phía trước. Trong lòng của tưởng thiên lỗi cũng dịu dàng, bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cũng từng bước từng bước đi về phía trước. Khắp rừng núi, giống như chỉ là một hình cắt màu đen, nơi xa có hai bóng dáng nho nhỏ đang di động, thỉnh thoảng chồng lên nhau, thỉnh thoảng tách ra. Tưởng thiên lỗi, em yêu anh, chấm ngoặc kép, có một cô gái, đối mặt tình yêu, lớn tiếng hô. Anh sẽ dũng cảm đi về phía trước, anh phải cố gắng. Ngoặc kép, có một cô gái, đối mặt cuộc sống, đối mặt với tình yêu trong đời, dũng cảm lớn tiếng nói ra. Đã là dạng sáng rồi. Mưa đã ngừng rơi tưởng thiên lỗi im lặng lái xe, lái về phía con đường lớn Mộc Lan, nghe mùi hương, tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn đường khả Hinh đã ngủ bởi vì mệt mỏi, mặt hơi nghiêng, lông mi rất khéo léo phủ xuống, chóp mũi hình cung thật đẹp, cánh môi hồng, bởi vì hôn mà đỏ tươi. Anh cười khẽ, cầm tay lái, cho xe chạy nhanh đến ngôi lầu nhỏ, dừng xe, mới dịu dàng quay đầu, nhìn khả Hinh. Đường khả Hinh vẫn trầm trầm ngủ. Anh yên lặng nhìn cô, thật lâu thật lâu, là em để cho anh hiểu chờ đợi còn có một ý nghĩa quan trọng khác không nhịn được dịu dàng vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc ngắn trên trán cô một động tác nho nhỏ như vậy hai mắt đường khả hình khẽ nhúc nhích rốt cuộc chậm rãi mở mắt mờ mịt nhìn tưởng thiên lỗi mơ hồ hỏi đến rồi tưởng thiên lỗi thương yêu nhìn cô mỉm cười nói ừ chấm ngoặc kép đường khả hình như đứa bé mỉm cười vươn vươn lưng mỏi vẻ mặt rất đáng yêu Tưởng Thiên Lỗi càng nhìn càng yêu, vươn tay, nhẹ nhàng sờ chút tóc ngắn trên trán cô, cảm tính cương chịu nói: "Mệt không?" "Không có." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút không nở cười nói: "Vậy em về nhà trước đây." "Tốt." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền bước xuống xe trước, vòng qua sườn xe, tự mình mở cửa xe câu cô. Đường Khả Hinh mỉm cười đi xuống xe, nhìn anh thật sâu. Tưởng thiên lỗi cũng dịu dàng nhìn cô, nghĩ đến sắp tách ra, liền chậm rãi tiến lên, nhẹ ôm cô vào trong lòng, hôn lên tóc cô, mới nói, trở về tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, gặp mộng đẹp, đừng đau lòng, tất cả có anh. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, gật đầu một cái. Tưởng thiên lỗi cười, nhẹ buông thân thể cô ra, mới muốn nói gì đó, lại nhìn phía trước, hơi sửng sốt. Đường khả hình nhìn ánh mắt anh, cũng xoay người, thấy nhã tuệ đang im lặng nhìn mình cô nhất thời căng thẳng nhìn cô gọi nhã nhã tuệ vẻ mặt nhã tuệ cứng ngắc nhìn cô ngay cả chào hỏi cũng không muốn nhìn tưởng thiên lỗi đường khả hình lập tức buông tay tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô chợt dắt cô đi tới trước mặt của nhã tuệ nhìn cô mỉm cười trong hai mắt xẹt qua một chút ánh sáng mãnh liệt nói phó quản lý lưu đã trễ thế này đang đợi khả hình nhã tuệ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đường khả hình đè xuống cảm xúc chớp mắt một cái, mới thu lại vẻ mặt, quay sang tưởng thiên lỗi, cũng không nhìn anh nói phải, bởi vì tôi phát hiện mấy ngày nay, thời gian cô ấy về nhà có chút không đúng, tôi có chút lo lắng, nên đi xuống chờ cô ấy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhã tuệ, mới vừa muốn giải thích. Sau này sẽ không, tưởng thiên lỗi nhìn nhã tuệ, nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, nhã tuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn nhã tuệ, thật lòng nói, sau này nếu như tôi dẫn cô ấy đi ra ngoài, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho cô, để cho cô yên tâm. Trong lòng của đường khả hình ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhã tuệ cũng im lặng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn nhã tuệ, lại nói rất chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, cô yên tâm. Tôi sẽ cố gắng thay đổi tình trạng bây giờ, tương lai tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc, cô yên tâm. Nhã tuệ vẫn không lên tiếng, không lộ vẻ gì nhìn anh vẻ mặt tưởng thiên lỗi cứng lại nhìn vẻ mặt nhã tuệ vẫn không buông lỏng mỉm cười nói hôm nào cô có thời gian tôi tự mình mời cô ăn cơm chấm ngoặc kép hai mắt nhã tuệ khẽ chấp động nhìn anh nhưng vẫn không chịu buông lỏng tưởng thiên lỗi biết không cần nhiều lời liền xoay người nhìn đường khả hình đang ngây ngốc lo lắng nhìn mình anh mỉm cười nâng nhẹ mặt của cô vỗ nhẹ một cái mới xoay người lên xe đi khỏi đường khả hình nhã tuệ chờ xe đi lập tức nhìn cô. Đường khả hình nhanh chóng nắm chặt tay nhã tuệ, hai mắt thật gấp, thật gấp, thật gấp nhìn cô. Nhã tuệ nhìn ánh mắt cô, bất đắc dĩ thở dài. Đường khả hình lại vui mừng mỉm cười, lập tức nhào tới trong ngực nhã tuệ, làm nũng nghẹn ngào nói tôi yêu cô chết mất. Nhã tuệ ôm nhẹ bản thân, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn cười. Hai người trở lại ngôi lầu nhỏ dịu dàng, rốt cuộc khả hình thở vào một hơi, ném túi sách xuống, nói buồn ngủ quá tắm xong sau đó sẽ đọc sách còn đọc sách trời cũng sáng rồi nhã tuệ có chút đau lòng cho bản thân nói đường khả hình lập tức xoay người nhìn nhã tuệ nhờ mắt cười nói phải xem người khác muốn tôi xem tôi sẽ không để cho anh ấy thất vọng người nào nhã tuệ nhìn cô ngạc nhiên hỏi đường khả hình không lên tiếng xoay người nhìn cái dương nhỏ thiếu chút nữa rời khỏi đất nước này nhớ tới vẻ mặt trí tuệ và nụ cười của anh bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng vây xung quanh thế giới của mình, hai tròng mắt của cô, xẹt qua kiên định nói, chính là anh. Chấm ngoặc kép, mưa phùn đi qua, sương mù nặng nề, khắp nơi vẫn ướt đẫm. ngày mai sắp đối mặt với Vitus, thân thể nhắn của đường khả hình đứng ở trước bàn đọc sách, mở đèn bàn, vừa tra máy tính, vừa ghi lại tài liệu. Nhã tuệ đắp chăn ngủ, nhìn vẻ mặt cô kiên định, khẽ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, ngày hôm qua 3 giờ 20 khả hình mới ngủ, 7 giờ rưỡi đã dậy. Hôm nay rất lạnh, cô mặc áo len cổ lọ màu trắng, quần jean màu xanh dương, áo khoác màu đen, nhanh chóng rửa mặt, làm điểm tâm sang cho Nhã Tuệ, đặt ở trước bàn, không chờ cho bạn thân thức dậy, mình đã đi làm, trong tay ôm một đống lớn tài liệu, vẻ mặt lộ ra rất kiên định. Mặc dù rét lạnh, khách sạn Á Châu vẫn náo nhiệt, bởi vì đây là nơi xinh đẹp hoàn toàn làm cho người ta sẽ đắm chìm trong bốn mùa. Đường Khả Hinh vui vẻ ôm tài liệu chào hỏi tất cả đồng nghiệp xong, liền trực tiếp đi vào hoàn á, mới vừa rồi còn vui vẻ, trong chớp mắt, bước vào thế giới của Trang Hạo Nhiên, lòng của cô không khỏi run rẩy, tay ôm tài liệu, mềm nhún, nhớ anh đã đi khỏi, trái tim cảm thấy nhớ nhung mãnh liệt và ghen tuông lan tràn toàn thân, cô thở ra một hơi, quyết định nghe lời tiêu đồng, bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng vọt lên trên lầu, đến thẳng tầng lầu tổng giám đốc. Đường khả hình bước nhanh ra ngoài thang máy đi, thấy đồng nghiệp lục tục đến, bởi vì chưa tới giờ làm việc mọi người đều ở đây trò chuyện cô khẽ mỉm cười tiếp tục đi về phía trước lại thấy cửa chính phòng tổng giám đốc đang ở trước mắt trong chớp mắt dừng bước lại nhìn tới giống như thấy có người lao ra trong tay cầm một đĩa anh đào vừa ăn vừa gọi mọi người trong phòng nghỉ ngơi có một giỏ anh đào thật to hôm nay lúc đi dạo chợ mua được rất ngọt mọi người hết bận thì nhanh đi ăn hai mắt thoáng đỏ bừng đường khả hình ôm chặt tài liệu từng bước từng bước đi về phía trước, nhìn cánh cửa kia càng ngày càng gần, nhớ tới hôm qua anh mới đi khỏi, tại sao giống như đã nhiều thế kỷ, khá dài như vậy. Nước mắt lại hiện lên, đường khả hình lập tức chớp mắt một, nuốt nước mắt xuống, bước nhanh qua phòng tổng giám đốc, đi vào phòng thư ký, bởi vì mình tới quá sớm, cho nên đồng nghiệp chưa đến, cô im lặng để tài liệu xuống, đi về phía phòng nghỉ ngơi, hết sức im lặng nhanh chóng đứng ở trước ngăn tủ, lấy ly, muống, bắt đầu nấu nước pha trà sữa, lại chút một chút bột vỏ trứng gà anh đặc biệt thích, nhẹ nhàng khuấy đều, dơ lên người một cái, là mùi vị anh thích, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đem trà sữa ly đặt ở trong khay, thổi phù phù đi ra ngoài. Hành lang thật dài, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Đường khả hình đang cầm khay, dịu dàng đi qua phòng thư ký, đi qua phòng hành tránh, xoay người, nhẹ đẩy cửa phòng tổng giám đốc, một cơn gió lạnh nhào tới, trong chóng gió màu tím mình xếp trước kia, thật vui vẻ xoay tròn, sắc mặt cô bình tĩnh đóng cửa lại ở trong không gian này làm cho mình rất vui vẻ người mùi nước hoa anh vẫn lưu lại trong không gian này đi về phía trước bàn làm việc đã thu dọn lại sạch sẽ nhẹ nhàng để trà sữa xuống cô cũng không ngẩng đầu lại dịu dàng cười nói hôm nay tôi pha trà sữa rất ngon mùi vị vừa phải bột vỏ trứng gà tôi cũng thêm vừa đúng không biết bây giờ ở trên máy bay anh đã trở lại đất nước luôn có mưa chưa tôi muốn nói với anh lần sau lúc anh muốn dẫn tôi đi đừng chọn máy bay tư nhân, bởi vì cho tới bây giờ tôi cũng chưa có ngồi qua máy bay. Tôi chỉ thấy trên TV, rất nhiều người trước khi lên máy bay, có người đưa tiến, có người khóc, có người cười. Tôi sẽ rất vui vẻ, bởi vì tôi là người thích náo nhiệt. Cho nên, lần sau, lúc anh muốn dẫn tôi đi khỏi, chúng ta mua vé máy bay công cộng, ngồi hạng phổ thông, mọi người cùng nhau lên máy bay. Tôi ngồi bên cửa sổ, anh ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi, nhất định sẽ dựa vào anh, anh nhất định phải cho tôi tựa lên vai." Chấm ngoặc kép. Trong lòng đau xót, Khả Hinh không nhịn được chảy nước mắt, vẫn không có nhìn vị trí ghế ra, nghẹn ngào nói, "Tổng giám đốc, anh không muốn trở lại cũng đừng gấp, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, học tập, thi đấu, tôi thành công rồi, tôi sẽ đi Anh Quốc tìm anh, rồi đến nhà của anh, nấu cơm cho anh ăn." Cô lau nước mắt, nhớ tới Trang Hạo Nhiên ở trong phòng bếp, làm một món ăn, cứ dùng ngón tay sạch sẽ cầm một miếng đưa đến bên miệng của mình lúc nhìn mình ăn vẻ mặt rất chăm chú và đáng yêu đường khả hình cố nén tâm trạng khổ sở và mất mát lại nghẹn ngào nói tôi nhất định phải giải quyết vitus mặc kệ tôi yêu người nào tôi đi mãi mãi là phương hướng trong đời anh tôi sẽ không để cho anh thất vọng hôm nay thời tiết rất lạnh trời mưa lúc ngồi xe buýt xe tôi chậm mấy phút tôi đã có chút lo lắng nếu như tôi tới trễ anh nhất định không vui nhưng tôi không có trễ, tôi đến còn sớm. Tôi muốn sau này thử cố gắng, chạy bộ sáng sớm. Chấm ngoặc kép. Có một cô gái, ở trong không gian tĩnh lặng, nói lầm bẩm nói lầm bẩm nói lầm bẩm Giống như người đàn ông kia, anh cũng không hề đi khỏi, vẫn ngồi ở vị trí tổng giám đốc, chăm chú xem tài liệu. chương 413, Người Phàm Tục. Tập đoàn Hoàn Cầu. Cao ốc rượu. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn lên tòa nhà màu trắng trước mặt trầm ngâm nghĩ nghĩ liền quyết định đi vào trong khu đánh giá so tài rượu đỏ tầng trệt đường khả hinh chậm rãi đi ra thang máy nhìn thấy đã có không ít phóng viên liên quan trong và ngoài nước vẫn theo cuộc tranh tài lần này rất hứng thú hỏi thăm người phụ trách liên quan cuộc tranh tài lần này một là vì tìm kiếm nhân tài hai là thực hiện tuyên truyền cho hoàn cầu rất tốt ở trong một công ty lớn mỗi quyết định cũng suy tính rất kỹ không chút nào bỏ qua cơ hội có thể lợi dụng, có lẽ từ ban đầu, ban tổ chức cũng đã tính xong thủ đoạn tuyên truyền. Đường Khả Hinh im lặng ôm tài liệu, tiếp tục đi về phía trước, dựa theo địa chỉ Tiêu Đồng đã nói cho mình, đi tới cuối hành lang thật dài, lập tức nhìn thấy một cửa lớn màu nâu sậm ở giữa có hoa văn, đóng thật chặt, bên trái là phòng thư ký và trợ lý, cô liền đi tới trước cửa phòng thư ký, nhẹ nhàng gõ một cái. Thư ký Mộng Đình ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi, xin hỏi cô là. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức lễ phép gật gầu chào cô, cung kính nói, chào cô, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Trang, đường khả hình. Chấm ngoặc kép, mộng đình nghe được thân phận của cô, liền đáp nhẹ một tiếng, cũng mỉm cười cung kính đứng lên, đi tới trước mặt cô, nói, chào cô, thư ký đường, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô. Đường khả hình lập tức mỉm cười nói với mộng đình tôi. Hôm nay tôi rất mạo muội quấy dày, muốn tìm Vitus tiên sinh." Chấm ngoặc kép. Trợ lý mặc đồng phục màu trắng đang ngồi ở trước máy vi tính, thẩm tra đối chiếu tài liệu, nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Mộng Đình cũng lộ ra khó xử nhìn Đường Khả Hinh, nói tìm. "Tìm Vitus tiên sinh?" "Đúng vậy." Khả Hinh mỉm cười nói. Mộng Đình nghe xong, liền mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Thư ký Đường, cô tới tìm Vitus tiên sinh." Bởi vì biết thói quen làm việc của ông ấy chứ. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, bởi vì ông là người quá là bí ẩn, mình tìm tòi tài liệu cũng chỉ xem được chuyện liên quan đến ông đánh giá rượu đỏ, cũng không có ghi chép bản thân ông, không có manh mối gì, người bên cạnh cũng không cách nào nhắc nhở mình, bao gồm Tiêu Đồng. Quả nhiên Mộng Đình bất đắc dĩ cười cười, mới nhìn cô nói, "Thư ký Đường, tôi muốn nói đơn giản với cô, lúc Vitas tiên sinh đang làm việc, không gặp khách, ngay cả hẹn trước cũng không có cơ hội." ngay cả chủ tịch, tổng giám đốc, muốn gặp ông ấy, cũng sẽ không gặp ông lúc đang làm việc và thời gian dùng cơm, thậm chí lúc ông ấy đang nghỉ ngơi giải trí, cũng sẽ không gặp người. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây người, nhìn mộng đình, nhớ tới lần trước đích thân Vitus ở đại sảnh chờ mình, đây là đặc ân to lớn đến cỡ nào. Cô lập tức có chút gấp gáp hỏi, vậy, tôi có thể thông qua biện pháp nào, có thể gặp ông ấy. Mộng đình gần như cảm thấy không có khả năng, cười nói trừ khi ông ấy tự mình hẹn cô nếu không không có cách nào đường khả hình chán nản ôm tài liệu ngây ngô đứng ở một bên không biết nên làm sao mộng đình mỉm cười nói với khả hình nói hay là cô đi về trước ở chỗ này chờ thật không phải là biện pháp đường khả hình nghe vậy liền khẽ gật đầu một cái chậm rãi xoay người đi ra ngoài thư ký và trợ lý cũng im lặng nhìn cô xoay người đi khỏi Khả Hinh từng bước từng bước đi ra khỏi phòng làm việc, lại đi qua cánh cửa đóng chặt, nhớ tới ông đứng ở dưới ánh mặt trời, đầy mạnh mẽ cúi xuống nhìn mình, thậm chí mang theo diếu cợt nói cô hoàn toàn không xứng làm một chuyên gia hầu rượu. Những lời này, giống như đầu quả trụy đập vào trái tim của mình. Hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng, đột nhiên từ trong thân thể dâng lên một khí thế quật cường, để cho cô ôm tài liệu, đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Vitus, cũng không nhúc nhích. Mộng đình có chuyện, vừa định cầm tài liệu đi vào phòng làm việc, lại kinh ngạc thấy đường khả hình ôm tài liệu, như đứa bé ngây ngô, đứng ở một bên, cố chấp, bình tĩnh chờ đợi, có lẽ trong lòng cô hiểu rõ, muốn khuyên đường khả hình đi khỏi, lại suy nghĩ đây là cách của cô, liền im lặng đi vào phòng làm việc. Đường khả hình bình tĩnh đứng ở một bên không lên tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, từ 9 giờ 30 phút sáng tới 11 giờ 30 phút. Mộng đình đi ra đi vào đến mấy lần, đều thấy đường khả hình kiên định đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, vẫn có thể nhìn ra thân thể cô hơi không yên, có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng cố chấp đứng ở nơi đó, im lặng giống như tôn pho tưởng, tư tưởng và thân thể đều cứng lại. Mộng đình đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn cô gái nhỏ với lòng kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, xin đừng quá tin tưởng cách nói thế tục trên thế giới này, thật ra chỉ cần bạn có lòng chân thành. Thiện chí bỏ ra, thật sự sẽ làm cho người ta tin tưởng bạn và thưởng thức bạn một lần cuối cùng Mộng Đình đi vào phòng làm việc của Vitus, đem danh sách học viên mới tiếp nhận và quy định so tài cho ông xem qua. Vitus ngồi ở trước bàn làm việc, im lặng xem tài liệu cùng tài liệu, chăm chú, sinh động, nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa đang làm việc thời kỳ, không thể có cho dù là ai quấy dày. Mộng Đình nhìn dáng vẻ ông chăm chú, suy nghĩ một lát, rốt cuộc gọi nhỏ Vitus. Chấm ngoặc kép. Vitus nghe gọi, hai mắt thâm thúy xẹt qua một chút không vui, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mộng Đình có chút áy náy nhìn ông, nói, rất xin lỗi, quấy dày ngài, thư ký của Tổng Giám Đốc Trang, đường Khả Hinh đã đứng ở ngoài cửa gần 3 giờ rồi, cô ấy không hiểu thói quen của ngài, nhưng tôi đã nhìn ra, cô ấy thật sự có chút lo lắng. Chấm ngoặc kép, Peters im lặng nhìn cô một cái, lại cúi đầu xem văn kiện. Mộng Đình bất đắc dĩ nhìn bộ dáng ông, liền im lặng lui ra ngoài. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra. Mộng Đình đứng ở bên cửa, nhìn Khả Hinh vẫn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, trầm ngâm nhìn phía trước, hết sức kiên định, cô bất đắc dĩ thở dài, đi tới trước mặt Khả Hinh, thật lòng nói cô đi về thôi, chờ ở chỗ này chỉ uổng công. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh hơi lắc đầu một cái. Mộng Đình bất đắc dĩ nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn xoay người đi khỏi. 12 giờ, rốt cuộc cửa chính phòng làm việc mở ra. Vitus vẫn mặc tây trang màu đen, Lạnh Lung đi ra ngoài, dáng người to lớn cao ngạo, cực giống đàn ông Pháp, cất bước đi về phía trước, cũng không có nhìn Đường Khả Hinh. Trợ lý và Mộng Đình lập tức đi theo ở phía sau. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông bước đi, nuốt cổ họng khô khốc, nói tôi không phục. Vitus không để ý tới cô, tiếp tục đi về phía trước. Tôi không phục, hôm nay tôi không phải đến thăm hỏi ngài hay học kiến thức của ngài. Tôi chỉ muốn một câu trả lời hợp lý. Đường Khả Hinh đột nhiên cứng rắn nói. Vitus cũng đã biến mất ở nơi thang máy. Đường Khả Hinh xem chừng cánh cửa kia, cắn răng, vội vàng bước đi theo. Nhà hàng Trung Quốc Thúy Trúc Huyền, đèn lồng đỏ lớn treo thật cao, tòa nhà này xây dựng hết sức tinh xảo lại cổ điển, tọa lạc trong khu rừng trúc xanh biếc, rất nhiều nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu tím đang cầm khay, ra ra vào vào. Hôm nay tưởng thiên lỗi hẹn ăn cơm trưa với Lauren và Vitus, nhưng bởi vì có chuyện tạm thời tới chậm một chút, Lúc này, đi dọc theo con đường mòn, cùng Đông Anh đi về phía bên này, vừa đi vừa nói sơ qua tình hình cuộc họp, lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Anh sững sờ, ở trong gió rét, ở trong cành trúc lay động, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng trước nhà hàng Trung Quốc, đứng ở bên khóm trúc, hết sức kiên định. "Có, chuyện gì xảy ra?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đông Anh cũng ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt cô gái nhỏ này lại lộ ra kiên định liền suy nghĩ một chút mới nói đoán chừng là bởi vì chuyện của vitus tiên sinh chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhớ lại đường khả hình cũng đề cập tới chuyện này liền cất bước đi về phía trước cho đến khi đi tới trước mặt cô cúi xuống có chút dịu dàng nhìn cô đường khả hình cảm thấy trước mặt có một bóng đen liền ngẩng đầu lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã đứng ở trước mặt của mình cô đã mệt mỏi không muốn cười chỉ mệt mỏi nhìn anh tưởng thiên lỗi hiểu ánh mắt của cô liền chậm rãi hỏi cần anh giúp không? Đường khả hình lắc đầu một cái. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay, vỗ nhẹ bả vai của cô, liền im lặng đi khỏi. Đông anh đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi có muốn. Tôi rót một ly nước cho cô hay không? Đường khả hình vẫn im lặng lắc lắc đầu. Đông anh nhìn cô một cái, đột nhiên mỉm cười, cũng im lặng đi khỏi. Tưởng thiên lỗi lên tới lầu hai nhà hàng Trung Quốc, thấy Lauren và Vitus đã ngồi ở phòng dựa vào cửa sổ sát đất, chỉ nếm rượu đỏ Hansen Cabernet Sonis của Pháp mới vừa ủ năm nay, cụng ly, trò chuyện bằng tiếng Pháp, anh liền mỉm cười đi tới, nói, hai vị tiên sinh, rất lịch sự tao nhã. Lauren và Vitus xoay người, nhìn thấy tưởng thiên lỗi, cùng hết sức thân sĩ đứng lên. Mời ngồi, tưởng thiên lỗi mỉm cười đi tới, khơi giơ tay, sau khi quản lý phòng ăn kéo ghế ra, anh buông lỏng cúp áo tây trang, ngồi xuống, đầu tiên nhìn bọn họ một cái mới hỏi đang thưởng thức loại rượu đỏ gì lauren mỉm cười nhìn tưởng thiên lỗi nói bất kỳ một chuyên gia hầu rượu nào ý tưởng cuối cùng cũng hy vọng có thể tìm được một loại rượu ngon để phối hợp mỗi loại thức ăn ngon trên thế giới nhưng tôi phát hiện các món ăn ngon ở tại khách sạn á châu có hương vị rất nặng muốn tìm được một loại rượu đỏ kết hợp thật sự hết sức khó khăn hả tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn vitus nói tôi còn tưởng rằng hai người là Pháp sư lợi hại nhất trên thế giới, luôn có thể nghĩ ra các loại biện pháp. Cuộc sống chính là phải không ngừng vượt qua cản trở, Pháp sư cũng không phải thật sự là người có bản lãnh, bọn họ chỉ là tương đối giảo hoạt thôi. Lauren nhẹ nhàng nói đùa. Tưởng thiên lối cũng cười, lại liếc về phía Vitus ngồi ở một bên, chỉ hơi lộ ra nụ cười, thể hiện lịch sự, liền nhìn ông nói, Vitus tiên sinh, trong quá khứ cũng từng đã tới Trung Quốc, đối với món ngon của Trung Quốc chúng tôi, có cái nhìn gì không? thức ăn là linh hồn của con người, người đến gần linh hồn cũng không nhiều, khi nói đến cái nhìn, chính là một loại xúc phạm đối với người chế biến ra thức ăn ngon, tôi vẫn không có ý kiến. Vitus lạnh nhạt nói, tưởng thiên lỗi nghe vậy, hai mắt khẽ chuyển động, bởi vì hiểu ý nên không lên tiếng. Lauren lại nhìn Vitus mỉm cười nói, lúc tôi mới vừa đến đây, thấy khả hình đứng ở bên ngoài phòng ăn, đoán chừng muốn được ông chấp nhận đừng nói với tôi, người bên ngoài cánh cửa rượu đỏ đều là người phàm tục. Vitus lạnh lùng nói, chương 414, sỉ nhục. Gió thu thổi qua, quét qua một cơn lạnh lẽo, nước mưa rơi xuống róc rách, khua cảnh trúc rũ xuống, giống như bôi trơn. Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời càng lúc càng mưa lớn, giọt mưa như hạt đậu, cô lập tức bước nhanh về phía trước, đứng ở nhà hàng, có chút rét lạnh đứng dán vào tường, tiếp tục kiên định thở ra luồng khí trắng chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi và bọn người Lauren, ba người bọn họ rốt cuộc dùng xong bữa trưa, 1 giờ 45 phút, đi ra phòng ăn, lúc thư ký của mình mở cây dù màu đen, chuẩn bị muốn rời khỏi nhà hàng. Đường Khả hình nghiêng mặt vừa nhìn thấy khuôn mặt Vitus vẫn đông lạnh, chờ đợi thư ký che dù đi tới, chuẩn bị đi khỏi, cô lập tức đi tới trước mặt của ông, vội vàng nhìn Vitus nói cho tôi một cơ hội. Tôi muốn biết vì sao. Tưởng Thiên Lỗi và Lauren đồng thời đứng ở một bên, im lặng nhìn cô. Vitus lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh vội vã, mới châm biếm nói cô. Tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Sắc mặt Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo, không thể tin nổi nhìn ông, kêu nhỏ, ngài nói cái gì? Cô tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi đều là một loại sỉ nhục. Vitus nói xong, liền lạnh lùng bước đi. Thư ký lập tức che dù, che mưa cho ông, đi về phía trước tưởng thiên lỗi và lauren cùng im lặng nhìn cô hai mắt đường khả hình nổi lệ cả người hư mềm không còn hơi sức mệt mỏi đứng ở một bên lời nói của vitus kêu ong ong ở bên tai của cô tất cả tự tin trong quá khứ ầm ầm bị đả kích cảm giác mình sai mọi thứ cả cơ bản cũng không có tưởng thiên lỗi nhìn thấy đau lòng liền chậm rãi vươn tay mới vừa muốn vuốt bả vai của cô đường khả hình lại lập tức xoay người vọt vào trong mưa chạy về phía vitus tưởng thiên lỗi mới vừa muốn đuổi theo nhưng lauren lại đưa tay tay ngăn cản nói để cô ấy chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn lauren có chút nghi ngờ nói vitus tiên sinh nói chuyện có phải có chút quá mức hay không lauren nhìn bóng lưng đường khả hình chạy đi xa hai mắt thâm thúy chấp nhẹ nói trên đường cầu học nếu như đụng phải một chút trở ngại lại oán trời trách đất vậy cô ấy sẽ không thành công mỗi người đều có phương hướng riêng nếu như cậu muốn học tập phương hướng của người khác đây là một việc cực kỳ khổ cực, giống như xé rách bản thân mình. Xác định cô ấy có thể trải qua cửa ải này hay không? Tưởng thiên lỗi nghe vậy, chỉ đành phải không cách nào, đau lòng nhìn phía trước. Bong trúc lay động, nước mưa nhỏ tí tách tí tách. Đường khả hình đạp đường mòn ướt đẫm, chạy như bay đến trước mặt của Vitus, nhìn ông, tức giận nghẹn ngào nói, tại sao ngài nói tôi như vậy? Ngài đã không ủng hộ tôi, nhưng tôi đối với rượu đỏ là thật lòng. Thật lòng. Phytus lạnh lùng nhìn đường khả hình đứng ở trong mưa, nhìn chăm chú mình, vẻ mặt không chịu thua, liền trầm giọng nói, cô còn nhỏ tuổi, hiểu rượu đỏ cũng chỉ là da lông, cũng đã dám kiêu ngạo như vậy. Tôi không có, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn ông kêu to. Sự vật trước mắt cô đều là một loại trùng hợp, bên trong căn bản cũng không có cố gắng của cô. Phytus lạnh lùng nói xong, liền xoay người đi về phía trước. Rốt cuộc có ý gì? Đường khả hình nhìn bóng lưng của ông, kêu to. Không phải mỗi người muốn cô chờ đợi, sau đó tha thứ cho cô. Tôi hận loại người muốn thông qua chờ đợi, để cho người khác thấy được quyết tâm của cô. Đây là loại người không có trí tuệ, đang lãng phí thời gian, làm chuyện vô vị. Giọng nói của Vitus xuyên qua tiếng nước mưa róc rách, truyền tới trước mặt của đường khả hình. Một câu nói như vạn tên xuyên tim, cắm thẳng vào trái tim đường khả hình. Cô không còn hơi sức đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa chút xuống, nghe vitus nói một loại cảm thật sự rắc nhụt để cho cô đột nhiên hư mềm ngồi xổm xuống không còn hơi sức suy nghĩ lời của vitus tưởng thiên lỗi che dù đau lòng đi tới bên cạnh cô cúi xuống nhìn cô gọi nhỏ khả hinh đường khả hinh ngồi xổm trên mặt đất không lên tiếng tưởng thiên lỗi chậm rãi ngồi xổm người xuống nhìn cô khổ sở như vậy im lặng một lúc mới chậm rãi nói cần anh đi sắp xếp với ông ấy một chút không thân thể đường khả hình ướt đấm, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, trong đầu vẫn quay cuồng ánh mắt quyết tuyệt của Vitus, trong lòng đau nhói, hai mắt đỏ bừng rưng rưng, cả người lạnh run chống mặt đất ướt đấm, chậm rãi đứng lên, nện bước bước chân mềm nhũn đi về phía trước. Khả hình, chấm ngoặc kép, tường thiên lỗi lại nắm nhẹ cánh tay cô ướt đấm. Đường khả hình nhẹ nhàng tránh thoát tay của anh, tiếp tục từng bước từng bước đi về phía trước, trong đầu lại hiện lên lời của Vitus, cô tiến vào tranh tài rượu đỏ, đối với người dự thi, đều là một loại sỉ nhục. Trong lòng chua sót, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trái tim cô đột nhiên đau đớn, vừa đi về phía trước, vừa nhẹ nhàng nức nở. Anh có thể giúp em, anh khẳng định, tưởng thiên lỗi lại nói rất chắc chắn. Không có ai có thể giúp em, em đã đứng ngoài cửa lớn rồi, anh giúp em, không phải em muốn đứng xa hơn. Cô tiếp tục đi về phía trước, mặc cho nước mưa chút xuống, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc, bước đi một ngày này tại sao thời gian quá dài như vậy một ngày này tại sao nước mưa vô tận như vậy một ngày này tại sao tâm trạng bết bát như vậy gian phòng thay đồ vòi sen nước nóng phun thẳng xuống thân thể đường khả hình trần chuồng đứng ở dưới vòi nước mặc cho nước nóng dọc theo cần cổ rơi xuống nước mắt hòa cùng nước nóng lăn xuống rốt cuộc sắc mặt đã có một chút hồng hồng nhưng hai mắt vẫn rời rạc không còn hơi sức co giúp trên sàn thân thể trắng nõn cứng lại sáng ngời ngọn lửa màu đỏ trên bả vai cũng ở trong nước chảy, mờ mịt, giống như đang muốn cháy lên hừng hực. Giống như người đàn ông ở một đất nước khác xa xôi, là ngọn lửa đỏ thấm ở trước mặt mình, ôm nhẹ mình, để lại một câu nói, chân chính đối mặt với bản thân mình rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình, cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với mình, nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện, cuộc sống không có gì đặc biệt, ngoại trừ chết chóc. Đường khả hình ở trong nước nóng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhớ lời của anh, hai mắt lại lộ ra một chút kiên cường, tự tin. Ngày hôm nay, trôi qua thật dài đăng đẳng. Nhã tuệ vẫn bận rộn, đường khả Hinh một mình ngồi ở phòng thư ký, sững sờ nhìn phía trước, không có một chút phương hướng, rốt cuộc nên làm như thế nào. Nên đi con đường nào, cho dù muốn cố gắng, thì phải cho mình một phương hướng. Khả Hinh tiêu đồng sắp tan việc, nhìn vẻ mặt cô như đưa đám, liền hỏi cô làm sao vậy. Đường khả hình muốn lắc đầu một cái, nhưng cô thật sự không có chủ ý, liền ngẩng đầu lên nhìn tiêu đồng, có chút gấp gáp hỏi tiêu đồng, chị. Có từng nghe qua tổng giám đốc hoặc chính trị nghe đến ông Vitus hay không? Tiêu đồng nhìn cô, im lặng một lúc, mới mỉm cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy, không biết vì sao, thật đáng ghét tôi, đường khả hình bất đắc dĩ nói, tôi muốn tìm ra nguyên nhân, mới có biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng giống như từ trước đến giờ ông ấy đều không nghe ý kiến người khác, tôi không cách nào. Tiêu Đồng đột nhiên mỉm cười, nói tôi không hiểu Vitus, nhưng tôi hiểu một chuyện. Chuyện gì? Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn cô hỏi. Chính là mỗi người đều có cảm xúc và một chút cố chấp cùng nguyên tắc của mình. Chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng cười nói. Đường Khả Hinh sững sờ, nghĩ tới cô giống như chưa nói gì. Cô tốt nhất suy nghĩ một chút, theo tôi được biết Vitus tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ ghét ai. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng thật lòng nói. Đường khả hình sửng sốt. Tiêu đồng nhìn cô như vậy, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, liền im lặng muốn rời khỏi. Chờ một chút, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, gọi cô lại. Hả, tiêu đồng quay đầu, mỉm cười nhìn cô. Tổng giám đốc, hiện tại, tới đó chưa, đường khả hình nói đến trang hạo nhiên, tim đập mạnh. Tiêu Đồng nhìn cô, mỉm cười nói, đoán chừng lúc này, anh nên nằm ngủ trên giường mềm mại ở nhà ở Anh Quốc. Có thể vẫn còn điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút đáng thương van xin. Không được, Tiêu Đồng cười cười đi khỏi. Đường Khả Hinh lầu bầu cúi đầu, lại cảm thấy không còn hơi sức. Ban đêm, mưa tiếp tục nhỏ giọt róc rách. Ánh đèn ngôi lầu nhỏ đã sáng thật lâu. Đường Khả Hinh mặc áo ngủ màu trắng Ngồi trước máy vi tính, mở ra email, nhập vào địa chỉ Trang Hạo Nhiên, nhìn hộp thư trống không, nhẹ nhàng vươn tay, ở trên mặt bàn phím, nhẹ nhàng gõ. Chấm ngoặc kép, Tổng giám đốc, nghe Tiêu Đồng nói, anh đã trở lại nước Anh, hôm nay lúc hỏi thăm anh, nghe nói anh đang ngủ. Có khỏe không, anh đã đi một ngày rồi, tôi ở trong phòng làm việc của anh, pha một ly trà sữa, uống rất ngon nha. Bởi vì anh không có ở đây, toàn bộ công việc của tôi ngưng lại, còn sót lại nhiệm vụ chính là chuẩn bị cuộc thi, hầu rượu và học bài tập anh để lại cho tôi lúc trước. Hôm nay tôi nghe lời anh, đi tìm Vitus tiên sinh, nhưng ông ấy vẫn không để ý tới tôi, chán ghét tôi một cách khó hiểu, tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng mặc kệ tôi hỏi thế nào, ông ấy không muốn nói cho tôi biết. Chấm ngoặc kép, một cảm giác không còn hơi sức, tập kích tới. Đường khả Hinh dừng động tác trong tay, nhìn chăm chú màn hình máy vi tính suy nghĩ một chút, mới tiếp tục gõ chữ, chỉ là, anh yên tâm, tôi sẽ thật cố gắng, tìm ra nguyên nhân, để cho ông ấy tiếp nhận tôi, học tập với ông ấy thật tốt. Suy nghĩ lại cũng đúng, trí tuệ tinh hoa nhiều năm người khác, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho mình. Không phải mỗi người, đều giống như anh, dốc hết tất cả cho tôi. Chấm ngoặc kép, hai mắt khẽ đỏ thắm. Đường khả hình hít mũi một cái, nghẹn ngào tiếp tục gõ chữ. Chấm ngoặc kép, không biết vì sao, trong lòng có chút chua sót, lại muốn khóc, nhưng anh đã từng nói với tôi, nếu như tôi quá lệ thuộc vào anh sẽ để cho anh sinh ra hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Sau này tôi sẽ tận lực kiên cường. Gần đây tôi rất khỏe, anh khỏe không, nơi đó còn đang mưa không. Bên này từ hôm qua tới hôm nay trời vẫn mưa, giống như không có cơ hội ngừng lại. Có phải vì anh đi hay không, nhớ nhung nụ cười vui vẻ và tiếng nói nhiệt tình của anh. Chỉ mong anh ở đất nước đó sống thật tốt, tôi ở bên này cũng sẽ thật tốt, sẽ cố gắng, xin yên tâm. Tay ngừng lại phong tín tử trên ngón giữa lóe ra ánh sáng yếu ớt cô gái trước máy vi tính nhìn chăm chú chữ trong màn hình không tiếp tục suy nghĩ nữa nhẹ nhàng nhấn gửi đi liền cúi đầu nằm ở trên bàn máy vi tính mặt tựa vào bên cạnh bàn phím nhắm hai mắt một giọt nước mắt nhỏ xuống hộp thư nhẹ nhàng bay ra lá thư màu trắng bay tới một đất nước khác không biết nơi phương xa anh có nhận được hay không cô gái ngồi trước máy vi tính phương thức duy nhất liên lạc với anh chính là máy vi tính Phương thức liên lạc nho nhỏ này, không phải là không thể gọi điện thoại, cũng không phải là sợ gọi điện thoại, mà cô biết anh muốn buông tha mình, chỉ có dùng một trái tim dịu dàng của mình, nhẹ nhàng bày tỏ nhớ nhung, lại không dám nói nhiều hơn, chỉ sợ anh có gánh nặng và áp lực. Cứ như vậy, sau khi viết xong lá thư, cô giống như ở trong thế giới của anh yên ổn ngủ. Một chút suy tư bay vào trong mộng, bay vào một thế giới giả tưởng. Cô vẫn khép chặt hai mắt, ngủ thật sâu đột nhiên trong đầu xuất hiện một câu nói, không phải mỗi người muốn cô chờ đợi, sau đó tha thứ cho cô. Tôi hận loại người muốn thông qua chờ đợi, để cho người khác thấy được quyết tâm của cô, đây là loại người không có trí tuệ, đang lãng phí thời gian, làm chuyện vô vị. Đường khả hình mở choàng mắt, giống như tìm được một chút đột phá cửa ải, ngây người. chương 415, nghi ngờ. Sáng sớm, đường khả hình nhào tới hoàn á, vừa vào phòng thư ký, liền kêu to tiêu đồng, Tiêu Đồng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng Đường Khả Hinh nôn nóng, vội vàng trả lời, "Gì?" Đường Khả Hinh lập tức nhào tới chỗ của Tiêu Đồng, nhìn cô, gấp gáp nói, "Chị nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian này có điều tra tôi hay không? Hay hỏi thăm chuyện của tôi?" Tiêu Đồng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô một lát, rốt cuộc mỉm cười hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đường khả hình vội vàng nhìn tiêu đồng thật lòng nói, tôi nhớ câu nói của ông Vitus ngày hôm qua, không phải mỗi người đều muốn tôi chờ đợi, sau đó tha thứ cho tôi. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng nhìn cô, hỏi chuyện này, có gì không ổn? Đường khả hình rất gấp gáp giải thích nói, tôi vào hoàn á cho tới nay, tôi chỉ dùng hành động, chờ đợi hai người. Người nào, tiêu đồng nghi ngờ hỏi. Chúng ta tổng giám đốc và tưởng thiên lỗi, đường khả hình gấp nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tiêu đồng nhìn cô, suy nghĩ đến lời này. Đường khả hình nhớ tới một chút chuyện cũ đã qua, có chút đau lòng nói, khi đó, bởi vì tôi thường bỏ bê công việc, cho nên tổng giám đốc quyết định sa thải tôi, vì để cho anh ấy tha thứ, tôi vẫn đứng ở ngoài cửa, chờ đợi anh ấy. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng im lặng mỉm cười nhìn cô. Đường khả hình buộc mình không nghĩ đến trang hạo nhiên nữa, lại ngẩng đầu nhìn tiêu đồng nói, chuyện này, mọi người đều biết, nhưng ông Vitus làm sao biết. Cho nên, chấm ngoặc kép, tiêu đồng vẫn có chút không hiểu nhìn cô. Cho nên, Vitas nhất định điều tra qua chuyện của tôi, đường khả hình nói rất chắc chắn. Sau đó thì sao, tiêu đồng nhìn cô hỏi. Đường khả hình hơi nghiêng mặt, nhìn tới trước, nói, rốt cuộc ông ấy làm sao biết. Ông ấy còn điều tra tôi cái gì nữa. Một chút này, tôi tin tưởng người khác không tra được, tôi không tra được, nhưng chị tra được. Tiêu đồng ngẩng mặt, bất đắc dĩ nhìn cô, cười khổ nói tôi biết ngay cô nôn nóng tìm tôi nói chính xác không có chuyện tốt giúp tôi một chút cầu xin chị giúp tôi một chút chấm ngoặc kép đường khả hình nhìn tiêu đồng thật lòng van xin tiêu đồng bất đắc dĩ thở dài chỉ đành phải cầm điện thoại lên bấm điện thoại của bên bộ rượu mới thở dài nói may mắn đoạn thời gian chúng ta trở về nước chính xác biết không ít người ở phòng thư ký cũng có người vẫn cho tôi mấy phần mặt mũi chấm ngoặc kép Đâu chỉ mấy phần mặt mũi." Đường Khả Hinh lập tức bật cười nói, "Chị là thư ký số 1 của tổng giám đốc Trang Nha." "Đừng tâm bốc tôi." Tiêu Đồng cố ý nhìn cô chằm chằm, nhịn cười nói, "Cô mới là thư ký số 1 của anh ấy, người cũng nổi tiếng." Đường Khả Hinh nhìn cô, làm nũng. Cấp dưới của Trang Hạo Nhiên luôn không phục cứng rắn, chỉ sợ người mềm mỏng. Tiêu Đồng bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó gọi điện thoại đến phòng thư ký hoàn cầu lấy lòng thư ký trưởng nơi đó một chút, lại nghĩ biện pháp thông qua quan hệ, liên lạc với thư ký của Vitus, lúc ban đầu, ba vị trợ lý của phòng thư ký vẫn giới thiệu mơ hồ, nhưng bởi vì thư ký trưởng bên này nhờ cậy, ngay lập tức báo cho cô vài chuyện nhỏ. Tiêu Đồng nắm điện thoại, dần dần nghe, sau đó thần bí gật đầu. Đường Khả Hinh vội muốn chết nhìn Tiêu Đồng. "Tốt, tốt, cảm ơn cô, có thời gian mời cô ăn cơm." Chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng nở nụ cười dịu dàng, nắm điện thoại. Nói cảm ơn lần nữa, mới buông điện thoại xuống. Như thế nào, đường khả hình căng thẳng nhìn tiêu đồng, hỏi. Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đường khả hình thật căng thẳng, liền nhíu nhíu mày nhìn cô, cười nói tôi thật sự ngạc nhiên, có lúc nhìn cô rất ngu, nhưng cô có một chút, rất để cho tôi bội phục. À, đường khả hình ngây ngốc nhìn cô. Tiêu đồng khẽ mỉm cười, có chút tán thưởng nói, cha được, quả thực trong lúc Vitas tiên sinh trở về nước điều tra tất cả camera cô hầu rượu để xem, thậm chí tài liệu cá nhân liên quan đến cách ăn mặc của cô, hơn nữa ánh mắt chú trọng vào đoạn phim lúc cô hầu rượu ủy viên trương. Chấm ngoặc kép, trái tim của đường khả hình run lên, quả thật đúng như suy đoán của mình, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Tiêu đồng lại nhìn đường khả hình, nghiêm túc nói, mới vừa rồi thư ký tần còn mắc cho tôi một chuyện nho nhỏ, đây chính là mua nhân tình của thư ký trưởng, mới nói cho tôi biết không trách được Tổng Giám Đốc nói cho tôi biết, quan hệ giao thiệp ở trong xã hội rất quan trọng. Lúc này đường khả hình vẫn không quên đưa lời tâm bốc người ta. Tiêu đồng không nhịn được nở nụ cười, nhìn cô cười nói con nhóc này. Cái tốt không học, chuyên chọn học cái hư của lão đại. Mau nói cho tôi biết, đường khả hình nhìn cô, căng thẳng hỏi. Tiêu đồng nghiêm nghị nhìn khả hình, nói thật ra lúc cô và cổ tinh tranh tài, đối mặt kết quả cuộc so tài, sau đó nhân viên có sự tranh luận, Cuối cùng quan điểm của Vitus tiên sinh thắng, nhưng đối với chuyện này, Vitus tiên sinh đang ở nước ngoài, đối với kết quả cuộc so tài lần này, vẫn có dị nghị. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn cô, nói thật, thật, cho nên ông ấy trở về nước, chuyện thứ nhất chính là điều tra cô. Tiêu Đồng gật đầu nói. Khả Hinh sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn có chút không ổn nhìn Tiêu Đồng, nói, không thể nào. Ông ấy đối với tôi vẫn không ủng hộ, điều tra tôi, còn có nguyên nhân khác chứ? Tiêu đồng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới mỉm cười nói, đúng vậy. Nguyên nhân gì, đường khả hình hỏi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu đồng cười nói, bởi vì cô đã từng bị hai tổng giám đốc tranh đoạt, tin tức rằng có rất nhiều. À, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn cô. Đây là sự thực, tiêu đồng mỉm cười nói. Đường khả hình im lặng một lúc, mới ngẩng đầu nhìn tiêu đồng, nói, vậy. Chấm ngoặc kép, đoán chừng đoạn phim cô hầu rượu cho ủy viên trương, làm cho ông ta có một chút phản cảm. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng suy nghĩ một chút, nói. Đường khả hình cũng suy nghĩ chuyện này, do dự một lát, lại lập tức làm nũng nhìn tiêu đồng. Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô, cười cười nói, được, 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 tôi bảo phòng quan sát, sao chép đoạn phim cho cô xem. Tiêu đồng, tôi yêu chị chết mất, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức cổ của tiêu đồng, hôn một cái trên mặt của cô. Được rồi, được rồi, miệng ngọt như vậy, còn có thể chọc lão đại tức giận. Tiêu đồng đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn gọi điện thoại cho phòng quan sát, để cho bọn họ sao chép một đoạn camera, chuyển tới phòng thư ký. Không đến bao lâu sau, quả nhiên phòng quan sát chuyển đến đoạn phim cho Tiêu đồng và Khả Hinh, Khả Hinh lại dùng USB copy, ngay lập tức nói, hôm nay tôi xin nghỉ. Này, chấm than ngoặc kép, Tiêu đồng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô, bất đắc dĩ gọi con bé này. Cô vẫn chưa có làm xong việc, thật coi lão đại không trở lại hả? Chấm ngoặc kép, ầm, um, chấm than ngoặc kép, cửa phòng thư ký đóng mạnh. Cả phòng thư ký đều không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa kia nói, sao lại thế này? Tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên mỉm cười. Đêm qua bởi vì nước mưa rửa sạch không chung, cho nên sáng nay bầu trời trong xanh, vạn dặm không có bóng mây. Hôm nay nhã tuệ hơn 3 giờ chiều mới đi làm. Cho nên vẫn ngủ, ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, ánh sang ấm áp, cô ngủ rất thoải mái. Một âm thanh giống như chuột nhấm gạo, từng hồi một truyền đến. Lúc ban đầu, cô đắp chăn, còn ngủ được rất an ổn, nhưng về sau lại. Âm thanh con chuột nhấm gạo lại trận trận truyền đến, có chút bí ẩn, có chút kinh khủng. Nhã tuệ đóng chặt hai mắt, nặng nề trước mắt, sau ót đột nhiên nghĩ tới đường khả hình nên đi làm, âm thanh này từ nơi đó truyền tới nhất thời cơn buồn ngủ biến mất một cảm giác rét căm căm từ phía sau lưng chuyển đến rốt cuộc cô mở choàng mắt theo bản năng lắng nghe âm thanh sau lưng tới một chút âm thanh con chuột nhấm gạo tiếp tục chuyển đến cả người nhã tuệ lạnh lẽo nổi ra gà rùn mình chắn cô dịn mồ hôi theo bản năng chậm rãi xoay người hai tròng mắt rời rạc không còn hơi sức run rẩy dần dần đầu rời về phía sau tiếp xúc được máy vi tính trên bàn cô sửng sốt Đường Khả Hinh mặc đồ ngủ ôm một đống lớn khoai tây chiên ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn trong chọc màn hình máy vi tính vừa nhìn chăm chú vừa nhét từng miếng khoai tây chiên vào trong miệng Nhã Tuệ thở dốc một hơi vén chăn lên bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh sụp đổ gọi này tôi nói lúc này cô còn ở chỗ này làm gì cô không cần đi làm hả nghĩ tổng giám đốc các người không có ở đây cô tự do đúng không Đường Khả Hinh không có trả lời chăm chú nhìn toàn bộ quá trình mình hầu rượu ủy viên trương, cao mày nói, rốt cuộc sai chỗ nào vậy? Nhã tuệ nghe lời này, liền ngạc nhiên ngồi dậy, vẫn buồn ngủ lim dim, cao mày nhìn trong màn hình máy vi tính khả hình đang nói với ủy viên trương, lúc ăn cơm thì ăn cơm. Cô sửng sốt nói, đây không phải là phim cô hầu rượu ủy viên trương. Đường khả hình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô nói, làm sao cô biết? Nhã tuệ cười cười, Nói chuyện cô hầu rượu ủy viên chương truyền khắp cả khách sạn, rất nhiều đồng nghiệp đều khen cô lợi hại, nhất là Mạn Hồng, không phải ngày ngày hung ác nói với người khác, cô là người phòng ăn của cô ấy đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nghe xong, liền im lặng cười khổ một tiếng. Cô xem đoạn phim này làm gì?" Nhã Tuệ hỏi. "Vitus tiên sinh đối với đoạn phim tôi hầu rượu rất không thích, nhưng tôi xem thật lâu cũng không thể tìm ra nguyên nhân." Khả Hinh có chút chán nản nói. Nhã Tuệ nghe vậy, liền ngạc nhiên hỏi tại sao muốn tìm nguyên nhân. Tôi muốn biết nguyên nhân ông ấy bất mãn tôi, hiểu chuyện này, có lợi cho tôi tới gần ông ấy. Chấm ngoặc kép, Khả Hinh lại đưa một miếng khoai tây chiên vào trong miệng. Cô, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nghe lời này, liền ngạc nhiên nhìn cô nói, cô muốn xem, tại sao không xem ở khách sạn. Cần phải về nhà, thoải mái, không có người chính là tìm cách thoải mái và vui vẻ, càng có thể làm việc tốt. Đường khả hình lại đưa một miếng khoai tây chiên vào trong miệng, nói. Nhã tuệ quay đầu, im lặng nhìn khả hình. Đường khả hình cũng phát hiện nhã tuệ có chút khác thường, liền quay đầu nhìn cô, cười hỏi chuyện gì. Không có việc gì, nhã tuệ lại nhìn trong màn hình, ủy viên trương cười nói với hai vị ủy viên khác, nếu như mình cũng giống như người bạn thân, có một cô con gái như vậy thật tốt. Cô đột nhiên cười cười nói, khuôn mặt ủy viên đang khi nói chuyện, giống như đã biết cô. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, không muốn nói đến đoạn chuyện cũ này. Thật ra quá trình hầu rượu này rất tốt, giống như cố giao gặp chi ký. Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ chợt cười cười nói: "Đường Khả Hinh cũng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn mình trong màn hình, bởi vì cảm nhận được trong ánh mắt Ủy viên Trương, những năm này cháu sống có tốt không?" Hai mắt lại đỏ thắm, kích động, sắc mặt của cô lại chậm rãi buộc chặt, sâu kín lẩm bẩm chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép cái gì? Nhã Tề quay đầu, nhìn Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 415.